Trương Khác mới biết được là tên phó trấn trưởng muốn ăn mảnh, chẳng trách được, vốn đàm phán rất tốt, mọi người không hề tăng thêm điều kiện ngoài, đột nhiên nhận được điện thoại của Tống Bồi Minh, trấn trưởng, bí thư Trần Ích Long không có mưu đồ gì, tất nhiên đoán ra được tên phó trấn trưởng kia ngầm dở trò, mới làm người ta rút thanh bảo kiếm Tống Bồi Minh ra. Hứa Tư là đại biểu pháp nhân của City Việt Tú viết giấy ủy quyền cho Lưu Minh Huy, để hắn ký hợp đồng mua thanh đạt với chính phủ Trần Ích Long. Khi Trương Khác tới khách sạn Thành Kiến thì bốn bộ máy tính đã được mang tới lắp đặt, giao diện là Windows 95 mà Trương Khác không quen lắm, nhưng vẫn miễn cưỡng dùng được, đương nhiên làm y khó chịu nổi nhất là kết nối IT bằng đường dây điện thoại, người quen IT tốc độ gửi mấy năm sau không chịu nổi cái tốc độ rùa bò đó. Tô Tân Đông không phụ sự kỳ vọng của Trương Khác, bắt đầu từ lúc Trương Khác gửi 15 vạn đồng vào tài khoản, hắn ta bắt đầu tiến hành đi sâu phân tích đường lối kinh doanh khả thi của hạng mục đầu đĩa. Hôm qua tới Hải Châu cùng Đinh Hòe, hắn ta tiến hành tìm hiểu sơ bộ xong, liền đưa ra phương án hiện giờ có thể sử dụng. Bất kể mức độ khả thi của phương án này ra sao, Tô Tân Đông đúng là làm Trương Khác cảm giác bắt được báu vật. Trương Khác nói với cả hai người họ. Tôi hy vọng các vị chia ra làm ba bước để đi, thứ nhất mau chóng đưa ra được máy mẫu, thứ hai là hoàn thiện chất lượng công năng máy mẫu để đưa vào sản xuất đại trà, bước thứ ba mới thực thi phương án của các vị. Đinh Hòe nói chắc chắn. Nếu chỉ cần đưa ra máy nguyên mẫu không chú ý kiểu dáng, mấy người chúng tôi có thể lắp xong trong 10 ngày, miễn cưỡng xem được đĩa. Còn cần chất lượng đáng tin cậy, công năng toàn viện ngang với máy hiện tại của Vạn Yến cần 3-4 tháng. Nói chung cuối cùng việc kỹ thuật chuyên môn do Đinh Hòe phụ trách, Tô Đông Pha phụ trách điều độ chỉnh thể hạng mục, Trương Khắc tin rằng hắn ta có năng lực này, chẳng qua trước kia thiếu không gian phát huy, Lưu Minh Huy phụ trách đảm bảo hậu cần. Lần trả tiền đầu tiên chỉ cần 20 vạn. Trương Khác muốn giữ lại giám đốc Thanh Đạt, nhưng trước khi vấn đề nợ của Thanh Đạt được giải quyết triệt để ông ta sẽ không có tinh lực tham dự công việc nhà máy. Thị trường đầu đĩa năm sau sẽ nhảy vọt, chỉ cần có thể chen chân vào là kiếm được tiền, nhưng nếu muốn tồn tại được trong cuộc cạnh tranh tàn khốc về sau, phải tiến hành đầu tư kỹ thuật, bồi dưỡng năng lực kỹ thuật của bản thân. Cái đó hình như hơi xa, hiện giờ Trương Khác chỉ nhìn thấy thị trường bùng nổ vào năm 96, 97. Kỳ nghỉ đông kết thúc ngày 16 tháng Giêng, đó là ngày 16 tháng 2 năm 95, Đinh Hòe cùng 5 kỹ sư ông ta đưa tới mua linh kiện từ các nhà cung cấp khác nhau lắp đặt chiếc máy nguyên mẫu đầu tiên. Sáng hôm đó Trương Khác thò mặt tới lớp học, tỏ thái độ y chưa quên mình là học sinh của Nhất Trung, tiếp đó ngồi xe tới thẳng Trấn Ích Long. Chưa định hình được vỏ máy, tất cả linh kiện cố định trên bản, nếu đổi lại là mùa hè năm ngoái, Trương Khác nhất định cho rằng đây là cái máy rơi vỡ dưới đất. Nhặt linh kiện đặt lên bàn. Cầm lấy một cái đĩa VCD, Trương Khác dè dặt hỏi Đinh Hòe. Thứ xấu ỉn này có thể chạy được không? Chắc là được, sau khi cho đĩa vài phải mất mấy giây mới chiếu hình ra được, cũng may đây chỉ là chướng ngại phần mềm. Nhìn Đinh Hòe đưa tay bật máy, tim Trương Khác thắt lại, dù sao kỹ thuật không phải là sở trường của y, khó tránh khỏi khẩn trương, nhìn màn hình TV lóe lên một cái, tiếp đó là đen xì trong 5 giây. 5 giây thật là dài. Khi Trương Khác cho rằng thế là hỏng thì màn hình đổi thành màu lam, giữa có bốn chữ điện tử Thanh Đạt màu trắng, tiếp là hình ảnh động. Đây là phim gì thế? Trương Khác thở phào hỏi. Đinh Hòe nhìn Tô Tân Đông nhún vai, mấy kỹ sư cũng mù tịt, bọn họ chẳng biết cái đĩa này tên là gì, mặc dù lấy nó thí nghiệm rất nhiều lần. Điện tử Thanh Đạt trước kia nợ nần nghiêm trọng, chúng tôi liên lạc với rất nhiều nhà cung cấp có quan hệ trước kia, đều từ chối cung cấp linh kiện. Nếu không dù là máy lắp tạm thời cũng tốt hơn nhiều. Tô Tân Đông giải thích. Trương Khác gật đầu. Không thể để chuyện này làm lỡ tiến độ, chúng ta lấy tiền mặt đặt hàng, bọn họ hẳn sẽ không ý kiến gì nữa. Hiện giờ ông là giám đốc nhà máy, tôi không thể không cấp cho ông quyền chi tiêu, khoản tiền dưới 20 vạn có thể lấy trực tiếp từ chỗ Tương Vi, sau đó báo lại với tôi là được. Trương Khác nói thế làm Lưu Minh Huy vô cùng hâm mộ. Tô Tân Đông mới tới Hải Châu chưa tròn 10 ngày đã giành được tín nhiệm của Trương Khác. Ít nhiều cũng có chút mất mát, dù là hắn muốn chi dùng cũng phải thương lượng với Tương Vi trước. Cái tên Thanh Đạt uy tín không được tốt, chúng ta nên thay đổi một chút. Trương Khác trầm ngâm nói tiếp. Lưu Minh Huy phát biểu ý kiến ngay. Sản phẩm tốt nhất là cùng tên với nhà máy, như thế đầu tư quảng cáo sẽ hiệu quả hơn. Ảnh đạt được không? Đinh Hòe nói. Thanh Đạt là chỉ âm thanh. Ảnh đạt là chỉ đĩa phim, tôi thấy cái tên ảnh đạt rất hay. Trương Khác lắc đầu. Thương hiệu phải có tính dung nạp lớn hơn, không thể để sau này chúng ta làm sản phẩm khác lại đổi tên,
tôi quyết định dùng cái tên Ái Đạt. Ái Đạt à? Tô Tân Đông lẩm nhẩm, rồi luôn miệng khen. Đúng, nên gọi là Ái Đạt, đợi khi sản phẩm định hình, có thể gọi là series ảnh Đạt. Chuyển đổi tên thành Ái Đạt tất nhiên do Lưu Minh Huy phụ trách. Xác định tên gọi mới là bước đầu tiên của hệ thống thương hiệu tiêu chuẩn, mà có tiêu chí hệ thống mới là bước đầu tiên cả kế hoạch marketing. Đinh Hòe, Tô Tân Đông, Lưu Minh Huy ai vào việc nấy, bản thân Trương Khắc cũng chẳng nhẹ nhàng. Trương Khắc phải định ra phương án chiến lược thị trường, một số công tác ví dụ nghiên cứu thị trường có thể giao nhân viên phòng kế hoạch đi làm, nhưng phân tích tiền đồ cả ngành nghề, phân tích chiến lược xí nghiệp cùng xây dựng thương hiệu, Trương Khắc không hy vọng người khác có thể san sẻ được mấy gánh nặng in. Trương Khắc mỗi buổi tối mời kỹ sư tới xóa mù kỹ thuật in, đến cuối tháng 2 mới gần như hiểu được kỹ thuật cơ sở. Ai bảo y xuất thân khoa văn, hiểu được kỹ thuật cơ sở chẳng phải là dễ dàng rồi, ít nhất đọc tài liệu tiếng Anh không trở ngại gì. Thời gian rất eo hẹp, Trương Khắc mang luôn tài liệu tiếng Anh tới lớp đọc. Suốt cả kỳ nghỉ đông Trương Khắc không chơi với mình làm đương thanh mới đầu rất không vừa lòng, nhưng thấy Trương Khắc một lòng nghiên cứu kỹ thuật vượt ngoài phạm vi nhận thức của mình, đương thanh rất hiếu kỳ, lấy tài liệu tiếng Anh của Trương Khắc ra đọc 2 tiếng đồng hồ thì chán nản từ bỏ, song cực kỳ hứng thú với máy tính trong phòng Trương Khắc. Bởi thế tuy bận tối mắt, công việc của Trương Khắc lại có thêm một hạng mục nữa, đó là dạy Đường Thanh sử dụng máy tính. Chương 149, email. Trương Khắc không hề dự liệu trước được thời gian này lại bận rộn đến thế, mặc dù chưa tiếp xúc lâu, nhưng biết Đinh Hòe và Tô Tân Đông là người cực kỳ chuyên nghiệp, có thể ứng phó với cục diện. Song hai người họ cả ngày cả đêm ở nhà máy thí nghiệm kỹ thuật, chỉnh đốn sản xuất, Trương Khắc không thể thoải mái ngủ vùi ở nhà, cho cấp dưới không gian phát huy là đúng. Nhưng quan trọng bản thân phải nắm được cục diện, cho dù dành thời gian cho Đường Thanh tới 10 giờ tối thì y vẫn tới nhà máy xem qua. Tới cuối tháng 2, Tô Tân Đông xem được một tin tức trên tạp chí chuyên ngành tiếng Anh, công ty T bỏ công tác nghiên cứu chip VCD. Trương Khắc xem tạp chí mà cả kinh, y không ngờ ngoài công ty C, Q lại còn có công ty khác nghiên cứu phương diện này, càng không ngờ CTT lại bỏ giữa chừng. T là công ty thiết bị kỹ thuật lừng danh ở Mỹ. Dẫn đầu thế giới việc cung ứng bán dẫn kỹ thuật analog và kỹ thuật xử lý tín hiệu số, được gọi là động cơ thúc đẩy thời đại IT phát triển. Cho dù Trương Khắc trước kia chưa bao giờ tiếp xúc với ngành nghề này thì danh tiếng của Ti cũng như sấm bên tai, Ti bỏ nghiên cứu chip VCD tuyệt đối không thể vì vấn đề trình độ kỹ thuật mà bỏ, khả năng duy nhất là bọn họ phán đoán sai lầm về thị trường. Vì sao mỗi chip giải mã giá thành phẩm 30 đô la Hong Kong của CQ lại có thể bán được 100 đô la Hong Kong? Vì bọn họ lũng đoạn cung ứng chip giải mã, khiến mỗi năm bọn họ cướp đoạn được lợi nhuận cách xù hơn 1 tỷ đô la Mỹ từ thị trường đầu đĩa trong nước. Nếu như có thể thay đổi cục diện làm người ta thương tiếc này, Trương Khắc dứt khoát sẽ không bỏ qua, y bảo Đinh Hòe rút ra 2 kỹ sư thu thập tài liệu liên quan tới việc nghiên cứu phát triển chip giải mã của CTT, cùng danh sách liên hệ với người có thể ảnh hưởng quyết sách nghiên cứu của T. Nếu bọn họ có khả năng vì phán đoán nhầm về thị trường mà bỏ việc nghiên cứu, Trương Khắc thấy phải thuyết phục bọn họ quay lại việc nghiên cứu, có lẽ sẽ thay đổi triệt để thị trường đầu đĩa. Trong nước trước năm 95, số đầu đĩa ước chừng 200 vạn chiếc, đem so với dân số 1,2 tỷ thì chẳng khác gì không có thị trường. So với năm trước chỉ nghĩ tiến vào thị trường đầu đĩa kiếm một mẻ, Trương Khắc nhìn thấy cơ hội lớn hơn nữa, máy mẫu có ra chậm hơn một vài tháng so với cơ hội bày ra trước mặt không đáng là gì, y bảo Đinh Hòe bỏ việc khai phát phần mềm cho cấp dưới làm. Đinh Hòe phụ trách giải mã kỹ thuật, Trương Khắc phụ trách phân tích tiền đồ thị trường, hy vọng dựa vào hai thứ này có thể làm động lòng công ty T, chịu ủy thác Đinh Hòe liên lạc với bạn học ở Mỹ liên hệ với tổng bộ công ty T ở Mỹ, Lưu Minh Huy tới Bắc Kinh liên hệ với người phụ trách CTT trong nước. Trương Khắc dùng email phương thức liên lạc rất mới mẻ trong nước thời bấy giờ, mong trực tiếp liên hệ với chủ tịch Tom Inzibus. Lưu Minh Huy thất bại trở về, Ái Đạt đại khái là công ty điện tử ít tiếng tăm nhất trong nước rồi. Tổng giám đốc Ti Trung Quốc là Trần Tín Xanh chỉ cho Lưu Minh Huy 15 phút, mới nghe hắn nhắc tới Ti Trung Quốc không triển khai nghiệp vụ chip giải mã thì Trần Tín Xanh đã mất kiên nhẫn. Khi Lưu Minh Huy nhắc tới Ái Đạt có thể giúp Ti nghiên cứu phát triển chip giải mã, Trần Tín Xanh lóe lên một suy nghĩ, Ái Đạt là công ty lừa đảo. Lưu Minh Huy đương nhiên không thể nói thực chất phương án giải quyết kỹ thuật chip giải mã tới từ tập đoàn Vạn Yến. Trần Tín Xanh sau 15 phút, rời khỏi phòng tiếp đãi. Sau đó từ chối lần bái phỏng kế tiếp của Lưu Minh Huy. Lưu Minh Huy ở lại Bắc Kinh một tuần rồi ủ rũ quay về Hải Châu, Trương Khắc nói với hắn. Anh ở lại Bắc Kinh tới tuần sau, nói không chừng công ty T mở rộng cửa ra đón.
Lưu Minh Huy cứ thế gấp gáp tới Bắc Kinh, công việc của hắn do Tô Tân Đông thay thế. Bạn học của Đinh Hòe ở Mỹ cũng không thuận lợi, công ty Ti đúng là do phán đoán thị trường mà ngừng nghiên cứu, muốn thay đổi quyết định của họ là rất khó, sức ảnh hưởng của Ái Đạt hiện nay là con số 0, thậm chí ngay cả thuyết phục bọn họ suy xét lại là không thể. Đột phá ban đầu lại ở phía chương khác. Thời đó kết nối Interdial, áp chỉ thí điểm ở một số thành phố phát triển duyên hải Đông Nam, một bức thư tới từ Trung Quốc ít nhiều thu hút sự chú ý của Tom Inzibus. Email hỏi thăm đầu tiên của chương khác được ông ta trả lời, cứ thế chủ đề tiền đồ đầu đĩa VCD cùng chip giải mã ở thị trường trong nước dần dần triển khai, chương khác tự tin đem phán đoán của mình về thị trường giao lưu với Tom Inzibus qua email. Khi Ti đánh giá lại lần nữa tiềm lực của quốc gia đang phát triển, bọn họ mới phát hiện trước kia căn cứ vào thị trường quốc gia Âu Mỹ để phân tích thật thất sách. Lúc này bọn họ đã ngừng nghiên cứu được 3 tháng, trong thời gian quý báu đó, City Samsung đưa ra chip giải mã đầu tiên chất lượng giống với của Vạn Yến, rất không ổn định. Cơ sở sản xuất chip giải mã của Philips tại Trung Quốc đã đi vào giai đoạn thi công cuối, sắp đi vào sản xuất. Tom Inzibus phát hiện, hoặc hoàn toàn phải bỏ thị trường chip giải mã, hoặc là phải tăng tốc. Tom Inzibus khi xác định điện tử Ái Đạt hoàn toàn vô danh lại sở hữu phương án hoàn chỉnh giải quyết kỹ thuật chip giải mã, ông ta biết có phương án này có thể rút ngắn thời gian nghiên cứu phát triển xuống thấp nhất. Khi Tom Inzibus yêu cầu Trần Tín Sinh liên lệ với Ái Đạt thì Lưu Minh Huy đã ở Bắc Kinh một tháng, cứ như đứa trẻ bị bỏ rơi, Hải Châu không về được, cánh cửa CTT đóng im ỉm với hắn. Nên lúc Trần Tín Sinh gõ cửa phòng hắn trong nhà khách, hắn thiếu chút nữa bật khóc, tủi thân mà, quá tủi thân. Trần Tín Sinh ngựa không ngừng vó theo Lưu Minh Huy tới Hải Châu, lúc đó đã là 31 tháng 3, hôm đó Hải Châu mở đại hội đảng. Trước đó trong tháng 2, đại hội đại biểu nhân dân tỉnh đã diễn ra thuận lợi, Vạn Hướng Tiền trúng tuyển làm phó chủ nhiệm hội đồng nhất dân tỉnh, làm rất nhiều người chố mắt. Điều duy nhất làm cảm ơn vận may là, đại hội đảng Hải Châu diễn ra trước đại hội đại biểu nhân dân Hải Châu, theo thường lệ phán đoán, Vạn Dũng không có khả năng tiến vào thường ủy trước khi lên làm phó thị trưởng. Tức là không lo năm nay ông ta quá hống hách, còn năm sau có biến số gì chưa nói trước được. Năm 1995, bất kể với City cổ phần Hải Châu hay với Ái Đạt mà nói đều là năm cực kỳ quan trọng, ít nhất trong năm nay Vạn Dũng không thể thành trở ngại. Trên máy bay Lưu Minh Huy hào hứng miêu tả thực lực của City Cẩm Hồ cùng tiền đồ của Ái Đạt, với Trần Tín Sinh và trợ lý. Xuống máy bay, thấy Trương Khác cùng Đinh Hòe, Tô Tân Đông đích thân ra sân bay nghênh tiếp. Tất nhiên là vì nể mặt Ti Trung Quốc, nhưng Lưu Minh Huy có chút khoái cảm nở mày nở mặt, hắn đi nhanh tới giới thiệu cho Trần Tín Sinh. Vị này là ngài Trương Khác, nhà đầu tư tư nhân của điện tử Ái Đạt. Trương Khác cười cắt ngang. Chào ông Trần, tối qua tôi mới nhận được email của ngài Tom Inzibus nói ông muốn tới Hải Châu, không ngờ ông Trần lại nóng lòng như thế, hại chúng tôi không có nhiều thời chuẩn bị. Vị này là ông Tô Tân Đông Tổng Giám Đốc Ái Đạt, vị này là ông Đinh Hòe, Tổng Giám Sát Kỹ Thuật. Hiện giờ Ái Đạt nếu có thành tích gì đáng ngài Tom Inzibus khen ngợi thì đều là công lao của họ. Lưu Minh Huy ngớ người, lập tức hiểu ra, chức danh mới của hai người chỉ là để Ái Đạt nghe có vẻ chính quy hơn một chút. Rời sân bay, Lưu Minh Huy thấy Trương Khác dẫn Trần Tín Sinh tới chiếc Nissan mới 8 phần, bên cạnh là chiếc Hạ Lợi do Thiên Tân mới sản xuất, lòng ngạc nhiên, Audi đâu, Ford đâu, đây là lúc thể hiện thực lực của công ty, không hiểu Trương Khác có toan tính gì, đành im lặng theo sau. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 150, đàm phán bị lộ bài tủ. Tom Inzibus gần đây giao lưu với Trương Khác có tổng giám sát phòng nghiên cứu Ti tham dự, còn bên Hải Châu từ đầu tới cuối Đinh Hòe đứng sau tham mưu cho Trương Khác. Ti xác thực được Ái Đạt có phương án kỹ thuật họ cần, cấp quyền cho Trần Tín Sinh đi mua lại kỹ thuật này, thậm chí bảo ông ta có thể ra giá 1.000 vạn. Cảm quan Lưu Minh Huy cấp cho Trần Tín Sinh là Ái Đạt chỉ là một công ty có tính cục hạt. Mặc dù trong điện thoại Tom Inzibus có nói Trương Khác vô cùng mẫn cảm với thị trường, nhưng Trần Tín Sinh không đánh giá Trương Khác mấy, có lẽ không cần tới 1.000 vạn. Khi ngồi vào chiếc Nissan tới máy điều hòa cũng không có, ông ta càng tin phán đoán của mình. Bên tổng bộ Ti thúc giục rất gấp, Trần Tín Sinh vào xe trực tiếp yêu cầu tới nhà máy tham quan. Thấy Trần Tín Sinh gấp gáp như thế, Trương Khác và Tô Tân Đông nhìn nhau cười. Lúc này Ái Đạt đã khác hoàn toàn so với 2 tháng trước. Nếu Trần Cường trở lại chưa chắc đã nhận ra, bãi cỏ trước nhà máy được cắt bằng phẳng, con đường bùn lầy lội nối với quốc lộ đã được giải nhựa, tường bao được sơn xả vôi ve lại, thêm một số biển cảnh báo, v, v, v.
Tô Tân Đông dựa theo tiêu chuẩn quản lý ISO 9001 cải thiện hoàn cảnh làm việc của nhà máy, mặc dù vẫn là cái nhà máy nhỏ chưa tới 30 mẫu đó, nhưng mang tới cảm giác mới mẻ, không đầu tư cải tiến dây chuyền sản xuất, chỉ dựa vào quản lý chất lượng, đã làm cassette sản xuất ra giữ được chất lượng ổn định. Trước khi Trần Tín Sinh tới, Trương Khắc đã đi một vòng quanh nhà máy, trong thời gian ngắn thấy Ái Đạt tuy nhỏ, nhưng quản lý sản xuất không tệ, nhìn khắp toàn quốc được xem là tốt rồi. Theo cùng Đinh Hòe từ Vạn Yến nhảy sang Ái Đạt có 6 kỹ sư, thêm vào 5 kỹ thuật viên do Ái Đạt bồi dưỡng trước đó, phòng kỹ thuật Ái Đạt có 20 nhân viên, điều này không đáng là gì, nhưng với nhà máy nhỏ có 60 công nhân, tỷ lệ đầu tư kỹ thuật của Ái Đạt là hết sức kinh người rồi. Trương Khắc bảo các kỹ sư dùng đầu đĩa biểu diễn toàn bộ công năng xong, nói. Khi tôi mạo muội gửi thư cho ngài Tom Inzibus không ngờ Trần Tiên Sinh lại tới Hải Châu sớm như thế, phương án kỹ thuật chúng tôi đề xuất còn có rất nhiều chỗ chưa hoàn thiện, nếu cho chúng tôi thêm nửa năm, chúng tôi có thể đưa ra phương án hoàn thiện hơn. Thân là Tổng Giám đốc của TI ở Trung Quốc, Trần Tín Sinh tới cái nhà máy nhỏ thấy ít nhiều mất thể diện, thái độ của Trương Khắc làm hắn ta hơi dễ chịu một chút, không ngờ Trương Khắc đổi giọng. Chúng tôi nghe nói có người Đài Loan lập CTESS cũng có ý tiến vào thị trường chip giải mã, thảo luận với bọn họ, có lẽ lợi cho việc hoàn thiện phương án. Trần Tín Sinh nhìn chăm chăm Trương Khắc, tựa hồ không xác định lời này của Trương Khắc có ý uy hiếp hay không. Khi CQ đem kỹ thuật giải mã chip đời đầu bán cho TI, đã ước hẹn không được bán kỹ thuật này cho bên thứ ba. Trương Khắc cười. Ồ, ESS vốn làm từ đầu. Vậy công tác nghiên cứu phát triển hiện tại của họ không có ích gì cho chúng tôi, nhưng nói không chừng chúng tôi lại có thể giúp được cho bọn họ. Nói tới đó Trương Khắc đứng dậy. Ông Trần vừa tới Hải Châu đã đến nhà máy, vậy buổi tối để tôi làm trọn tình chủ nhà, chiều đãi ông Trần một bữa, không say không về. Trong quá trình tiếp xúc, Trần Tín Sinh không phán đoán được ý đồ của Trương Khắc, thấy y sốt sắng muốn đi dự tiệc cuồng hoan, hơi nhíu mày lại, bên tổng bộ đang nóng lòng đợi câu trả lời, hắn ta bình tĩnh nói. Nghiệp vụ trong nước khá bận rộn, tôi chỉ bỏ ra 2 ngày rảnh rỗi, nên hy vọng đàm phán có chút thành quả, uống rượu đành để lần sau tới Hải Châu vậy, kỳ thực tôi càng muốn ông Trương tới Bắc Kinh để tôi làm trọn tình chủ nhà thì hơn. Ông Trần quả nhiên là người bận rộn, thế này đi. Trương Khắc phỗ trán. Tôi bảo nhà ăn chuẩn bị bữa cơm đơn giản, mong ông Trần không chê, tôi cũng quen vừa ăn vừa bàn việc. Trương Khắc không nhiệt tình mời mọc, thái độ chuyển biến nhỏ làm Trần Tín Sinh có dự cảm không lành. Ái Đạt đã biết rõ còn bài tẩy của TI. Có thể tranh thủ được điều kiện có lợi từ TI, thì thái độ của Trần Tín Sinh rất trọng yếu. Nếu Trần Tín Sinh nói Ái Đạt không đáng hợp tác, phương án kỹ thuật không có giá trị thực tế thì cuộc mua bán này khả năng sẽ chết hiểu. Tại nhà ăn, Trương Khắc không tiếp tục giấu giếm nữa, bắt đầu nói về mộng tưởng làm một thương hiệu đầu đĩa Trung Quốc của Y, tiếp đó phân tích và phán đoán của Y về thị trường, bữa ăn tới 1 giờ đêm vẫn chưa xong. Cuối cùng Trần Tín Sinh tin vào phán đoán của Tom Inzibus về Y, có cảm giác vô cùng nhạy bén về thị trường, mà trình độ quản lý Ái Đạt thể hiện ra cũng hiếm thấy trong nước. Mặc dù quy mô của Ái Đạt rất nhỏ, thực lực rất yếu, nhưng không thể phủ nhận bọn họ có tiền đồ phát triển đáng kỳ vọng. Trần Tín Sinh thay đổi cái nhìn về Ái Đạt lúc vừa mới xuống sân bay, đi thẳng vào vấn đề. CTT có ý mua phương án kỹ thuật trong tay các vị thấy cái giá nào là thích hợp. Lịch trình của tôi đúng là rất chặt chẽ, chiều mai có chuyến bay về Bắc Kinh, tôi hy vọng trước đó có được câu trả lời. Ngay bây giờ tôi có thể cho ông câu trả lời. Trương Khắc mỉm cười nói. CTT lớn mạnh việc nhiều, tôi có thể hiểu được sự bận rồi của ông, khi tôi thảo luận vấn đề chip giải mã với ngài Tom, thì đều là rạng sáng ở bên Mỹ. Trần Tín Sinh mặt hơi đỏ lên, sau khi bị nhìn thấu bài tẩy thì bất kỳ kỹ thuật đàm phán nào cũng trở thành vô dụng. Dù là thế Trần Tín Sinh cũng không muốn chủ động báo giá. Tôi không biết ông Trần có cái nhìn thế nào về thị trường đầu đĩa, điều duy nhất tôi có thể tin chắc, CTT có phương án kỹ thuật của chúng tôi, muốn nhất cuối năm nay có thể hoàn thành khai phá kỹ thuật chip giải mã mới. Nếu chúng tôi toàn lực hợp tác với ISS, sẽ tăng tốc mau chóng cho ISS, vậy phải xem thì muốn cùng CQ phân hưởng thị trường, hay muốn ISS cùng tham gia, ba nhà tranh đoạt. Trần Tín Sinh khẽ gật đầu. Kỹ thuật trong tay Ái Đạt thật khó phán đoán giá trị, tất cả phải xem dung lượng thị trường. Nhưng bất kể thế nào, nếu có thể cung CQ phân chia thị trường tất nhiên là điều TI muốn thấy, ISS muốn dựa vào kỹ thuật bản thân tự nghiên cứu phát triển chip giải mã ít nhất tốn 2, 3 năm, TI và CQ có thể lợi dụng ưu thế kỹ thuật,
dựng lên rào chắn kỹ thuật với ISS kéo dài thời gian phe thứ 3 tham gia thị trường kéo dài tới sau năm 98. Dung lượng thị trường trước đó khó nói, mặc dù tổng bộ đưa ra giá 1.000 vạn, nhưng từ phân tích tiền đồ thị trường, ông ta không dám xem nhẹ giá trị phương án này. Đột nhiên Trần Tín Sinh hơi chột dạ, cảm thấy 1.000 vạn chưa chắc đáp ứng được lòng tham của người trẻ tuổi trước mắt. Trừ Trương Khác ra những người còn lại không ai phán đoán được thị trường rốt cuộc lớn thế nào, thế cục năm 95 khẳng định xe hơn xa năm 94 nhưng rốt cuộc tốt tới đâu thì hiện giờ phán đoán còn quá sớm. Trương Khác bình tĩnh nói. Trước khi xác định được dung lượng thị trường, bất kể giá nào cũng là không thích hợp, chúng tôi có thể cung cấp miễn phí phương án này cho Ti. Sau khi Ti thành công khai phá thế hệ chip tiếp theo, ít nhất trước năm 98 dùng một mức giá hữu nghị cố định cung cấp chip theo nhu cầu sản xuất cả chúng tôi. Chúng tôi có thể không phân chia độc quyền chip giải mã, nhưng vì rút ngắn thời gian đưa ra sản phẩm, chúng tôi hy vọng có thể tham gia phát triển cùng Ti ở mức độ nhất định. Tầm nhìn một người cao bao nhiêu có thể phán đoán từ mưu cầu lợi ích của người đó. Nghe yêu cầu của Trương Khác, Trần Tín Sinh biết cuộc đàm phán thế này không thể dùng kỹ thuật đàm phán giành thắng lợi được, cười nói. Tới giờ tôi mới biết khí lượng của Ái Đạt, nói thực khi mới xuống sân bay, nhìn chiếc xe Nissan không có điều hòa của ông Trương, khi đó tôi nghĩ, phải chăng ông Trương có ý muốn mình phán đoán nhầm tiềm lực phát triển của Ái Đạt. Chương 151, thiếu ngủ. Trương Khác thấy Trần Tín Sinh nhìn thấu cái mánh nhỏ của mình, cười xấu hổ. Cũng sợ ông Trần đánh giá quá cao tiềm lực phát triển của Ái Đạt. Trần Tín Sinh thẳng thắn nói. Lần này gặp mặt là tôi được Tổng Bộ ủy quyền, nhưng điều kiện ông Trương đưa ra lại khác với quyền tôi được trao, cho nên tôi phải trao đổi với Tổng Bộ, quyết định cuối cùng là ở bên đó. Song không thể thừa nhận đó là con đường phù hợp với Ái Đạt, đặc biệt được hợp tác với người có nhãn quang như ông Trương là điều Ti mong muốn. Mặc dù chưa biết quyết định cuối cùng, nhưng Trần Tín Sinh vẫn biểu đạt tôn kính với Trương Khác và Ái Đạt. Trương Khác nhìn đồng hồ, đã là 2 giờ đêm, lúc này chính là thời gian làm việc của Tổng Bộ Ti, Trần Tín Sinh tỏ ý muốn về khách sạn, Trương Khác cùng hai người đinh hòe đưa ông ta về khách sạn Tây Thành. Từ khách sạn Tây Thành đi ra, họ không vội vào xe mà ngồi trước bồn hoa hút thuốc, người thức đêm đều nghiện thuốc, gần đây Trương Khác cũng phải hút thuốc lấy tinh thần. Ti lần này chắc là mang tiền mặt tới mua phương án của chúng ta rồi, không biết mức tối cao bọn họ có thể đưa ra là bao nhiêu. Đinh Hòe hỏi. Trương Khác nhìn hai người bọn họ, họ chưa biết Vạn Yến mất đi cơ hội này, trong 2-3 năm sau phải đau đớn nuối tiếc tới mức nào. Lão Đinh chắc cả tháng chưa ngủ có tử tế hả? Ông đoán xem nếu Ti trực tiếp lấy tiền mua có thể sẽ là bao nhiêu. Đinh Hòe lắc đầu không nói. Trương Khác tự tin nói. Hợp tác với Ti không phải lấy tiền mặt ra là có thể thành. Lão Đinh, cho ông một lựa chọn tiền lương tăng lên 30 vạn hoặc bỏ 15 vạn tiền lương cho ông nhập cổ phần 3%, ông chọn cái nào? 30 vạn. Đinh Hòe nhìn Tô Tân Đông, nghĩ một lúc lại nói. Có điều tôi cũng muốn đồng cam cộng khổ với nhà máy. Không phải cậu muốn tôi nhả cả 15 vạn tiền lương năm nay ra đấy chứ? Trương Khác lắc đầu cười, quay sang hỏi Tô Tân Đông. Tiếp theo tới lượt lão Tô lựa chọn. Tô Tân Đông cười ha hả. Một chút nhãn quang cũng không có sao theo Khác thiếu gia kiếm ăn được. Ti có khả năng sẽ hạn chế lượng hàng cung cấp, nhưng sẽ không từ chối phương án của chúng ta, với Ti mà nói, đây chỉ là một nghiệp vụ mà thôi. Trương Khác vỗ vai bọn họ. Viễn tiền cảnh thị trường có thể thấy được hiện nay, phương án này ít nhất trị giá 500 vạn, nhưng tôi tin chắc, giá trị của nó rồi sẽ vượt xa 500 vạn, các vị sẽ không phải hối hận với quyết định ngày hôm nay, hiện giờ tính các vị lấy kỹ thuật nhập 3% cổ phần, nhưng tới khi nhóm sản phẩm đầu tiên đưa ra tôi sẽ nâng lên 5%. Tô Tân Đông bình tĩnh nói, Khác thiếu gia giúp Ti vãn hồi một quyết sách sai lầm nghiêm trọng, chỉ bằng cống hiến này, Ti cũng đáng cung cấp vô điều kiện. Trương Khác nhìn ánh đèn từ lầu chính khách sạn Tây Thành chiếu xuống, nói. Không nên hy vọng xa vời như thế, người làm ăn ai chẳng tranh thủ lợi ích lớn nhất. Thầm nghĩ, chắc hôm nay sẽ là đêm mất ngủ với Trần Tín Sinh đây. Trương Khác đứng dậy vặn lưng, mấy ngày qua thật quá mệt mỏi, những ngày tiếp theo càng chẳng nhẹ nhàng hơn, nhưng tiền cảnh lớn lao làm lòng y sinh ra rất nhiều hào tình tráng trí. Đại hội Đảng Hải Châu đã vào ngày thứ hai, Trương Khác căn bản không chú ý theo dõi. Mặc dù vận mệnh của nhiều người sẽ phát sinh biến hóa ở đại hội này, nhưng so với sự nghiệp hùng vĩ, nó trở nên nhỏ bé. Chỉ cần qua được năm nay, cho dù Vạn Dũng có lên được thường vụ phó thị trưởng, Trương Khác cũng hoàn toàn không phải sợ ông ta, nhưng năm nay thực chẳng dễ dàng gì. Chu Văn Bân đưa Trương Khác về nhà trọ,
rồi lại đưa hai người Đinh Hòe về trấn Ích Long, xuống xe rồi hai người bọn họ hoàn toàn không buồn ngủ, tiếp tục ngồi trước cửa nhà máy hút thuốc, so với việc trở về đánh thức người nhà, chẳng bằng đợi ở đây vài tiếng tới lúc trời sáng. Tô Tân Đông nói, nếu thi tiếp nhận điều kiện của chúng ta, tiền đồ của Ái Đạt thật đáng kỳ vọng, tôi thấy tài chính trong ta khác thiếu gia cũng có hạn, tiền trong tay tôi tạm thời chẳng dùng. Đinh Hòe cười, nhà 15 vạn cho cậu ta là được, nhiều hơn tôi cũng chẳng có. Dưới tình hình Ái Đạt có thể kiếm được người mua khác CTESS, điều kiện hợp tác giữa Ti và Ái Đạt mau chóng đàm phán ổn thỏa, Ti sẽ cung cấp giá không quá giá cung cấp cho C, Q, nhưng khi có nơi thứ ba chen vào thị trường chip giải mã, phân ngạch thị trường ít đi thì giá cả sẽ khôi phục lại mức giá thị trường. Nhưng số lượng cung ứng không vượt quá 1/3 tổng sản lượng của Ti. Từ điểm này có thể nhìn ra Ti có nghiệp vụ lớn, không định dây dưa. CTT mỗi năm 12, ba kỹ sư của Ái Đạt tham gia nghiên cứu phương án mà Ái Đạt đã bỏ, Trương Khắc biết do hiện giờ Ái Đạt còn xa mới có tư cách yêu cầu cùng hưởng quyền lợi sáng chế với Ti, cho nên đồng ý, hy vọng có thể dựa vào Ti bồi dưỡng lên nhân tài chuyên nghiệp ưu tú. Nội dung hợp đồng không thể nói là ai có lợi hơn ai, nhưng xét thực lực cách biệt như trên trời dưới đất của hai bên có thể ký hợp đồng bình đẳng, làm Ái Đạt hưng phấn không thôi. Lưu Minh Huy ít nhiều có chút thất vọng, hắn tự nhận mình là nguyên lão của Ái Đạt, Đinh Hòe và Tô Tân Đông được hắn kéo từ Vạn Yến qua, nhưng hiện giờ lại leo lên đầu hắn. Sau khi ký hợp đồng xong, Tô Tân Đông và Đinh Hòe muốn lấy 15 vạn Trương Khắc gửi vào tài khoản của họ ra làm kinh phí nghiên cứu cho Ái Đạt. Trương Khắc cười nói, hai vị làm thế là ép tôi khao thưởng hả? Vốn định sau khi đợt sản phẩm đầu tiên đưa ra, sẽ dùng cổ phần thưởng cho các công thần. Ai bài như thế, có thể yên tâm giao chuyện nghiên cứu sản xuất cho bọn họ phụ trách. Chỉ cần Tô Tân Đông và Đinh Hòe nhìn thấy mục tiêu xa rộng, lại xác định bọn họ là người đặt sự nghiệp lên hàng đầu, vậy không cần để Lưu Minh Huy lại Ái Đạt giám sát bọn họ nữa. Trương Khắc tiếp đó điều Lưu Minh Huy về Cẩm Hồ, mặc dù biết trong lòng hắn có ý kiến, nhưng chắc chắn hắn không cam tâm làm trợ thủ cho Tô Tân Đông. Trương Khắc điều chiếc Audi tới cho Ái Đạt sử dụng, hiện giờ tài chính khẩn trương không cần thêm xe nữa. Chiều ngày 1 tháng 4, Trương Khắc tiễn Trần Tín Sinh lên máy bay, y vừa về phòng là cắm đầu ngủ vùi, cho tới tận sáng ngày 3 tháng 4 mới ra khỏi phòng, trong thời gian đó tỉnh lại thấy Đường Thanh đứng ở đầu giường, chỉ nói khát, Đường Thanh lấy cho y một hộp sữa, uống xong lại ngủ tiếp, khi tỉnh lại thấy Đường Thanh, Cố Kiến Bình và mẹ đứng ở đầu giường, mẹ mặt đầy lo lắng hỏi. Con làm sao, có cần tới bệnh viện không? Trương Khắc chỉ nói là thiếu ngủ. Từ qua Tết tới giờ là 2 tháng. Trương Khắc không còn nhớ mình thức thâu đêm bao nhiêu buổi nữa, chẳng nhớ mình có tới lớp học hay không luôn, nếu chẳng phải Đường Thanh mỗi ngày đều qua thấy Trương Khắc xong mới yên tâm thì sợ trường nhất trung đã tới đồn công an báo mất tích rồi. Lần Hứa Tư mang đậu hoa tới nhà trọ cho Trương Khắc, bị Đường Thanh bắt gặp ở cửa tiểu khu, khi ấy Hứa Tư không biết cô gái xinh đẹp mặt ửng hồng đó lại là Đường Thanh, về sau nghe Trương Khắc kể, cô không dám tới nhà trọ của Trương Khắc nữa. May là Trương Khắc không có thời gian về nhà ngủ. May là hiện giờ Lý Chi Phương hoàn toàn bỏ mặc Trương Khắc rồi, nếu không Lương Cách Chân mà biết cậu ấm của mình bỏ học một tháng trời, thế nào cũng giáo huấn cho y một bài nhớ đời, tiếp đó nhất định sẽ xin nghỉ việc dài ngày theo dõi Trương Khắc đi học. Lương Cách Chân nhặt tài liệu lộn xộn trên mặt đất lên, lật ra xem toàn là tiếng Anh, không chỉ mặt đất mà đầu giường, bàn học, khắp nơi đều có, thở dài. Thật không biết chăm sóc bản thân. Vừa định khom người xuống dọn phòng thì Trương Khắc nhảy dựng dậy ngăn cản. Mẹ ở đừng, tùy bừa bộn, nhưng con biết cái nào đặt ở đâu, nếu mẹ thu dọn con tìm nửa ngày mới ra được. Lương Cách Chân ném quyển sách lên bàn, cười khổ với Cố Kiến Bình. Tiểu Khắc gần đây thật hết nói, tôi cũng chẳng biết làm sao nuôi được thằng bé thế này, chỉ có Thanh Thanh nhà chị không chê nó. Đường Thanh mặt ửng đỏ, nhưng cô cũng quen với bị người ta lấy ra gán ghép với Trương Khắc rồi, cúi đầu xuống nhìn trộm Trương Khắc, thấy y chẳng biết xấu hổ nháy mắt với mình, càng thêm thẹn thùng. Sao mọi người tới đây? Rảnh rỗi chẳng bằng tới quảng trường quốc tế dạo chơi. Trương Khắc chóp chép miệng hỏi mẹ. Thanh Thanh thấy con ban ngày còn nằm bẹp trên giường, tưởng con bị bệnh, nên mới gọi mẹ tới xem. Mẹ đừng nghe Đường Thanh nói, con chỉ buồn ngủ thôi, thời gian qua ngủ quá ít. Trương Khắc nhảy xuống giường, đẩy mẹ và Cố Kiến Bình ra khỏi phòng. Giờ mẹ và dì thấy rồi đấy, đừng làm lỡ giấc ngủ của con. Chương 152, hai đứa trẻ ngây thơ. Lương Cách Chân cười bất lực với Cố Kiến Bình, kéo bà đi dạo phố, Đường Thanh không chịu đi, Trương Khắc ôm cô vào lòng, đẩy ngã xuống giường,
Đường Thanh sợ y làm chuyện xấu, vùng vẫy một lúc thì nghe thấy Trương Khắc ngáy khò khò, liền yên tâm ngủ trong lòng y, còn cẩn thận kéo tay y dưới người mình ra đặt lên eo. Ngủ được một lúc cảm thấy mặc áo khoác không thoải mái, liền cởi ra rồi yên tĩnh nằm đọc sách, khiến cho Trương Khắc tỉnh dậy nhìn khắp người một lượt, thốt lên. Bạn không làm gì mình đấy chứ? Đường Thanh mặt đỏ như máu, giơ sách lên định đập y. Nói bậy gì đấy? Nhìn đôi môi nàng đỏ mọng, trơn bóng như trái đào chín giận dữ chu lên, Trương Khắc chịu không thấu xoay người đè Đường Thanh xuống. Người Đường Thanh thoáng run lên, một cái nhưng không đẩy Trương Khắc ra, làn da căn mịn cô trắng như đổ sứ, đôi mắt trong vắt, hàng mi run run bại lộ nội tâm khẩn trương, thấy Trương Khắc áp môi tới, hơi co người lại, nhăn mày nói. Không chịu, miệng bạn thối lắm. Trương Khắc thua toàn tập, đành chấp nhận để Đường Thanh cưỡng ép đi rửa mặt đánh răng, lúc này trời đã tối, hình như ngủ lâu lắm rồi, nâng cổ tay lên xem, mới 8 giờ tối ngày mùng 2 tháng 4. Gần đây bạn bận cái gì thế, Đỗ Phi sốt hết cả ruột mà bạn không để ý tới bạn ấy. Cha mình muốn gặp mình còn phải hẹn trước, còn lúc nào để ý tới Đỗ Phi. Đường Thanh phì cười, tâm tư cô còn đơn thuần, thấy Trương Khắc coi trọng mình hơn cả Đỗ Phi. Hơn nữa cô tận mắt thấy Trương Khắc ngày đêm xem tài liệu, viết lách, nên chút hờn dỗi ít ỏi cũng tan biến hết. Trương Khắc thấy trên bàn có túi KFC, cầm lấy mang lên giường, khoanh chân ngồi đối diện với Đường Thanh, chuẩn bị cúng tế miếu ngũ tạng, tránh cho bọn chúng làm cách mạng. Bỏ rơi Đỗ Phi là bất đắc dĩ, Đường Thanh còn không tránh khỏi bị lạnh nhạt nữa là, thấy Đường Thanh cong môi phụng phịu như cô vợ nhỏ hờn dỗi, Trương Khắc chỉ vào đống tài liệu bừa bộn khắp nơi. Thời gian vừa qua mình hiến thân cho chúng, hại mình thiếu chút nữa sao lãng cả bạn. Trương Khắc bận rộn không thấy điểm kết, nếu tiếp tục thiếu quan tâm tới Đường Thanh là không nên, Trương Khắc há miệng cắn miếng khoai tây Đường Thanh đút cho, còn thuận tiện mút cả ngón tay cô, làm Đường Thanh la hoảng cầm cả cái đùi gà nhét vào miệng Trương Khắc. Trương Khắc ngả người ra sau vùng vẫy, Đường Thanh cứ ấn tới, thực ra chỉ giả vờ thế thôi. Được cơ thể mềm mại của Đường Thanh đè lên lại còn uốn éo trong lòng làm y hết sức dễ chịu, Đường Thanh hết sức trước, mặt đỏ hồng dừng tay, Trương Khắc kéo cô hẳn vào trong lòng cũng chẳng còn sức phản kháng nữa, quay mặt đi không cho y có cơ hội làm bậy. Trương Khắc nói nhỏ, nếu bạn tới giúp mình thì mình sẽ không còn quá bận rộn nữa. Thật chứ? Đường Thanh vui mừng quay đầu lại, tay ôm lấy mặt Trương Khắc, đôi mắt dài mà quyến rũ nhìn thật sâu vào mắt Trương Khắc, sợ y nói dối lừa mình. Đường Thanh rất lo Trương Khắc sẽ càng ngày càng xa cách mình, thứ mà y tiếp xúc, cô cố gắng học tập, nhưng phát hiện ra mình không sao hiểu được, thế giới của y cô không tiến được vào, không hiểu y đang làm gì, khiến cô cảm thấy ngăn cách và lo lắng, dù Trương Khắc lăn lộn tình trường nhiều năm, cũng chưa chắc cảm nhận được lo lắng của cô nàng. Lúc này nghe Trương Khắc muốn mình giúp, với Đường Thanh sớm buộc trái tim lên người Trương Khắc mà nói, tất nhiên là vô cùng mừng rỡ, ngây thơ cho rằng như vậy khẳng định có thể đi vào thế giới của Trương Khắc. Dục. Nói mau, muốn mình làm gì? Nhìn ánh mắt cấp bách của Đường Thanh, Trương Khắc mới nhận ra thời gian vừa rồi đúng là quá thiếu quan tâm với cô, lòng vừa thương vừa áy náy. Chuyện nghiên cứu và sản xuất của Ái Đạt, bản thân Trương Khắc không xen vào được, y chủ yếu phụ trách kiến lập thị trường, Đường Thanh ở văn học có nền tảng rất tốt, ít nhiều có thể giúp được, háy mắt nói. Mình không trả được lương cao lắm đâu nhé, bạn đừng yêu cầu quá cao. Đường Thanh nghe nói còn có thể kiếm được tiền cao hứng muốn hét lên, đè ngược Trương Khắc xuống giường, uy hiếp. Việc có thể giúp, nhưng tiền cũng không thể thiếu một xu. Đưa Đường Thanh về nhà xong Trương Khắc không về nhà trọ mà về nhà ở khu tập thể cơ quan chính phủ, dù sao cũng chỉ là để ngủ, ngủ ở nhà cho cha mẹ yên tâm. Trương Khắc về đến nhà là lại lăn quay ra ngủ, nhưng bị cha về nhà kéo dậy kể chuyện trong đảng. Đại hội đảng đã kết thúc, Đỗ Tiểu Sơn vào thường ủy. Tống Bồi Minh thay Vương Kỳ Giang làm bí thư khu ủy Nam Thành, Vương Kỳ Giang chạm giới hạn tuổi, lui về đảm nhận chức vụ ở chính hiệp. Bên chính phủ không một phó thị trưởng nào vào được thường ủy, năm ngoái khi Đường Học Khiêm bị cách ly thẩm tra, mấy vị phó thị trưởng không tỏ thái độ đúng mừng, mặc dù trách nhiệm đều ở Đinh Hương Sơn, nhưng bọn họ không tranh khỏi liên lụy. Việc Vạn Dụng lên phó thị trưởng rồi mới vào thường ủy đã thành cách cục, nhưng ông ta cũng không thể thoáng chốc là làm được. Bí thư chính pháp ủy Hải Châu tới Huệ Sơn nhậm chức, với ông ta mà nói đó là thăng chức rồi, địa vị Huệ Sơn quan trọng hơn Hải Châu nhiều, bí thư thành ủy Huệ Sơn còn kiêm thường ủy tỉnh ủy. Kim Quốc Hải tới Hải Châu làm thường ủy thành ủy, phó bí thư thành ủy, bí thư chính pháp ủy. Với Kim Quốc Hải đây là bước trọng yếu trên sĩ đồ, đường thăng tiến ở viện kiểm sát quá hẹp.
Trương Chi Hành còn muốn kể chuyện City cổ phần Hải Châu, Trương Khắc lấy chăn trùm đầu, luôn mồm xin tha. Vài ngày nữa cha hãy nói, mấy ngày qua con suy nghĩ đủ mệt óc rồi. Cổ phần Hải Châu dùng Lý Minh Học tuyệt đối chính xác, quan trọng là mức độ ủng hộ của thành phố nữa thôi. Ngày 3 tháng 4, mới sáng sớm Trương Khắc dậy rất sớm, chẳng trách được, nằm lì trên giường suốt 2 ngày rồi, còn ngủ nửa người giữa nát ra mất, thấy thời gian còn sớm ăn sáng xong liền tới đón Đường Thanh đi học, không ngồi xe hơi mà cả hai đi xe buýt. Qua rất nhiều nỗ lực, giao thông công cộng ở Hải Châu cải thiện rất nhiều, dù là buổi sáng đúng giờ đi làm đi học, cũng không quá chen lấn nữa. Trương Khắc hiếm khi có hành động quan tâm săn sóc như thế, khuôn mặt phấn mịn màng của Đường Thanh đỏ ửng phát tán khí tức thanh xuân tươi tắn, dọc đường hưng phấn kể cho Trương Khắc nghe chuyện xảy ra trong trường. Trương Khắc lúc này mới nhận ra mình cách cuộc sống của học sinh quá xa. Nếu không phải học tập nặng nề, Trương Khắc rất khao khát cuộc đời học sinh trở lại lần nữa, mình bận rộn như thế đúng là hỏng hết quãng thời gian tươi đẹp. Những chuyện học sinh chẳng qua là cô bạn nào thầm yêu anh bạn nào đó. Cái miệng nhỏ của Đường Thanh díu dít không ngừng, nội dung Đường Thanh kể chẳng làm Trương Khắc hứng thú, học sinh cao trung yêu đương là quá sức bình thường, cánh môi hồng nhuận ướt át của Đường Thanh càng thu hút sự chú ý của y hơn, càng nhìn càng muốn cắn một cái. Khi đi qua vệ giáo, có một đôi nam nữ mặc đồng phục nhất trung nắm tay nhau lên xe, Trương Khắc có chút ấn tượng, hình như là cùng lớp, chỉ là không nhớ rõ tên, thật xấu hổ. Nhìn thấy bọn họ không buông tay ra, còn rất thản nhiên lên tiếng chào Đường Thanh và Trương Khắc. Trương Khắc thầm than thở, cuộc đời cao trung của mình trước kia đúng là uổng phí rồi, lần này nhất định phải bù đắp lại. Không nhớ được tên bạn cùng lớp, y chỉ biết ngồi nghe Đường Thanh nói chuyện với họ, thi thoảng ở bên chen vào một hai câu, làm người ta cảm thấy có chút lạnh nhạt. Đường Thanh chẳng ngại tỏ ra thân thiết với Trương Khắc trước bạn học, người dựa vào lòng Trương Khắc, tháng tư xuân ấm, cách lớp áo không dày, cơ thể mềm mại của Đường Thanh cùng mùi hương thoang thoảng của thiếu nữ làm Trương Khắc rất hưởng thụ. Thi thoảng lại cùng liếc mắt đưa tình cùng cô nàng, sóng mắt long lanh chan chứa của Đường Thanh làm Trương Khắc sao động xốn sang. So với hè năm ngoái, Đường Thanh đã thay đổi khá nhiều, khuôn mặt thanh lệ thêm phong vị quyến rũ, người cao hơn một chút, chừng 1m67, từ cổ áo nhìn xuống, bầu ngực tròn trịa đã đội lớp áo nhô lên thành gò núi xinh xinh rõ rệt. Chương 153, làm học sinh ngoan được nửa ngày. Trương Khắc nhớ lại cái lần chạm vào nơi đó còn chưa có quy mô cụ thể. Vậy mà đã bị cắn nát lưỡi, xem ra việc này còn khá khó khăn, thuận theo chiếc eo nhỏ của Đường Thanh nhìn xuống, mông vỉnh chân dài, Đường Thanh thực sự thành thành sớm, thành đại mỹ nhân rồi. Trong ký ức Đường Thanh luôn gầy gò, phát triển không tốt, khuôn mặt luôn đượm buồm u uẩn, đó là do bi kịch lớn gia đình áp ức. Còn hiện giờ Đường Thanh không phải trải qua trắc trở, vẫn giữ được tâm tình thiếu nữ đơn thuần, cơ thể phát triển vượt bậc. Trương Khắc phát hiện ra ngồi xe buýt thật tuyệt. Định mỗi tuần bỏ vài ngày ra đi cùng Đường Thanh. Tới khi Trần Phi Dung từ xa điền chen lên thì Trương Khắc không còn suy nghĩ như thế nữa, y cứ tưởng Trần Phi Dung vẫn giữ thói quen đạp xe tới trường. Chuyện này nói ra đúng là công lao của Trương Khắc, từ lần Trương Khắc cho ba tên lưu manh quấn lấy Trần Phi Dung bài học bằng máu, trong chu vi từ tiền môn tới nhất trung, không một tên lưu manh nào dám đeo bám Trần Phi Dung nữa. Đường Thanh nhìn thấy Trần Phi Dung, mừng rỡ vẫy tay gọi, ở trạm trước. Trương Khắc và Đường Thanh đợi được một chỗ trống, Đường Thanh xấu hổ không ngồi lên đùi Trương Khắc, nhưng nhích ra một góc cho y đặt nửa cái mông, lúc này vừa thấy Trần Phi Dung liền đẩy Trương Khắc ra dành chỗ cho Trần Phi Dung rồi. Từ hôm mùng 2 ăn cơm ở nhà Trần Phi Dung tới giờ, 2 tháng rồi Trương Khắc không gặp tiểu giai nhân này, không ngờ Đường Thanh lại trở nên thân thiết với cô như vậy. Trần Phi Dung vừa lên xe nhìn thấy Trương Khắc ánh mắt tỏ ra do dự, làm Trương Khắc lo Trần Phi Dung sẽ không lên chuyến xe này. Lên xe rồi vẫn như thường lệ lờ Trương Khắc đi, nhưng Trương Khắc nắm tay vịn nhìn hai mỹ nhân, thế đủ thỏa mãn rồi. Đường Thanh mắt đơn thuần trong sáng tỏa ra trẻ trung dụ hoặc, với đơn thuần e lệ của cô gái nhỏ, còn Trần Phi Dung đã có khí chất mỹ nhân lạnh lùng, khí chất cá nhân phát triển liên quan tới hoàn cảnh sinh hoạt. Đường Thanh sống trong gia đình ưu việt, đường học khiêm tuy luôn ở trong phong ba hiểm ác, nhưng tuyệt đối không để Đường Thanh tiếp xúc với chuyện xấu xa phức tạp. Vẻ đẹp tô điểm cuộc sống như công chúa của Đường Thanh. Trần Phi Dung lại có cuộc sống hoàn toàn trái ngược, cha mất việc, mẹ tai nạn không tiền chữa trị, thậm chí ngay học phí cũng không có đủ, xinh đẹp trở thành gánh nặng lớn, đại khái chỉ còn bản tính kiêu ngạo bẩm sinh mới khiến cô giữ được tấm thân trong sáng. Trương Khắc năm xưa trong gà gặp biến cố chẳng phải sa ngã thời gian dài. Nam nhân sa ngã chẳng qua làm lưu manh, buông thả trong tình trường,
còn có ngày lãng tử hồi đầu, khi đó trải nghiệm là vốn sống quý giá, nữ nhân rất khó có hội quay đầu, sa đọa một lần có khi là ám ảnh đeo bám cả đời. Với một cô gái như thế trong lòng Trương Khắc ít nhiều có chút kính sợ, hiện giờ không dám trêu ghẹo Trần Phi Dung nữa, thấy cô coi mình như không khí cũng chẳng hề giận. Nghe Đường Thanh và Trần Phi Dung nói chuyện, đại khái hai cô thân quen từ hồi bày hàng bán trước Tết, thời gian sau đó Trương Khắc gần như trốn học liên miên cho nên không rõ. Lẽo đẽo theo sau hai mỹ nhân tới phòng học, đến chỗ rẽ tầng 3 thì bị Đỗ Phi chặn lại. Mày biến mất quá lâu đấy, mỗi lần gặp lại là khiến người ta ngạc nhiên, truyền thụ bí quyết cho anh em chút đi, mày làm thế nào để Đường Thanh và Trần Phi Dung quan hệ với nhau tốt như thế? Đỗ Phi vội tìm y là vì Thịnh Thế Niên Hoa hai ngày nữa sẽ chính thức kinh doanh, Thịnh Thanh nhờ Thiệu Chí Cương mời Trương Khắc một lần, lúc đó Trương Khắc vướng chuyện bên ti, ngay cả thời gian ngủ cũng chẳng có, nên tìm Đỗ Phi đi đường vòng. Trương Khắc hỏi ngược lại. Nghe nói mày thăng lên làm nha nội rồi, đừng làm mất mặt ông già nhà mày đấy, chinh phục cô em Thịnh Hạ tới đâu rồi? Đỗ Tiểu Sơn vào thường ủy, sau này là lãnh đạo thành phố rồi, không biết có chuyển vào biệt thự bên Tiểu Cẩm Hồ không? Nhưng ông ta vào thường ủy cũng xếp cuối, đoán chừng chẳng vào đó ất tự nhiên, chẳng lẽ khu Tây Thành không có nhà tốt an bài cho lãnh đạo. Trương Khắc không chịu nổi Đỗ Phi nài nỉ, đồng ý ngày Thịnh Thế Niên Hoa khai trương sẽ dẫn Đường Thanh tới chơi. Trương Khắc đột nhiên ngồi ngay ngắn trong lớp, không chỉ Lý Chi Phương mà tất cả giáo viên lên lớp đều giật mình, không một ai có thể bỏ qua sự tồn tại của y, nhưng cũng không thực sự coi y tồn tại. Làm học sinh ngoan được nửa ngày, Trương Khắc thấy buồn chán. Cuộc sống đại học không ràng buộc mới thật thư thái, thi thoảng tới lớp bồi tiếp Đường Thanh là được rồi, thế là quyết định buổi chiều tiếp tục trốn học. Trương Khắc ngồi xe tới Tân Hải Thông mới nhớ ra lâu lắm rồi không tới Cẩm Hồ, nửa tháng trước Chu Du tới Cẩm Hồ làm phó tổng giám đốc, khi ấy Trương Khắc cũng bị kéo tới nhà hàng Tây Thành uống rượu. Đẩy cửa đi vào văn phòng, tất cả mọi người đồng loạt quay sang, bỏ đồ trong tay xuống, Diệp Kiến Bân như ăn trộm từ phòng Tạ Vãn Tình chui ra. Người anh em! Tìm trên trời không thấy, xuống dưới đất không có, tưởng cậu mất tích rồi, thời gian qua cậu biến đâu thế? Cô em họ xinh đẹp Diệp Tiểu Đồng của hắn đứng đằng sau, vịn cửa mỉm cười. Mọi người nóng ruột tìm tôi như thế có việc gì? Ngày 14 tháng 2 tại quảng trường Đông Lăng lớn nhất tỉnh thành, Thịnh Hâm tổ chức lễ giới thiệu hoành tráng điện thoại di động Ericsson GS398, hôm đó Trương Khắc tiếp Đinh Hòe, Tô Tân Đông tới Hải Châu, tất bật mông không chạm đất, chỉ xem qua TV. Người dẫn chương trình nổi tiếng, đoàn nhào lộn, diễn hề, ca sĩ, cung cấp thức ăn miễn phí, cứ như buổi lễ liên hoan cuối năm. Riêng sau lễ hội thu dọn hiện trường, sửa sang đồ hỏng hóc hao tốn 10 vạn, nhưng chi phí này là tất yếu, lễ hội đã khơi lên phong trào mua sắm, ngay cả Thịnh Hâm cũng không biết người không phân biệt nổi di động kỹ thuật số và điện thoại cầm tay chiếm tỷ lệ bao nhiêu. Buổi lễ hoa lệ hoành tráng của Thịnh Hâm thậm chí kinh động cả tổng bộ City Ericsson. Khi Diệp Kiến Bân nhận được fax do đích thân chủ tịch Ericsson gửi tới thì Trương Khắc đang bù đầu với chuyện của Ái Đạt. Tạ Vãn Tình, Chu Du cũng vì kế hoạch khổng lồ chỉnh hợp ngành giấy Hải Châu bận đầu tắt mặt tối, căn bản còn không rảnh chú ý tới tình hình của Ái Đạt, họ chỉ ăn cơm với hai người Đinh Hòe một lần, coi như nhận biết nhau. Trương Khắc tiễn Trần Tín Sinh đi thì về nhà trò rút điện thoại vùi đầu ngủ, tới ngay Hứa Tư còn không biết hành tung của y, những người khác càng không thể tìm được. Diệp Kiến Bân đợi không được. Đợi chuyện bên Thính Hâm ổn định một chút, cùng em họ kiêm trợ lý tới Hải Châu tìm Trương Khắc. Nghe nói vị trong nhà Diệp Kiến Bân rất ghê, không cho dùng thư ký nữ, nên hắn đành kéo cô em gái theo làm trợ lý. Nghe Trương Khắc hỏi hắn cấp bách tới Hải Châu tìm mình có chuyện gì, Diệp Kiến Bân ngây ra, phải rồi, việc gì nhỉ? Hắn chỉ muốn tìm người hiểu mình, chia sẻ cảm giác lâng lâng trên trời thời gian qua, chứ làm gì có việc gì. Trương Khắc hết nhìn Diệp Kiến Bân đang gãi đầu gãi tai lại nhìn Diệp Đồng che miệng cười, chả hiểu ra sao, hỏi lại. Sốt cuộc là có chuyện gì? Tạ Vãn Tình từ trong văn phòng đi ra. Lưu Minh Huy nói chuyện bên phía em tạm thời hòng hòng rồi, nhưng họ không liên hệ được, nên giám đốc Diệp tới Hải Châu. Diệp Tiểu Đồng cười. Tôi bị giám đốc Diệp kéo tới Hải Châu cũng chẳng hiểu ra làm sao. Được rồi, là tại tôi ăn no rừng mỡ. Diệp Kiến Bân xoa gáy nói. Tình hình tiêu thụ Ericsson, bên Hải Thái có cho cậu biết không? Trương Khắc nhún vai. Lễ giới thiệu tôi xem tên TV rồi, còn tốt hơn dự kiến của tôi, năng lực chấp hành của phòng thị trường Thịnh Hâm, đúng là công ty nhỏ chúng tôi không bì được. Những chuyện khác thì tôi không rõ. Trương Khắc rút khỏi Hải Thái từ mùa đông năm ngoái, chuyện này Diệp Kiến Bân có biết,
khi ấy hắn còn lo không cách nào mượn được năng lực thị trường tuyệt vời của Trương Khác. Lần này tới đây mới biết Tạ Vãn Tình đem tài sản chủ yếu chuyển vào Cẩm Hồ, người thông minh đều nhìn ra, Trương Khác tuyệt đối không tách rời Cẩm Hồ nữa, từng là có quan hệ gián tiếp với Hải Thái rồi. Tâm tình bay bổng của Diệp Kiến Bân nghẹn lại trong ngực, không tìm được chỗ phát tiết, làm hắn suýt nổi điên, huống hồ bộ khung buổi lễ giới thiệu đó do một tay Trương Khác lập nên. Chương 154, thành công vang dội. Cậu thực sự không quan tâm chút nào sao? Diệp Kiến Bân không từ bỏ, hắn không tin Trương Khác trấn tĩnh như thế. Đúng là không thật. Trương Khác cười ngượng. Gần đây tôi bận việc khác, chuyện bên Cẩm Hồ cũng chẳng chú ý. Chuyện gì khiến cậu giám sát chặt chẽ thế? Diệp Kiến Bân thấy Trương Khác không giống nói dối, hứng thú hỏi. Trương Khác bĩu môi. Tôi hỏi anh trước cơ mà. Diệp Kiến Bân chỉ Trương Khác cười. Cậu đúng là chẳng nể mặt gì. Tạ Vãn Tình mời mọi người vào văn phòng ngồi, Thiệu Tâm Văn giám sát thị trường Thịnh Hâm cùng Chu Du, Hứa Tư cũng ở bên trong. Diệp Kiến Bân ngồi xuống ghế sofa, nói với Diệp Tiểu Đồng. Cái cậu Trương Khác này thật mất hứng, chuyện hay như thế, gặp phải cậu ta cũng giống như khí cầu bị kim châm, em nói với cậu ta đi. Trương Khác cười khì. Giám đốc Diệp phát tài rồi, nếu tôi để anh thoải mái khoa khoang, đám người khốn khổ chắt bóp từng xu chúng tôi há chẳng càng ấm ức. Diệp Kiến Bân cười ha hả. Thì ra cậu cũng biết. Trương Khác dựa vào ghế sofa duỗi thẳng người, ngủ quá lâu, người như mọc dễ vậy, cần phải vận động một chút. Hứa Tư yên tĩnh ngồi trước bàn làm việc của y, chỉ khẽ gật đầu không được nhiệt tình cho lắm. Có khách tới chơi, hôm nay có khách tới, không kiếm được cơ hội ở riêng với Hứa Tư rồi, làm Trương Khác ngứa ngáy bứt rứt khó chịu, đương nhiên không để Diệp Tiểu Bân đắc ý. Hải Thái năm ngoái đã nhìn thấy tiền đồ của Ericsson rồi, lúc này có gì đâu mà bất ngờ, chỉ là không biết con số cụ thể thôi. Diệp Tiểu Đồng nói giúp anh họ. Sau ngày 14, 2-3 ngày, tiêu thụ được 2 vạn chiếc. Trương Khắc gục gặc đầu. Không tệ, không tệ. Nhưng trong mắt chẳng hề có vẻ gì vui mừng như Diệp Kiến Bân mong đợi, thấy hai anh em họ Diệp nhìn mình rất bất mãn, ngạc nhiên. Sao thế, hai người kiếm được tiền, còn bắt tôi vui hộ, đừng làm khó tôi như vậy chứ. Diệp Tiểu Đồng hoàn toàn bỏ ý định dụ Trương Khắc hồi hộp, nói tiếp. Lễ giới thiệu vô cùng thành công, cụ thể thành công thế nào không tìm được từ hình dung nữa, chỉ nửa tháng sau ngày 14 tháng 2. Tổng lượng tiêu thụ vượt quá toàn bộ năm ngoái, lượng tiêu thụ ở địa khu Hoa Đông chúng ta bằng 80% cả nước, cả tháng 3 làn sóng cuồng nhiệt chưa tan đi, khu Hoa Đông vẫn chiếm 60% tổng lượng tiêu thụ cả nước. Thịnh Hâm trong nửa tháng đã hoàn thành kế hoạch cả năm. Nhưng con số đó chỉ cần lướt qua trong đầu Diệp Kiến Bân là hắn không kìm được cười, tất nhiên trong chuyện này Trương Khác có công lớn, Diệp Kiến Bân nóng lòng tìm Trương Khác ăn mừng, nhưng liên tục bị Trương Khác đả kích, phấn khích giảm đi rất nhiều. Trương Khác cười rất nguy hiểm. Nói như thế hiện giờ Thịnh Hâm kiếm được không ít tiền hả? Diệp Kiến Bân không nghe ra ý trong lời nói của y, thấy Trương Khác sốt cuộc tỏ ra ngạc nhiên, dương dương đắc ý nói. Đó chỉ là thứ yếu, lượng tiêu thụ tháng 3 chưa thống kê ra, danh tiếng của Thịnh Hâm vang tới tận Thụy Điển, Chủ tịch Ericsson gửi thiếp chúc mừng, đang đặt trên bàn làm việc của tôi đấy. Cậu nói đi, tôi kìm ném suốt cả năm, khó khăn lắm mới tìm được người chia sẻ, cậu không chịu phối hợp chút nào. Mọi người cười rộ lên. Trương Khác cũng cười vui vẻ. Chị em Motorola vừa dè chừng vừa hận anh, làm thế là ép Motorola phải đưa ra điện thoại di động giao diện tiếng Trung trước dự định rồi. Diệp Kiến Bân vẫn hả hê nói. Đừng nói Motorola đứng ngồi không yên, mày Hoa Nam, Hoa Bắc, Hoa Trung, mấy địa khu hưởng lợi từ chúng tôi lại lo chúng tôi cướp chén cơm của họ, ép bên Bắc Kinh thưởng cho chúng tôi. Phía Bắc Kinh dựa theo chi phí lễ hội lần này để thưởng, gần 600 vạn. Yêu cầu duy nhất là muốn Thịnh Hâm giao ra phương án marketing hoàn chỉnh. Nói tới đây Diệp Kiến Bân dừng lại, nhìn Trương Khác trêu tức. Diệp Kiến Bân nói như thế, chẳng phải mình cũng có thể chia một chén canh trong gió. Trương Khác trở nên sốt ruột, chắp tay xin tha. Giám đốc Diệp lần này tóm đúng chỗ ngứa của tôi rồi, hiện giờ tôi đang làm một nhà máy điện tử, chính thiếu kinh phí nghiên cứu, hôm qua phải lừa gạt cả người dưới kiếm 30 vạn. Tôi có thể được chia bao nhiêu, anh sáng khoái nói ra đi. Diệp Kiến Bân khoái chí lắm, lấy một tờ chi phiếu trong túi áo ra, nói. Cậu không phải là nhân viên Thịnh Hâm, không có thưởng thêm, nhưng phương án do cậu chấp bút, giao cho Bắc Kinh để các nơi khác tham khảo, phải tính cho cậu chi phí, Thịnh Hâm không ăn bẩn tiền của cậu đâu. Đây đúng là tiền cấp cứu, cảm ơn nhiều.
Trương Khắc nhanh tay cướp lấy tờ chi phiếu, nhìn một cái chố mắt ra, con số để trống, thấy Diệp Kiến Bân cười rất hề hả, lần này tới lượt y bực bội. Nhìn Diệp Kiến Bân và Trương Khắc trêu đùa lẫn nhau, mọi người đều cười thích thú. Ái Đạt muốn có năng lực khai phát hệ thống phần mềm, đầu tư kỹ thuật phải tăng mạnh, phải chiêu mộ thêm người, mua sắm thêm thiết bị. Ái Đạt không có danh tiếng, khả năng thu hút các kỹ sư chuyên nghiệp rất thấp, phương pháp hữu hiệu là thủ đoạn lấy tiền đè người như dùng với Đinh Hòe, Tô Tân Đông. Trương Khắc rất cất tiền. Trong tài khoản Cẩm Hồ có hơn 200 vạn, nhưng số tiền đó chuẩn bị mua nhà ở Sa Điền, việc bảo hộ khu thành cổ Sa Điền có thành công hay không, quan trọng ở bước đầu này, không tới mức vạn bất đắc dĩ, Trương Khắc sẽ không thay đổi kế hoạch. Y định vay tiền từ chú, nhưng nghĩ công trình khai thông sông Sơ Cảng sắp khởi động. City Hoành Viên rất có thể cũng đang vì tài chính mà giàu dĩ. Không ngờ Diệp Kiến Bân lại đưa tiền tới tận cửa, Trương Khắc nóng hết cả ruột, bị Diệp Kiến Bân gãi trúng chỗ ngứa, đành phải nhận lời rất nhiều điều kiện bán thân vì tiền, ví dư làm cố vấn thị trường cho Thịnh Hâm, Diệp Kiến Bân mới viết con số 100 vạn lên chi phiếu. Để hoàn thành thủ tục, Trương Khắc còn phải ký hợp đồng chuyển nhượng phương án mở rộng thị trường, có trời chứng giám. Trước kia Trương Khắc vì trả ân tình họ giúp kiếm cho chiếc Audi biển quân đội mới lập nên phương án này, ai ngờ còn kiếm thêm được khoản lớn. Diệp Kiến Bân cũng chẳng ngốc, năng lực lập kế hoạch thị trường của Trương Khắc đã được chứng minh, nếu chẳng phải Trương Khắc ở Hải Châu có sự nghiệp riêng của mình, hắn sẽ không tiếc mọi giá kéo về Thịnh Hâm, hiện giờ đành lùi một bước, giữ quan hệ hợp tác tốt đẹp với Trương Khắc. Khi hắn biết chính Thái lợi dụng ưu thế tài chính chèn ép cổ phần của Trương Khắc ở Hải Thái, thậm chí cuối cùng đuổi Trương Khắc khỏi Hải Thái, Diệp Kiến Bân khẳng định đây là sai lầm lớn nhất của Hải Thái, mặc dù cuối cùng vì có Tạ Vãn Tình, khiến Trương Khắc và Hải Thái có liên quan tới nhau. Nhưng nhìn thái độ của Trương Khắc thì y đang từng bước thoát khỏi liên quan tới Hải Thái. Trước Tết, toàn bộ sản phẩm của nhà máy giấy do Hải Thái phụ trách kinh doanh, sau Tết Cẩm Hồ phát triển đại lý tiêu thụ cấp 2 ngoài Hải Thái, nửa tháng trước Chu Du rời Hải Thái tới Cẩm Hồ liền bắt đầu lập mạng lưới tiêu thụ độc lập. Hải Thái mặc dù vẫn giữ tư cách đại lý tiêu thụ cấp 1, nhưng sản phẩm tiêu thụ chiếm chưa tới 1/3. Diệp Kiến Bân sau khi tới Hải Châu, tìm không ra Trương Khắc, tới gặp Tạ Vãn Tình, Chu, trò chuyện rất lâu, mặc dù chưa hiểu hết kế hoạch khổng lồ của Cẩm Hồ, nhưng từ mạng lưới tiêu thụ hoàn thiện và hệ thống mua nguyên liệu, là có thể nhìn ra mục tiêu của Cẩm Hồ rất lớn. Diệp Kiến Bân rất sẵn lòng hợp tác với Cẩm Hồ, nhưng chỉ được chia thị trường nhỏ làm hắn chẳng mấy hứng thú. Nhưng mô hình của Cẩm Hồ làm hắn rất hứng thú, hiện giờ điều chủ yếu Thịnh Hâm phải làm là làm sao giảm chi phí, tăng quản lý đường tiêu thụ, nếu không sản phẩm làm ra thành công đến đâu, lợi nhuận cũng bị tiêu hao hết, rác rưởi lại vẫn là rác rưởi mà thôi. Hiện giờ Cẩm Hồ tuy còn nhỏ nhưng chỗ đáng học tập rất nhiều, chỉ cần có thêm thời gian, Cẩm Hồ nhất định sẽ bay cao bay xa. Diệp Kiến Bân đưa chi phiếu cho Trương Khắc, nói. Tới Hải Châu sao nghe mọi người đều quen gọi cậu là Khắc thiếu gia. Chương 155, nhân vật huyền thoại. Có phải là anh cảm giác gọi thế rất hoàn khố? Trương Khắc búng chi phiếu cái tách, nghe tiếng động đặc trưng của giấy, quả nhiên làm người ta rất thư thản, chuyển cho Hứa Tư, để cô giao tương vi chuyển vào tài khoản của Ái Đạt. Diệp Kiến Bân không hiểu bối cảnh của Trương Khắc, nghe y nói thế, thầm nghĩ, quả nhiên đều là con cháu cán bộ. Cười nói, được, vậy tôi cũng theo số đông, có cơ hội tới tỉnh thành. Ai? Tôi cũng biết cậu thường tới tỉnh thành, chỉ là không lý tới chúng tôi. Ông nội tôi sau khi nghỉ hưu không tiếp xúc với bên ngoài, có điều suốt ngày nghe Tiểu Đông khoe cậu thế này thế kia, nên rất hứng thú với cậu. Trương Khắc nghe từ học bình nói Diệp Tổ Phạm ông nội Diệp Kiến Bân làm ở bộ tổ chức TW, đời cha Diệp Kiếp Bân có 7 anh chị em phân tán khắp nơi ra cả nước, toàn là những nơi năm xưa Diệp Tổ Phạm công tác có sức ảnh hưởng. Trương Khắc không biết Diệp Kiến Bân nghĩ mình mấy tuổi. Hiện giờ lấy thân phận học sinh cao trung đi bái phỏng ông nội hắn chẳng phải trò đùa sao. Trương Khắc cười ha hả. Tôi cũng muốn tới tỉnh thành tìm giám đốc Diệp chơi, nhưng cũng phải đợi lúc trường nghỉ học mới được. Diệp Kiến Bân đang nói tới chỗ hưng phấn hoa chân mua tay, tay khựng lại, mắt chớp chớp, cổ cứng đờ, chỉ coi Trương Khắc nói đùa, quay sang hỏi Tạ Vãn Tình. Khắc thiếu gia còn đang đi học sao? Trương Khắc thẳng thắn thừa nhận thân phận, là vì thấy ảnh hưởng lớn của thế lực sau Thịnh Hâm. Thời cơ lựa chọn cũng vừa khéo, Diệp Kiến Bân sẽ không vì y còn là học sinh mà coi thường thiên phú thương nghiệp của y. Tạ Vãn Tình mím môi cười. Ba Trương Khắc là thư ký trưởng chính phủ Hải Châu, ông nội chỉ đồng rất thích cậu ấy, hay dung túng cậu ấy làm bậy, cậu ấy giao phương án cho các vị tham khảo, ai ngờ các vị làm theo, tôi cũng toát mồ hôi,
Hứa Tư lúc này cầm chi phiếu chưa ra khỏi cửa, nghĩ, rõ ràng là chị dung túng cho cậu ta làm bậy. Diệp Kiến Bân còn đang choáng váng thì Diệp Tiểu Đồng nhảy sổ tới trước mặt Trương Khác, nhìn y chăm chăm. Vậy hiện giờ anh bao tuổi? 18. Để trong lòng bọn họ dễ chịu hơn đôi chút, Trương Khác nói tuổi mụ. Diệp Tiểu Đồng quay ngoắt đầu lại. Tâm Văn, chuyến này mất mặt lớn rồi, anh có bái anh ấy làm thầy không? Không bái sư thành công, anh định về phòng thị trường bỏ 3 vòng thật à? Thiệu Tâm Văn xấu hổ nói. Em chẳng phải cũng nói dứt khoát theo Khác thiếu gia học lập kế hoạch thị trường sao? Diệp Tiểu Đồng nghênh mặt đắc ý hệt ông anh. Nhưng em không nói bái sư không thành bỏ 3 vòng quanh văn phòng. Tạ Vãn Tình ngạc nhiên hỏi. Bái sư bái xiếc gì thế? Diệp Kiến Bân cười khổ. Khi Khác thiếu gia giao phương án cho chúng tôi, Tâm Văn giải thích cho đám tiểu tử trong phòng, trừ chi tiết hoàn thiện thì bộ khung không được đổi, đám tiểu tử đó được tôi bỏ lương lớn kéo về, toàn là tinh anh marketing, vốn rất bất mãn, nhưng phương án thành công hoàn mỹ, chuyến này trừ bội phục còn nói được gì nữa. Trước kia tôi luôn muốn mời Khác thiếu gia tới giảng bài, nhưng cậu ấy việc nhiều bận rộn, không có cơ hội, chúng tôi cũng không kiên trì, Tâm Văn và Tiểu Đồng đảm bảo với đám tiểu tử kia. Nói không ngại dập đầu bái sư cũng phải kéo Khác thiếu gia tới dạy cho bọn họ vài bài, ai? Diệp Kiến Bân chép miệng, chẳng biết phải nói tiếp thế nào. Tạ Vãn Tình dở khóc dở cười không biết an ủi bọn họ ra sao. Trương Khác áy náy nhìn Diệp Tiểu Đồng và Thiệu Tâm Văn. Nếu không tôi tiếp tục giả làm lão hổ, tới công ty giảng 1-2 buổi, mọi người không vạch trần ra chẳng phải là xong rồi sao? Anh trốn học cũng không sao à? Diệp Tiểu Đồng hỏi. Định hỏi y học năm thứ mấy, sợ quá tổn thương tự tôn, đành thôi. Tạ Vãn Tình giải vây cho Trương Khác. Tôi thấy không cần giảng bài gì cả, mọi người rảnh rỗi ngồi xuống giao lưu với nhau là được. Diệp Kiến Bân vỗ mạnh vai Trương Khác. Sớm biết cậu giả hổ già, ai dám dứt khoát thi hành phương án của cậu chứ? Giờ nghĩ lại đúng là toát mồ hôi. Rồi khoác vai y hoi. Tên tiểu tử cậu học đâu ra thế, làm đám tiểu tử chán cao hơn trời của Tâm Văn phục hết. Sở học của Trương Khác là đúc kết thành bại được mất của thị trường trong nước toàn bộ thập niên 90, biết phải trả lời Diệp Kiến Bân ra sao. Diệp Kiến Bân cũng không hy vọng Trương Khác sẽ trả lời, hắn luôn cho rằng riêng chăm chỉ cần mẫn là chưa đủ, con người muốn thành đạt, phải có thiên phú và nghị lực, quay sang nói với Tạ Vãn Tình. Nhà học Tạ các cô cũng có một Tạ Kiếm Nam từ thời đi học đã lập công ty, năm 92 Đan Tân vang danh thiên hạ, che lấp cả hào quang của chính thái. Đáng tiếc sau khi Đan Tân quay về chính thái, cậu ta liền đi Mỹ học, nếu không sớm thành nhân vật lẫy lừng, cậu ta sắp về rồi chứ. Diệp Kiến Bân nhắc tới Tạ Kiếm Nam cùng với City Đan Tân, không thể không nhắc tới ngành chăm sóc sức khỏe đang phát triển tưng bừng thịnh vượng. Suốt thập niên 90, thị trường đồ chăm sóc sức khỏe quật khởi, bắt đầu từ Thái Dương Thần của Quảng Đông, Phi Long của Liêu Ninh, tiếp đó là Tam Chu, Hồng Đào, Cự Nhân, mô hình bọn họ không sửa nhà xưởng, không lập sản nghiệp. Mà kiên trì chiến lược marketing tuần hoàn quảng cáo, thị trường, hiệu ích, lợi dụng quảng cáo thổi phồng, kiếm lớn. Tạ Kiếm Nam tận dụng quỹ sáng nghiệp của gia tộc, lập nên công ty Đan Tân chỉ là một phần trong làn sóng đó. Năm 95, 96 làn sóng này đạt tới đỉnh cao. Nhưng lợi nhuận cực lớn của mô hình này bị mạng lưới tiêu thụ khổng lồ nuốt chửng. Tập đoàn Tam Chu vào thời phình to nhất có tới 35 vạn nhân viên tiêu thụ trực thuộc. Lượng tiêu thụ của Tam Chu năm 96 là 8 tỷ, muốn duy trì mạng lưới này tiêu hao mất 4 tỷ. Trung Quốc bấy giờ chưa có một công ty dân doanh nào có thể quản lý hiệu quả mạng lưới tiêu thụ đó. Năm 96 Tam Chu vì một sự kiện thời sự ngẫu nhiên mà sa sút, Phi Long vì thiếu nợ 2 khoản quảng có 8.000 vạn mà thất bại, Cự Nhân vì khoản nợ nhỏ 4.000 vạn mà rơi vào nguy cơ tài chính. Trương Khác vào tập đoàn Long Dụ được học MBA, tiến hành phân tích các công ty thất bại, trọng thương. Rơi vào khốn cảnh của ngành chăm sóc sức khỏe là bài học tất yếu, Đan Tân của Tạ Kiếm Nam cũng là một trong số ví dụ kinh điển. Tạ Kiếm Nam từ nhỏ được hun đúc bởi truyền thống thương nghiệp của nhà họ Tạ, tố dưỡng thương nghiệp so với những người xuất thân dân gian thì hơn một chút, nhưng không có nghĩa là hắn có thể thành công hơn. Giống như những công ty nói trên, Tạ Kiếm Nam thời gian đầu vô cùng nhạy bén với thị trường, nhưng không chú trọng quản lý, Đan Tân mặc dù giành được thị trường, nhưng lợi nhuận không lạc quan. Đây đại khái là một trong số nguyên nhân Tạ Kiếm Nam ném Đan Tân lại cho chính thái, chạy ra nước ngoài học sâu hơn. Tạ Kiếm Nam thoát thai hoán cốt trở về nước mới thực sự thành một trong số nhân vật trọng yếu của giới thương nghiệp Đông Hải. Diệp Kiến Bân vốn hứng thú với ngành chăm sóc sức khỏe này,
sau khi thành công với Ericsson, Thịnh Hâm tất nhiên không thỏa mãn với hiện trạng, dậm chân tại chỗ. Trừ ổn định thị trường Hoa Đông ra, hắn bắt đầu suy nghĩ dấn thân vào lĩnh vực khác, nhưng Trương Khắc phân tích hiện không phải thời cơ tốt tiến vào ngành chăm sóc sức khỏe. Nếu khi thị trường mới khởi động năm 92, hoàn toàn có thể tiến vào kiếm một mẻ, Trương Khắc cũng không đủ tự tin duy trì được mạng lưới tiêu thụ phức tạp, nhưng chỉ cần khống chế lợi nhuận nghiêm ngặt một chút, kiếm đủ tiền để cả mạng lưới sập cũng chẳng sao. Nhưng hiện thị trường đã tới đỉnh cao, sau này nhà nước sẽ tiến hành chỉnh đốn, thị trường sẽ thu hẹp, lúc này muốn chen chân vào cần có vốn liếng, kỹ thuật hùng hậu cùng quản lý tốt mới có thể thành công, mà Thịnh Hâm vừa khéo thiếu hết những thứ đó. Nhưng đương nhiên Diệp Kiến Bân vĩnh viễn không từ bỏ theo đuổi cơ hội mới, nghe nói Trương Khắc không chú ý tới chuyện Ericsson 398, cũng không chú ý tới Cẩm Hồ đang trong giai đoạn trọng đại điều chỉnh, chuyện khác mà y nói tới đại khái cũng chẳng phải là chuyện học hành. Cho nên Diệp Kiến Bân rất hứng thú. Dù tốn rất nhiều thời gian trong văn phòng của Tạ Vãn Tình, nhưng cách giờ cơm tối còn xa, Trương Khắc quyết định kéo đám Diệp Kiến Bân đi tham quan Ái Đạt. Chương 156, chuẩn bị đào hố lớn. Chu Du đưa nhóm Diệp Kiến Bân xuống trước, Trương Khắc đi tìm Hứa Tư. Thời gian qua số lần Trương Khắc tới Tân Hải Thông có thể đếm trên đầu ngón tay, càng không có cơ hội ở riêng với Hứa Tư, Trương Khắc chặn Hứa Tư lại ở trước cửa văn phòng Tương Vi. Em tới điện tử Ái Đạt, chị cũng đi xem nhé. Hứa Tư sợ Tương Vi ở bên cạnh nhìn ra điều gì, chột dạ nói. Tôi còn cả đống việc đây, nếu người Thịnh Hâm không tới, chị Vãn Tình, giám đốc Chu cũng chẳng ngừng lại được. Tương Vi oán trách, tài vụ của ba công ty đều dồn lên đầu tôi, ngay cả nhà tư bản cũng không bóc lột người ta như thế. Tài vụ của Việt Tú còn đơn giản, nhưng tài vụ của Cẩm Hồ và Ái Đạt làm Tương Vi rất đau đầu. Thấy Hứa Tư không muốn đi, Trương Khắc cười xin lỗi, chắp tay lui khỏi văn phòng Tương Vi. Nhìn Trương Khắc rời đi, Tương Vi thở phào. Cậu ấy đúng là rất quan tâm cô. Tương Vi nói thế có lẽ là vô ý, Hứa Tư có thật giật mình, khuôn mặt kiềm diễm đỏ bừng. Bọn họ vừa đi thì Tống Bồi Minh tới, trung tâm ẩm thực quyết định chính thức kinh doanh trong mấy ngày sắp tới, bảng quảng cáo dựng khắp đường lớn ngõ nhỏ rồi, nên chỉ cần có thời gian là Tống Bồi Minh đều đích thân chạy tới Cẩm Hồ một chuyến. Nghe Tạ Vãn Tình nói Trương Khắc vừa đi, vội vàng xuống lầu đuổi theo. Trần Tín Sinh tới Hải Châu chuyến này cũng thật ủy khuất, nghĩ xem ty Trung Quốc phân ngạch thị trường hàng tỷ, tới âm thầm đi lặng lẽ, đừng nói không có quan viên địa phương đón tiếp, ngay cả báo đài chẳng có chút tin tức gì. Trương Khắc tất nhiên biết thị trường đầu đĩa sau khi bùng phát sẽ trở nên tàn khốc thế nào, chỉ cần không có sự cản trở khác, sau này Tân Khoa, Kim Chính, Ái Gia cũng sẽ quật khởi. Cho nên bài tẩy giấu được tới lúc nào thì giấu tới lúc đó vẫn tốt hơn, cho dù Lưu Minh Huy cũng không biết nội dung cụ thể hợp đồng với Ti, chỉ có ba người Trương Khắc, Tô Tân Đông, Đinh Hoè biết. Mấy năm đầu chip giải mã phải nhập khẩu vào từ Hong Kong, Trương Khắc định đăng ký một công ty ở đây, để giá cả chênh lệch của chip giải mã Ái Đạt được mua sẽ bị chặn lại ở công ty này, người khác đừng mong nhìn ra chút sơ hở nào từ thuế vụ, tài vụ của Ái Đạt. Tới nhà máy Ái Đạt, ấn tượng đầu tiên của Diệp Kiến Bân là quá nhỏ. Đi nhất một vòng nhà máy chưa tới 15 phút. Tô Tân Đông, Đinh Hoè chào hỏi Diệp Kiến Bân rồi cáo từ, với bọn họ mà nói, cần tranh thủ từng giây từng phút. Cậu muốn làm đầu đĩa à? Diệp Kiến Bân hỏi. Thị trưởng Đông Hải, không nhờ tới Hải Thái tất nhiên cần Thịnh Hâm, Trương Khắc không giấu hắn. Nhà máy nhỏ thôi, sau này còn mong được giám đốc Diệp chiếu cố. Mạng lưới tiêu thụ của Thịnh Hâm bao trùm Hoa Đông. Nên Diệp Kiến Bân cũng biết thị trường đầu đĩa bắt đầu manh nha. Bên phía Quảng Châu, Thâm Quyết rất náo nhiệt, nghe nói lượng tiêu thụ được 100 vạn đầu video, nghe nói đầu đĩa có thể thay thế nó, tôi nghĩ đầu đĩa rất có tiền đồ. Thịnh Hâm có đại lý đầu video, bao giờ cậu làm ra sản phẩm, Thịnh Hâm sẽ giúp làm thị trường. Tôi thấy Thịnh Hâm bỏ nghiệp vụ đầu video đi thì hơn. Trương Khắc không giải thích thêm, vài ba tháng nữa Diệp Kiến Bân sẽ nhìn ra biến hóa trong đó. Trương Khắc không muốn kéo Thịnh Hâm đầu tư vào Ái Đạt, miêu tả tiền đồ thị trường tất nhiên không hứng thu bằng khi tiếp Trần Tín Sinh, tới giờ cơm kéo Diệp Kiến Bân đi tới nhà hàng Tiểu Giang Ngư nổi tiếng của Trần Ích Long, ăn thủy sản đặc sắc. Chưa nói tới bản báo cáo phân tích thị trường của Thịnh Hâm, chỉ riêng hành vi của Trương Khắc đủ khiến Diệp Kiến Bân trở nên mẫn cảm, Trương Khắc có thể ném hết mọi chuyện ra đằng sau, Ái Đạt nhìn qua chẳng có gì đáng kể, nhưng hắn không coi thường. Trên bàn cơm, Diệp Kiến Bân đề xuất hy vọng Thịnh Hâm phụ trách thị trường của Ái Đạt. Chỉ cần Ái Đạt giao thị trường cho Thịnh Hâm chúng tôi, ngay lúc này tôi có thể trả trước 500 vạn làm tiền đảm bảo.
Trương Khắc đang cắm cụi gặm đao ngư, loại đao ngư tự nhiên này mấy năm nữa sẽ tuyệt tích rồi, nên y rất quý trọng cơ hội mỗi lần được ăn nó, thịt thơm mềm, không nói tới xương của nó, cảm giác tan ra trong miệng rất đã. Cái gì? Trương Khắc nghe điều kiện Diệp Kiến Bân đưa ra, ngẩng đầu thốt lên. Thịnh Hâm bây giờ đúng là lắm tiền nhiều của nhỉ. Diệp Kiến Bân cười ha hả, Thịnh Hâm thành công ở Hoa Đông, cái lợi có được hơn xa 600 vạn quảng cáo mà Ericsson Bắc Kinh cấp ho, doanh lợi hồi khoản của nửa tháng qua, làm trong tay Thịnh Hâm tức thì có thêm 4.000 vạn, nếu Trương Khắc là nữ, Diệp Kiến Bân đảm bảo ôm lấy hôn mấy cái thể hiện hưng phấn. Đương nhiên hiện giờ Diệp Kiến Bân còn chưa nhìn thấy sản phẩm của Ái Đạt đã lấy ra 500 vạn, tuyệt đối không phải vì lắm tiền dư của, hay tính hoàn khố trỗi dậy, mà là vì hắn coi trọng Trương Khắc. Trương Khắc lắc đầu. Phán đoán thị trường của Thịnh Hâm về đầu đĩa là dựa vào phân tích từ đầu video, báo cáo này ai đưa ra, là cô sao trợ lý Diệp. Thấy cô ta lắc đầu, nhìn sang Thiệu Tâm Văn. Là anh à. Thời gian qua chúng tôi đâu có tinh lực làm cái đó. Trương Khắc quay lại nói với Diệp Kiến Bân. Thấy chưa, hai vị đại tướng của anh còn chưa phân tích cẩn thận, anh không sợ tôi lừa anh một vố à? Xem ra dự đoán của Trương Khắc với thị trường đầu đĩa không nhỏ, bọn họ chưa điều tra tỉ mỉ hoàn thiện, lúc này đàm phán hợp tác là quá sớm. Tống Bồi Minh đuổi theo tới Trấn Ích Long, cùng tham quan Ái Đạt rồi ăn cơm tôi, lãnh đạo Trấn hay tin đều kéo tới. Bối cảnh Cẩm Hồ không phải nói, Tống Bồi Minh cũng biết chút về bối cảnh Thịnh Hâm. Ông ta không muốn trước mặt Diệp Kiến Bân nhận đám tiểu quan viên xun xoe nịnh bợ, khác nào dạ lang tự đại, thành trò cười cho người ta. Tống Bồi Minh nghiêm mặt đuổi hết lãnh đạo Trấn đi, chuyên tâm tiếp đám Trương Khắc. Dạ lang là một tiểu quốc ở phía tây nam nước Hán. Vua nước dạ lang hỏi sứ thần nước Hán của các ngươi lớn hay nước dạ lang của ta lớn? Thế nên có câu dạ lang tự đại, nói kẻ không biết mình, tự cao tự đại một cách ngu xuẩn. Trương Khắc trước kia mua nhà máy Thanh Đạt, vì kéo dài thời gian trả tiền mà nhờ ông ta ra mặt. Trong mắt Tống Bồi Minh, cái nhà máy này không lớn, nghe Diệp Kiến Bân đề xuất muốn gửi trước 500 vạn đảm bảo hợp tác mà Trương Khắc không thèm ngó ngàng, cũng cảm thấy rất hứng thú. Nhà máy giấy Tân Quang vào tay Cẩm Hồ, chớp mắt tỏa sáng chói mắt, theo kiểm toán tháng 4 của khu, thì Tân Quang thực sự hồi sinh rồi, đúng là thành tích lớn. Đó còn chưa nói tới thành tích cải tạo nhà máy cũ. Ở Hải Châu công ty có tài sản hơn 100 triệu chỉ đếm trên đầu ngón tay, khu thành Nam càng ít xí nghiệp quy mô, Cẩm Hồ làm sống lại nhà máy Tân Quang, gần như cứu vãn luôn sinh mạng chính trị của Tống Bồi Minh. Sau này cứ chỉnh hợp thêm được một nhà máy giấy, là giống như thêm một ngôi sao đỏ trên bảng chính tích của ông ta. Tống Bồi Minh được Chu Phu Minh và Đường Học Khiêm ủng hộ, đưa lên ghế bí thư khu ủy, ông ta hiện giờ mới trên 40, ánh mắt không thể không nhìn cao hơn một chút. Quan viên trung niên có tiền đồ chính trị, có thể tương đối khắc chế tư dục, giữ thanh liêm. Kế hoạch của Tống Bồi Minh là chuyên môn thành lập khu công nghiệp giấy bên cạnh khuôn viên của nhà máy Tân Quang, để Cẩm Hồ từng bước di rời sản nghiệp chế tạo giấy tới đó, cũng là phối hợp với yêu cầu cải tạo ngành giấy của tỉnh. Theo an bài của thành ủy, Tống Bồi Minh còn kiêm chức khu trưởng để hoàn thành quá độ, năm nay nếu có thể khởi động hạng mục này, đồng thời hình thành quy mô, ông ta không sợ khu trưởng mới lên ảnh hưởng địa vị của mình nữa. Nhưng bất kể ông ta nỗ lực ra sao, vẫn là Cẩm Hồ chiếm cứ chủ động, nên ông ta theo sát Cẩm Hồ. Chương 157, khai trương trung tâm ẩm thực. Lúc này nghe Trương Khắc nói tới điện tử Ái Đạt, Tống Bồi Minh cũng khơi lên hứng thú, tới 500 vạn của Diệp Kiến Bân còn không động lòng, Ái Đạt chẳng lẽ là hạng mục lớn. Trong nhiệm kỳ làm bí thư khu ủy kiêm khu trưởng, khu thành Nam liên tục xuất hiện hai hạng mục lớn hơn 100 triệu, ông ta có nằm mơ cũng cười được. Nhưng Trương Khắc không muốn nói nhiều trên bàn ăn, làm lòng ông ta ngứa ngáy. Diệp Kiến Bân nảy ra kế hoạch mới, không còn tâm tư ở lại, ngày hôm sau dậy sớm rời khỏi Hải Châu. Tống Bồi Minh ỷ vào thiên thời địa lợi, cứ rảnh rỗi là nghe ngóng chuyện của điện tử Ái Đạt. Trương Khắc bị ông ta quấn lấy không chịu nổi, đành tiết lộ chút nội dung, chủ yếu muốn nhớ sức Tống Bồi Minh, ngăn thành phố đem Trấn Ích Long liệt vào khu khai phát. Tống Bồi Minh nghe nói quy mô của điện tử Ái Đạt đặt tại Ích Long sẽ vượt quá 100 triệu, cho dù Đường Học Khiêm ra mặt, ông ta cũng không đồng ý liệt Trấn Ích Long thành khu khai phát, ông ta có thể lấy nơi khác ra đổi. Ngày 8 tháng 4, quảng trường ẩm thực đi vào kinh doanh. Thế kỷ đương nhiên không có bá lực như City Thịnh Hâm ném cả 1.000 vạn vào hoạt động quảng cáo giới thiệu, bỏ ra 100 vạn cũng đã sót của rồi, nhưng hạng mục cầu Tứ Phượng ngoài trung tâm ẩm thực còn khu giải trí Thịnh Thế Niên Hoa. Khu nghỉ ngơi, tư nguyên Thế Kỷ có thể lợi dụng rất nhiều.
Hôm đó là thứ bảy, Đường Thanh không cần tự học buổi tối, trường đó trường khác đã đồng ý với Đỗ Phi đưa Đường Thanh tới lấy thêm khí thế cho Thịnh Thế Niên Hoa. Đường Thanh chưa từng được tới khu giải trí kiểu như thế này, ít nhiều có chút chờ đợi. Trường khác ở trường cho tới lúc tan học, Đỗ Phi đề nghị tới cậu Tứ Phượng ăn cơm, trường khác không lo mình không có vị trí, nhưng vô số người xếp hàng đợi, người chen vào trước mặt người ta, không phải để ăn chửi à. Trường khác quyết không làm chuyện ngu xuẩn đó, y thà kiếm quán nhỏ bên trường ăn còn hơn. Ăn tối xong tới cầu Tứ Phượng, cảm thấy khung cảnh náo nhiệt quá mức rồi, giao thông hoàn toàn tắc nghẽn, đứng bên này cầu chỉ thấy đầu người chen lấn bên kia. Cảm giác đầu tiên của Trương Khác là, sinh hoạt về đêm của người dân Hải Châu quá thiếu thốn rồi. Thiệu Chí Cương xem lễ giới thiệu của Thịnh Hâm ở tỉnh thành, thấy hình thức không tệ, cũng vì đón ý Tống Bồi mình, có ý làm thật lớn một lần. Mặc dù không có nhiều kinh phí, nhưng vài đoàn văn nghệ thêm vào mấy minh tinh quá thời, thêm vào bàn tay ma thuật của quảng cáo, đối với Hải Châu mà nói, vẫn khá có sức hấp dẫn. Náo nhiệt thì náo nhiệt thật, nhưng cần thiết không? Làm thế chỉ sâu thêm ấn tượng của người dân vào hoạt động này, giảm đi nhận thức về trung tâm ẩm thực, thôi vậy, cũng chẳng tới mức xuất hiện kết quả xấu nhất. Thiệu Chí Cương và Tống Bồi Minh đã lường trước sẽ xuất hiện quang cảnh này, từ chiều hạn chế lưu lượng xe động cơ tiến vào đoạn đường này. Đường Thanh hưng phấn như Tết đến vậy, hai má đỏ bừng, cô chưa bao giờ thấy ngày lễ náo nhiệt như vậy ở Hải Châu, một tay cầm bóng bay, một tay để Trương Khác nắm, vui sướng đi trong dòng người tấp nập. Tới cửa sàn nhảy, Trương Khác hoài nghi tấm thân gầy yếu của mình có thể chen vào, bảo Đỗ Phi đi trước mở đường, y kéo Đường Thanh chen vào sau, dây bóng bay nửa đường bị đứt, vào được bên trong thì toàn thân đẫm mồ hôi. Sàn nhảy lúc này không cho người vào nữa, Thịnh Hạ đứng ở cửa đợi bọn họ. Trương Khác hỏi cô ta bán được bao nhiêu vé vào cửa, Thịnh Hạ nói bán 2.000 vé, không dám bán thêm nữa, anh cô ta liền gọi người tới chặn cửa. Trương Khác thầm nghĩ may Thịnh Thanh không bị tiền làm lóa mắt, Thịnh Thế Niên Hoa tuy là sàn nhảy lớn nhất Hải Châu, nhưng thiết kế chỉ cho 2.000 người. Thịnh Hạ dẫn đám Trương Khác vào, đám đông bị chặn bên ngoài có người bắt đầu chửi bới, Trương Khác sớm biết có kết quả này, đành rụt đầu kéo Đường Thanh chạy vội vào trong. Qua cửa vào còn có một cánh cửa khác. Ngăn tiếng nhạc huyên náo bên trong, nhưng đứng ở cửa Trương Khác vẫn cảm thấy tiết tấu như núi rung đất lỡ từ bốn phía truyền lại, trên cửa thò ra hai con thú bằng đồng đen, hình như là hải trãi. Đỗ Phi nôn nóng mở cửa cách âm, sóng âm nhạc ập tới, làm Trương Khác chấn động. Hải trãi, con vật trong truyền thuyết cổ, biết phân biệt phải trái, thấy người đánh nhau, nó dùng sừng húc kẻ gian, kiểu con kỳ lân một sừng ở giữa, giống con sư tử ở Việt Nam hay múa Tết Trung Thu. Thấy thế nào? Trương Khác chỉ có thể từ hình miệng và thần sắc đắc ý của Đỗ Phi để nhận ra lời của hắn. Tay bị Đường Thanh siết chặt, có thể thấy cô vừa khẩn trương vừa hưng phấn. Bên trong mặc dù chật chội, nhưng so với bên ngoài tốt hơn một chút, sàn nhảy có thể đồng thời dung nạp 400-500 người, lúc này chỉ sợ có hơn 1.000 cười. Phía trong cùng sàn nhảy có cùng có một cái đài cao, có ống tuyếp quen thuộc, đáng tiếc không thấy vũ nữ múa cột. Xung quanh có 400 chỗ ngồi, còn có rất nhiều người cầm bia. Nước ngọt đứng đó, mé phía bắc có quầy ba cỡ lớn, Trương Khác theo Thịnh Hạ, Đỗ Phi tới tầng 2 phòng bao mới thở phào. Hiệu quả cách âm của phòng bao khá tốt, cách tường pha lê có thể nhìn thấy đài cao và một phần sàn nhảy, cùng cả DJ. Thịnh Thanh đúng là có nghề, vừa mới vào sàn nhảy là cảm thấy huyết quản nhảy theo âm nhạc, nhìn sang bên cạnh thấy trán Đường Thanh lấm tấm mồ hôi vì phấn khích. Thịnh Hạ xuống tìm Thịnh Thanh, Đỗ Phi theo đuôi, Trương Khác kéo Đường Thanh vào lòng, gối đầu lên vài cô. Cùng nhau nhìn khung cảnh náo động xung thiên bên ngoài. Hay là chúng ta ra nhảy một lúc? Nhiều người quá. Đường Thanh có hơi xấu hổ, người khẽ nhún nhảy theo âm nhạc truyền vào. Trương Khác đưa tay mở hé cửa phòng bao, âm nhạc khiến máu người ta sôi trào lập tức bao phủ hai người. Đường Thanh xấu hổ không dám lắc lư cơ thể trước mặt Trương Khác, y nhẹ nhẹ ôm lấy cô từ phía sau, hai tay đặt lên eo cô chậm rãi đung đưa. Đường Thanh không thả lỏng được, chỉ là Trương Khác đưa cơ thể múa theo. Người dán sát vào lòng Trương Khác, vặn vẹo như rắn nước, thi thoảng ngửa đầu lên nhìn y, bốn mắt chạm nhau, mắt đầy e thẹn và hạnh phúc, dựa đầu vào mặt Trương Khác, hưởng thụ thời khắc âu yếm tình tứ. Trương Khác liếc nhìn thấy Thịnh Thanh và Đỗ Phi từ cầu thang đi lên, quyến luyến buông cơ thể mềm mại như không xương của Đường Thanh ra. Đường Thanh nghi hoặc nhìn Trương Khác, thuận theo khe cửa thấy đám Thịnh Hạ quay về mới cười ngượng ngùng, nhẹ nhàng nhảy tới bên sofa ngồi xuống. Cô nàng hay xấu hổ không dám để người khác biết mình vừa đong đưa cơ thể theo tiếng nhạc. Bận quá, không thấy Khác thiếu ra tới. Thịnh Thanh vừa mới vào đã xin lỗi ngay.
Trương Khắc cười thoải mái, xua tay. Anh đâu thể đứng canh ở cửa, cứ làm việc của mình đi, chúng tôi ngồi đây một chút rồi đi. Đỗ Phi theo Thịnh Hạ vào khuỷu tay ôm một đống đồ ăn vặt đặt đầy bàn. Thịnh Thanh không dám bỏ đi ngay, ngồi tiếp chuyện tới khi có người gọi mới cáo lỗi rời đi, còn nói. Buổi tối để tôi mời Khác thiếu gia ăn bữa khuya, Khác thiếu gia nhất định phải nể mặt nhé. Thịnh Thanh rời đi, với Đường Thanh mà nói thì nhẹ nhõm hơn nhiều, Đỗ Phi hô hào ra ngoài nhảy disco, Đường Thanh sống chết không chịu, Thịnh Hạ mở cửa phòng bao ra, tắt đèn trong phòng đi, dọn bàn pha lê sang một bên. Khi ở quán ba không nhìn ra Thịnh Hạ lại là cô gái sôi động mạnh bạo như vậy, cơ thể yểu điệu nhiệt tình như lửa, theo nhịp điệu âm nhạc mạnh mẽ lắc mình điên dại, Đường Thanh chỉ lắc lư vài cái rồi dừng lại, ngồi xuống bên cạnh Trương Khác, nhìn Đỗ Phi và Thịnh Hạ uốn éo trong phòng bao mờ ảo, cô không nhảy, nhưng lại xúi Trương Khác nhảy. Qua 9 giờ, Trương Khác đưa Đường Thanh về nhà, người vây quanh sàn nhảy không giảm đi chút nào, đối với thanh niên mà nói, lúc này mới là bắt đầu thời khắc thuộc về họ. Ở cầu Tứ Phượng không thể bắt được taxi, Trương Khác và Đường Thanh dọc theo sông Sơ Cảng, mùa xuân tháng 4, không cảm thấy ban đêm lạnh mấy, lúc này có taxi chạy qua nhưng không ai gọi, Trương Khác thích cảm giác dạo bước bên Đường Thanh, nắm bàn tay mịn màng của cô, lòng tính toán cố nên kiếm một cái góc tối nào đó giày vò cô bé này một phen. Nhớ lại cảm giác tiêu hồn khi ở thể mềm mại kia éo éo trong lòng mình, Trương Khác thực sự chỉ muốn làm bậy, kéo Đường Thanh tới bãi cỏ bên sông. Hái một bông hoa dại cài lên tóc mai của cô, dịu dàng ôm lấy khuôn mặt tuyệt mỹ, dịu dàng gọi. Thanh Thanh, thân thể Đường Thanh run ừng một tiếng rất nhỏ, ánh mắt lo lanh mơ màng, vừa thẹn thùng, vừa tình ý miên man, hàng mi dài rung rung khép lại, cô linh cảm được điều sắp diễn ra. Trương Khác vốn chuẩn bị một đống lời tính tứ, lúc này quả chịu không nổi dáng vẻ ngây thơ đáng yêu đó, khẽ hôn lên đỏ mọng mềm mại, cảm giác ấm ấp mềm mềm đó làm người ta choáng ngợp. Đường Thanh vẫn vụng về như vậy, Trương Khác đưa lưỡi vào không cắn chặt răng như lần trước nữa. Hai chiếc lưỡi vừa tiếp xúc, Đường Thanh như bị điện giật, mắt choàng mở ra, thiếu chút nữa lại hoảng sợ cắn răng lại, còn may tích tắc mở mắt ra đó, nhìn thấy khuôn mặt Trương Khác, lòng dịu xuống, lại từ từ khép mắt, rụt rè e sợ vừa khao khát đưa lưỡi ra thử lại cảm giác mới mẻ kia. Hai chiếc lưỡi quyện vào nhau, thời gian như ngừng trôi. Trương Khác đưa Đường Thanh về nhà. Ngồi taxi quay lại sàn nhảy, trong phòng bao không tìm thấy Đỗ Phi và Thịnh Hạ, vịn lan can nhìn xuống đám đông cũng không thấy đôi tiểu tình nhân, lại thấy Thịnh Thanh đang đứng ở quầy ba nhìn quanh, nghĩ có lẽ hắn có việc gì muốn bàn. Trương Khác đi tới quầy ba ngồi xuống, không vội nói chuyện với Thịnh Thanh, nơi này cách tiếng nhạc sập sình đinh tai phát ra từ sàn nảy một quảng, nên còn chịu được. Gọi một chai rượu vang, thong thả nhâm nhi, Trương Khác rất thích không khí này, không hề kém mười mấy năm sau bao nhiêu. Vậy là có thêm chỗ tiêu khiển rồi, Thịnh Thanh bố trí chỗ này, hao tổn công sức không ít. Nhìn đôi trai gái qua lại trước mắt, thì ra Hải Châu còn có nhiều con gái như vậy, bóng tôi cho thể che đi rất nhiều sự e thẹn, thêm vào không khí kích động xung quanh, các cô gái bỏ đi sự rẻ rặt, cởi áo ngoài, chỉ còn áo bó sát người, lộ ra đường cong cơ thể đủ dáng vẻ, phong tình, Trương Khác tựa như quay về thời gian La Cà ở quán ba tán gái. Đỗ Phi chẳng biết ở chỗ nào chui ra, gào lớn. Thế nào, tao đã nói chỗ này rất tuyệt mà, chuyên gia thiết kế đều mời từ Hong Kong tới đấy. Tên tiểu tử này giọng khàn hết cả rồi, không biết gào thét ở đây bao lâu, Trương Khác cố lắm mới hiểu được lời của hắn. Trương Khác không đáp, y chẳng muốn hỏng cổ họng. Lần Trương mày đi Hong Kong phải không, Hong Kong thế nào? Đỗ Phi tiếp tục hét lớn. Tao nghe hai chuyên gia thiết kế miêu tả, cảm giác Hải Châu cứ như vùng nông thôn vậy. Lại chẳng, không nói tới Hong Kong. Chỉ nhìn Huệ Châu cũng biết Hải Châu hiện tại kém thế nào, Trương Khác chấm nước viết. Nghỉ hè có cơ hội đưa mày đi Hong Kong. Hai người kia còn nói Hong Kong có một thứ đầu đĩa, xem phim còn rõ hơn trong rạp. Đỗ Phi khinh không thèm dùng chữ giao lưu. Chỉ cần một cái đĩa mỏng dính là có thể xem hết được một bộ phim, tiện hơn đầu video nhiều, nhà tao mấy ngày trước vừa mua một cái, chỉ là kiếm đĩa khó quá. Trương Khác vừa bực vừa buồn cười bập gáy Đỗ Phi một cái. Thịnh Thanh bán em gái ấy, mày lại bán thân cho hắn, hắn ấy cái gì để mày tới nói giúp hắn? Đỗ Phi cười hề hề. Hai người Hong Kong nói như thật ấy, chỉ hai đồng là có thể làm ra một cái đĩa, mang ra thị trường bán 40, 50 đồng, tao thấy được đấy, suốt ngày phí thời gian trong trường thật ngán, mày có muốn làm không? Thịnh Thanh đại khái là từ chỗ Thiệu Chí Cương biết được chuyện của Ái Đạt, nên nhờ Đỗ Phi tới làm thuyết khách.
Mặc dù thời này làm đĩa lậu chẳng có nguy hiểm gì, nhưng trường khác không tham gia, đĩa lậu công nghệ sản xuất đơn giản, chỉ cần mua đĩa gốc về, đem đi in là được, khi quy mô thị trường đã hình thành, sẽ có vô khối người chen vào, tham gia sớm, lợi nhuận rất khả quan, nhưng không tích lũy được kinh nghiệm kỹ thuật, đám làm ăn kiểu Thịnh Thanh tham gia còn được, trường khác chẳng nhúng tay vào làm gì. Không có đĩa lậu, thị trường đầu đĩa không bùng nổ được, nên đương nhiên trường khác không ghét người khác làm việc này. Thịnh Thanh chắc bị hai người Hong Kong kia làm động lòng, lại không muốn lỗ mãng mua máy từ Hong Kong, nên tìm Ái Đạt dò đường. Trương Khắc gật đầu. Được, chuyện này tao biết rồi, tao nghĩ hôm nay Thịnh Thanh chẳng rảnh nổi, hôm khác hãng nói. Đi ra ngoài sàn nhảy, vẫn thấy có người chờ đợi, còn bên trung tâm ẩm thực đã thưa thớt rồi. Trương Khắc lắc đầu nhìn đống hỗn độn dưới đất, đút tay vào túi đi về phía trung tâm ẩm thực. Thiệu Chí Cương, Thịnh Thanh, Ngô Thiên Bảo ngồi hút thuốc ở cửa vào, thấy Trương Khắc đỉnh đỉnh đi tới đều đứng cả dậy. Kéo Đỗ Phi tới làm thuyết khách, anh thì rảnh rỗi nhỉ. Trương Khắc ngồi xuống, bọn họ đều biết y là học sinh, không mời thuốc. Thịnh Thanh ngồi xuống theo, cười ngượng nói. Sợ nói ngay với Khắc thiếu gia thì thành quá đường đột. Trương Khắc nói với Thiệu Chí Cương. Mau sai người thu dọn đi, ngày mai định kinh doanh nữa hay không? Chúng tôi đang nói chuyện này đây, bên kia còn có bầy dê đang đợi. Ngô Thiên Bảo đánh miệng về phía sàn nhảy. Lần đầu tiên tôi thực lòng hy vọng người khác làm ăn thịnh vượng hơn mình. Ngô Thiên Bảo hy vọng đám nam nữ đi nhảy về sẽ ăn khuya. Trương Khắc cười. Từ nay vùng xung quanh đây sẽ bắt đầu trở nên náo nhiệt rồi, lão Thiệu chắc sẽ không nhàn rỗi hả? Tôi chuẩn bị kéo lão Thiệu nhập bọn làm đĩa. Thấy phản ứng của Trương Khắc rất bình đạm, Thịnh Thanh nói tiếp. Có điều thứ này chỉ nghe hai người Hong Kong nói như hát hay, còn cụ thể ra sao không rõ, nghe nói Khắc thiếu gia rất am hiểu thứ này. Nếu Thiệu Chí Cương thực sự nhìn ra được tiền cảnh của thị trường địa lậu, nói không chừng hắn sẽ động lòng, lúc này chưa chắc hắn muốn chen vào vũng nước đục. Ngô Thiên Bảo thấy Trương Khắc không đáp lời Thịnh Thanh, nói xen vào đỡ cho Thịnh Thanh khỏi ngượng. Khắc thiếu gia chắc đói rồi, tới cửa hàng của tôi nếm thử đồ lót dạ, rồi góp ý giúp tôi được không ạ? Trương Khắc chống đầu gối đứng dậy, đi về phía cửa hàng của Ngô Thiên Bảo. Thịnh Thanh và Ngô Thiên Bảo đoán không ra tâm tư của Trương Khắc, đều quay sang nhìn Thiệu Chí Cương. Thiệu Chí Cương chỉ cười, lời của Thịnh Thanh làm người ta nghe chẳng thoải mái tí nào, Trương Khắc rõ ràng có thể chiếm lấy mảnh đất dưới chân này, nhưng y lại bỏ qua, nào thèm để ý tới cái trò đĩa lậu. Liền phủi mông đứng dậy theo Trương Khắc. Ba người vào cửa hàng, thấy Trương Khắc đang ngồi ở bàn chính giữa, cầm thực đơn đọc món bảo Ngô Tôn viết lại. Trương Khắc gọi món xong, đưa thực đơn cho đám Thiệu Chí Cương, hai tay bàn tay đan vào nhau chống lên mặt bàn nói. Chuyện này có thể làm, nhưng làm thế nào đừng hỏi tôi. Thịnh Thanh ngại ngùng giải thích. Mấy ngày trước nghe lão Thiệu nói Ái Đạt sẽ sản xuất đầu đĩa, chúng tôi không dám cướp thịt của Khắc thiếu gia, chỉ kiếm chút canh. Anh cứ tới mà cướp thử xem. Trương Khắc cười. Muốn cướp thì phải cướp sớm còn có canh mà húp, muộn 1-2 năm, cẩn thận tới xương cũng bị người ta nuốt mất. Thịnh Thanh không biết đây là lời cảnh cáo thiện chí cả Trương Khắc nói đùa, nếu Trương Khắc không thích nói chuyện này, mọi người tất nhiên không nhắc tới nữa. Đang nói chuyện phiếm thì có bóng người xuất hiện ở cửa, Trương Khắc ngẩng đầu lên thấy cha, Đường Học Khiêm và Lưu Văn Bân đi vào, vội thu lại dáng vẻ đại ca, đi tới hỏi. Sao lúc này mọi người tới làm gì? Đường Học Khiêm chỉ y cười. Chẳng lẽ chỉ có cháu mới được tới đây chắc? Đám Thiệu Chí Cương cũng đứng lên chào, Trương Khắc liền giới thiệu ba người bọn họ. Chương 158, Thương nghiệp địa ốc. Trương Chi Hành liếc qua ba người Ngô Thiên Bảo, Thịnh Thanh, Thiệu Chí Cương, chỉ mỗi Ngô Thiên Bảo là có chút ấn tượng, nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu. Trương Khắc ở cùng với đám người này, ông cũng không bận tâm mấy. Hôm nay chỗ này thật náo nhiệt, ngay cầu Tứ Phượng cũng tắc rồi, dù thế nào cũng phải ăn khuya, cho nên đi qua xem còn có cái ăn không. Mọi người cùng ngồi ăn nhé. Trương Khắc hỏi. Đường Học Khiêm không hề câu nệ, ngồi xuống cạnh Trương Khắc. Thanh Thanh về rồi à? Bác tưởng nó ở cùng cháu. 9 giờ là cháu đã đưa cô ấy về rồi ạ. Lúc này Đỗ Phi ở cửa thò đầu vào, hắn thấy Đường Học Khiêm và Trương Chi Hành bên trong thì giật mình, kéo tay Thịnh Hạ định bỏ đi. Kia chẳng phải là thằng nhóc nhà Đỗ Tiểu Sơn sao? Đường Học Khiêm tinh mắt nhanh miệng gọi hắn lại. Đỗ Phi đành phải đi vào, Thịnh Hạ tất nhiên theo sau. Đỗ Tiểu Sơn lần này thuận lợi tiến vào thường ủy,
chắc Chu Phú Minh không ngờ Đỗ Tiểu Sơn và Đường Học Khiêm đã ngầm phối hợp với nhau rồi. Đường Học Khiêm và Trương Chi Hành tới đây không phải là thuận đường, mà nghe báo cáo nơi này rất náo nhiệt, dù sao đang muốn kiếm chỗ ăn khuya cho nên qua xem. Trương Khắc vốn định nói chuyện với Thiệu Chí Cương, nhưng lúc này đành cùng cha ăn xong rồi về nhà ngủ. Vài hôm sau mới từ chỗ Thiệu Chí Cương biết được Thịnh Thanh, Ngô Thiên Bảo đều muốn làm đĩa giả, còn Thiệu Chí Cương không định tham gia vào. Trung tâm ẩm thực khai trương thành công, đem sự phồn vinh của khu thương mại Tiền Môn kéo dài tới cầu Tứ Phượng. Thiệu Chí Cương lúc Trương không thuyết phục được Trương Khắc nuốt lấy mảnh đất của nhà máy cũ, nhưng hắn không bỏ hứng thú với địa ốc, có điều lúc này hắn thiếu vốn thúc đẩy địa ốc phát triển. Thiệu Chí Cương tìm Trương Khắc bàn việc này, nhưng Trương Khắc cảm thấy thời cơ chưa chín muồi. Trung tâm ẩm thực đã đi vào hoạt động, việc duy trì kinh doanh bình thường thì mỗi người làm chức trách của mình là được, không còn hạng mục tương tự khởi động, Thiệu Chí Cương thực sự trở nên nhàn rỗi. Song dù hạng mục cầu Tứ Phượng thu được thành công thì hiện giờ còn chưa tới thời cơ tiến vào ngành địa ốc, cơn bão tài chính Đông Nam Á vào năm 97, gây ảnh hưởng lớn nhất với kinh tế trong nước chính là ngành địa ốc, nhưng do ngành chế tạo các nước Đông Nam Á bị đả kích thảm liệt, lại đem tới thời cơ phát triển cho ngành chế tạo trong nước. Nhắc tới thương nghiệp địa ốc, Trương Khắc luôn muốn lấy danh nghĩa Cẩm Hồ mua mấy tòa trạch viện ở Sa Điền, thấy Thiệu Chí Cương rảnh rỗi không có việc để làm, lại hứng thú với địa ốc, liền ủy thác hắn cùng Hứa Hồng Bá xử lý việc này. Ngõ Đan Tỉnh, phố thị nằm giữa lòng Sa Điền, cũng là khu vực trung tâm của Hải Châu thời xưa, khi đó có nhiều quan lại nhà giàu cư ngụ, ngõ Đan Tỉnh gọn gàng bằng phẳng, hai bên rất nhiều đại trạch viện, những cây cổ thụ che kín cả ngõ. Mỗi một trạch viện hiện nay phân chi 3-4 hộ ở, nếu an phận cư ngụ còn đỡ, nhưng người trong nước tư tưởng phân tường tách ngõ rất nặng, thường tự dựng tường ngăn, phá tường trạch viện làm cửa, làm học hết bố cục của trạch viện. Thiệu Chí Cương ở Hải Châu giao du rất rộng, Hứa Hồng Bá là danh nhân dân gian, bọn họ đại biểu Cẩm Hồ tới ngõ Đan Tỉnh tìm mua đại trạch viện, tức thì tin tức truyền khắp Hải Châu, tới ngay Trương Chi Phi cũng chạy tới hỏi cháu xem chuyện đó là thế nào. Lúc này tin tức chính phủ muốn khởi động kế hoạch cải tạo khu thành cổ Sa Điền cũng truyền đi, hơn nữa có nhiều phiên bản khác nhau, người nói sẽ phá bỏ toàn bộ Sa Điền, người nói giữ lại vùng phía đông, phá phía tây, người lại bảo phá dần từ phía tây sang phía đông. Đường Học Khiêm cũng chẳng hay biết gì, tin tức với ông ta cũng rất đột ngột, ảnh hưởng lại lớn, song không tiện hỏi thẳng Tạ Vãn Tình, liền bảo Trương Chi Hành thăm dò Trương Khắc, làm rõ mục đích của Cẩm Hồ. Nếu không đi ngược nguyên tắc, thành phố sẽ phối hợp, nhưng không thể để thành phố bị động như vậy. Bản phương án trước đó Hứa Hồng Bá đưa lên thành phố không được thông qua, dự toán khổng lồ như vậy, ngay cơ hội đưa lên cuộc họp chính phủ thảo luận cũng không có. Trương Khắc tất nhiên không làm bại lộ ý đồ giữ lại khu Đông Sa Điền của y, huống hồ hành động lần này của y không vẻ vang lắm, khả năng sẽ phải hy sinh người khác, thậm chí làm thương nghiệp địa ốc rơi vào cảnh hỗn loạn, nhưng Trương Khắc thấy vì quần thể kiến trúc có ý nghĩa như thế, hy sinh là cần thiết. Huống hồ có phải hy sinh lợi ích của y đâu. Trương Chi Hành không có được bất kỳ tin tức nào hữu dụng ở chỗ con trai. Cuối tháng 4, khi cùng nhau ăn cơm, Đường Học Khiêm hỏi thẳng Trương Khắc việc này. Trương Khắc chỉ nói, vùng phía tây Sa Điền phá bỏ, giữ lại khu phía đông, đây là phương án kiêm cố cả sự phát triển của Tiền Môn lẫn giữ lại sự đặc sắc của Hải Châu. Đường Học Khiêm khẽ thở dài. Đâu dễ như thế được, Hứa Hồng Bá đề xuất phải giữ lại khu vực từ ngõ Đan Tỉnh về phía đông, dự toán là 1 tỷ, đây không phải là chuyện bác nói mà định đoạt được, thành phố lấy đâu ra tiền, nên vấn đề này trì hoãn không thảo luận. Thành phố chỉ có thể trọng điểm bảo hộ một số kiến trúc văn vật. Nói vậy là phải dỡ bỏ hết ạ. Trong tay Cẩm Hồ có 2 tòa trạch viện, cho dù có phá bỏ cũng có bồi thường, không tiếc. Gần như thế, sắp đưa ra thảo luận công khai rồi. Vậy phá hết cho xong, Hải Châu có bao nhiêu kiến trúc đặc sắc như thế, không nhất định phải giữ lại khu Sa Điền. Trương Khắc nói thản nhiên như không. Muốn phá thì phá thật nhanh, khu đó rách nát quá rồi, nhanh nhất là phá từ giữa Sa Điền phá ra, đem toàn bộ mảng phía tây Sa Điền liệt vào kế hoạch phá bỏ. Phá sạch 2 mảng đông tây. Đường Học Khiêm đương nhiên cũng hy vọng như thế, nhưng lắc đầu nói. Làm thế rất khó, phía tây Sa Điền đã có 7-8 nghìn hộ. Bác, giá đất cầu Tứ Phượng trong 4-5 tháng đã tăng lên mấy lần. Thương nhân là những người mẫn cảm nhất, phía tây Sa Điền kề sát Tiền Môn, chỉ cần thành phố hạ quyết tâm, ai dự đoán được nơi đó sẽ thu hút được bao nhiêu đầu tư. Không được thì chọn một miếng đất bên phố thị thử xem phản ứng của bên ngoài ra sao. Nơi đó là chỗ tệ nhất của mảng Tây Sa Điền, xem thương nghiệp địa ốc rốt cuộc có ma lực lớn thế nào.
Đường Học Khiêm đâu ngờ đây là cái bẫy của Trương Khắc, y sẵn sàng để thương nghiệp địa ốc rơi vào định trệ để giữ lấy khu vực Đông Sa Điền. Việc cải tạo nhà xuống cấp vốn là chuyện tốt, suốt thập niên 80, tư tưởng chủ đạo của cải tạo thành cổ là phá ở đâu xây ở đó, làm điều kiện nhà ở được cải thiện đáng kể. Tới thập niên 90, Thượng Hải cải tạo khu thành cổ Phổ Tây, phá bỏ toàn bộ nhà cũ ở trung tâm, rồi bố trí khu định cư bên ngoài thành, bố trí người dân. Mô hình Thượng Hải được quốc gia đề xướng các nơi đua nhau học theo, nhưng thập niên 90 không có tòa thành thị nào có thực lực tài chính sau khi phá bỏ thành cũ xây thành mới như Thượng Hải, cho nên thường thường là phá mà không xây, chuyển thành trả tiền mặt bồi thường, hoặc là chọn khu vực xa thành phố xây khu nhà tái định cư kém chất lượng đuổi người dân không mua nổi nhà trong thành phố ra đó ở. Thế là người dân thành phố cực sợ giải tỏa, vì chút tiền bồi thường đó chênh lệch nhà nhà đất rất xa. Đặc biệt một số lãnh đạo thành phố muốn mời gọi đầu tư tới phát điên, đám thương nhân và nhà tư bản trong mắt bọn họ là tài thần và cứu tính, để bản thân vừa thu được lợi ích lại vừa có chính thích. Có lãnh đạo uy hiếp cả phía dưới ai làm nhà đầu tư bỏ chạy tôi hỏi tội người đó, ai làm khó chính phủ chơi khó lại người đó v.v.v. Bởi thế chỉ cần đám thương nhân nhìn chúng miếng đất nào, là lãnh đạo sốt sắng làm tiểu tốt cho chúng, vận dụng quyền lực trong tay, cưỡng ép người dân nơi đó giải tỏa. Thương nhân địa ốc thì cười toét miệng, người bị giải tỏa khóc không ra nước mắt, còn lãnh đạo thì coi đó là chính thích, đem ra khoe khoang. Đường Học Khiêm kháng cự không nổi sự dụ hoặc của kiến thiết thành phố mới, chính thích của quan viên địa phương ít khi tính sao cho ngang bằng lợi ích của người dân, cho dù là Đường Học Khiêm cũng không phải ngoại lệ. Trương Khắc luôn ghét cái lối suy nghĩ vì kiến thiết thành thì mà hy sinh lợi ích một bộ phận là có thể chấp nhận được, vì hy sinh cũng chẳng tới đầu nhân viên công vụ quốc gia. Cho nên suy nghĩ vì đại cục hy sinh lợi ích số ít chiếm thượng phong tranh thành phố, bởi bọn họ không cảm nhận được nỗi đau cắt thịt đó. Ngồi đối diện với Đường Học Khiêm, Trương Khắc nghĩ chắc ông ta cũng không cảm thụ được thống khổ bị xua đuổi. Trương Khắc thì biết, cha sau khi từ chức ở thành phố về viện sư phạm không an bài chỗ ở, khi đó trong nhà còn có chút tích góp, liền mua một căn nhà ở Sa Điền, tới năm 97 cải tạo thành cũ. May mà được chú tiếp tế, nếu không khi ấy cha bị đuổi khỏi viện sư phạm, chẳng biết gia đình sẽ rơi vào thảm cảnh thế nào. Tuy chỉ sống ở Sa Điền 2 năm ngắn ngủi, nhưng tình cảnh người bị giải tỏa xung quanh khi ấy Trương Khắc đều hiểu rất rõ, lại thêm vào quốc sĩ làm ăn sa sút vô số công nhân mất việc, một số gia đình rơi vào cảnh thê thảm vô cùng. Đây không chỉ là vấn đề bảo hộ thành cổ nữa, dù Hải Châu có kiến thiết thành phố đẹp đến đâu cũng không thể lấy nỗi đau giải tỏa cả vạn hộ dân làm cái giá. Nếu Đường Học Khiêm muốn thử giải tỏa, Trương Khắc sẽ kéo chân ông ta, bất kể đó là cha của Đường Thanh. Đường Học Khiêm không rõ toan tính của Trương Khắc, lời của y làm ông ta khá động lòng. Sự thành công của trung tâm ẩm thực khiến sự phồn vinh của Tiền Môn lan tới cầu Tứ Phượng, đặc biệt giá cho thuê đắt đỏ của trung tâm ẩm thực khiến thành phố chú ý cao độ, đất đai có giá trị đâu chỉ giới hạn ở Tiền Môn. Điều này làm Đường Học Khiêm nhìn thấy hy vọng mau chóng cải tạo thành cổ Sa Điền. Dù trí tuệ như Đường Học Khiêm cũng không thể tưởng tượng hết được tính phức tạp của tình hình. Thập niên 90, những công ty giải tỏa đều thuộc về quốc hữu, Trương Khắc còn nhớ có một công ty giải tỏa có đơn vị chủ quản là Cục Văn hóa, thế là công ty đó không chút thương xót đem rất nhiều kiến trúc vốn được Cục Văn hóa bảo hộ phá bỏ. Chi phí giải tỏa thành phố trả vốn đã không đủ, lại bị các công ty giải tỏa quốc hữu đó ăn chặn, khi đó lợi nhuận của các công ty giải tỏa quốc hữu khiến công ty giải tỏa tư nhân hít bụi. Lợi nhuận cực lớn bị chặn lại ở công ty giải tỏa, tiếp đó thông qua thủ đoạn đầu tư danh mục rối rắm, di chuyển tới nơi khác. Đường Học Khiêm có khả năng phá vỡ hệ thống quan liêu Hải Châu không? Trương Khắc nghĩ, còn lâu. Về điểm này, Hứa Hồng Bá ở trong dân gian có nhận thức khá sâu sắc, đương nhiên, chỉ dựa vào điều đó mà muốn ngăn cản Đường Học Khiêm tạm thời giảm bớt tốc độ cải tạo Sa Điền là không thể, dù sao không chỉ Đường Học Khiêm, những người khác trên thành phố cũng chỉ nhìn thấy cái lợi của cải tạo thành cổ. Mà không nhìn thấy tệ nạn, càng không thừa nhận thành phố không có khả năng ngăn cũng không thèm chặn tệ nạn phát sinh. Trương Khắc đem hướng suy nghĩ của Đường Học Khiêm về tư bản thương nghiệp có thể nói là dụng tâm nham hiểm, chỉ cần sau này Hứa Hồng Bá không để lộ ra, Đường Học Khiêm sẽ không thể nhìn ra được điều gì. Và lại Trương Khắc làm như thế cũng là để Đường Học Khiêm sau này có cơ hội bù đắp, không tới mức hối hận suốt đời. Bất kể xuất phát từ suy tính gì, thành công của cầu Tứ Phượng rất dễ dẫn dắt suy nghĩ của thành phố lọt vào bẫy của Trương Khắc. Thành phố thiếu tiền, giá trị đất đai khu vực trung tâm làm mắt người ta tỏa sáng, tin đồn cải tạo Sa Điền lan đi, chính hợp tâm tư những người này,
đem toàn bộ xa điền ra cải tạo, sẽ kiếm chắc được bao tiền. Dưới bối cảnh này, đề nghị của Trương Khác trong mắt Trương Khác là phương pháp ổn thỏa, mặc dù ông ta càng hy vọng bắt đầu từ khu vực gần tiền môn mở rộng dần sang phía đông, nhưng đôi khi ý kiến của thị trưởng cũng ở thế yếu. Chỉ là đưa ra phương thức này, thành phố sẽ có rất nhiều ý kiến. Sự cuồng nhiệt của cầu Tứ Phượng làm rất nhiều người không ý thức được nguy hiểm ở Sa Điền, cũng không một ai nghiêm túc suy nghĩ quy mô thương nghiệp của Hải Châu có năng lực một lần tiêu hóa hoàn chỉnh được giải thương nghiệp 1.000 km vuông phía tây Sa Điền hay không. Cả Trương Chi Phi, Thiệu Chí Cương đều hăm hở, bọn họ tìm Trương Khác thảo luận chuyện này, Trương Khác không tỏ thái độ, bằng vào thực lực của bọn họ, không thể để thành phố yên tâm giao mảnh đất đó cho bọn họ thí điểm, bao gồm khai phát hậu kỳ, thành phố càng hy vọng dẫn tiễn được tài chính bên ngoài hơn. Tóm lại bọn họ muốn nỗ lực thì tùy bọn họ, thèm khát cũng đâu phải chỉ có hai bọn họ, có điều hành động thần tốc nhất là tập đoàn Cẩm Thành. Cẩm Thành dùng sách lược mà khi đó được coi là ổn thỏa nhất, bọn họ tìm tập đoàn địa ốc Tân Thành ở Tân Gia Pha xưa nay luôn có quan hệ hợp tác với Cẩm Thành, hai công ty liên hợp lại với nhau mua đất, điều này phù hợp với đường lối mời gọi đầu tư của thành phố, yêu cầu thành phố cấp ưu đãi trong phí chuyển nhượng rất đai. Hành động tốc độ của Cẩm Thành làm Trương Khác hoài nghi bọn họ phải chăng nhắm vào Sa Điền từ rất lâu, trong lòng không khỏi suy nghĩ, nhà họ Vạn và Chu Phu Minh thỏa hiệp, chẳng lẽ là do Triệu Cẩm Vinh ở giữa làm trung gian? Khi Trương Khác thấy Cẩm Thành và Tân Thành liên hợp thành lập công ty địa ốc Cẩm Thành, gần như có thể khẳng định địa ốc Cẩm Thành chỉ có cái danh hợp doanh thôi, thực tế là hoàn toàn là của Triệu Cẩm Vinh. Trương Khác từ trên chiếc Audi bước xuống, giao chìa khóa xe cho Chu Văn Bân. Tôi ngứa tay muốn lái xe thì anh phải kiên quyết ngăn cản, nếu không tôi sẽ đuổi anh khỏi Cẩm Hồ. Chu Văn Bân mặt mày đau khổ nói. Nếu cậu ngứa tay mà tôi kiên quyết ngăn cản, cậu tức mình đuổi việc tôi ngay tại chỗ thì sao? Điều này cũng đúng. Trương Khác ủ rũ nói. Xem ra muốn bỏ thói quen xấu không thể dựa vào người khác được. Trên đại hội đại biểu nhân dân, Vạn Dũng trúng tuyển làm phó thị trưởng, lúc đó Trương Khác đang trên đường tới Ái Đạt thì nhận được điện thoại của cha. Chu Phú Minh vừa mới mở cuộc họp thường ủy xác định công tác phân quản của Vạn Dung, đây là cục diện Trương Khác không muốn thấy nhất, không còn tâm tư tới Ái Đạt nữa, bảo Chu Văn Bân lái xe về nội thành, tới gần Tượng Sơn mới nghĩ giờ về thành phố thì làm được cái gì, nên xuống xe hít thở không khí. Hứa Tư từ ghế sau đi xuống, thấy Trương Khác ôm đầu nhăn nhó, chẳng biết y đang đau đầu việc gì. Nhưng nhìn Trương Khác nhăn mặt làm cô thích khó diễn tả thành lại, nhoẻn miệng cười. Tô Tân Đông muốn tới Huệ Sơn đàm phán công việc, tôi thấy anh đưa anh ta tới đó tốt hơn. Trương Khác thấy thời tiết hôm nay tốt như vậy, không thể để tin tức xấu làm ảnh hưởng tới tâm tình, hiếm khi Hứa Tư cũng ở bên cạnh, liền kiếm cớ đuổi Chu Văn Bân đi. Chu Văn Bân thấy phụ cận không có taxi đi qua, hỏi. Vậy cả hai trở về thế nào? Chuyện của Tô Tân Đông quan trọng hơn, anh đưa chúng tôi tới trạm xe buýt là được. Đợi khi Chu Văn Bân đưa Trương Khác và Hứa Tư tới trạm xe buýt gần nhất lái xe rời đi, Trương Khác hậm hực oán trách. Tên tiểu tử này thật đáng ghét, ngày mai phải đuổi việc hắn, thế này hại chúng ta đi biết bao nhiêu đường đất. Thôi không về nữa, chúng ta đi leo núi. Buổi chiều tiết trời ấm áp, ánh nắng chan hòa, đi leo núi đúng là hoạt động không tệ, nhưng Chu Văn Bân nhất định đưa bọn họ tới trạm xe buýt cách đó 1 km mới yên tâm rời đi. Cậu thật giống một bạo chúa. Hứa Tư nhìn núi xanh rừng ngát đằng xa, không từ chối lời rủ rê của Trương Khác. Chẳng phải vì quan tâm tới chị sao? Chị đi giày cao gót, đi đường không thuận tiện. Chỗ này đất lạ người thưa, Trương Khác thoải mái ngắm nhìn đôi mắt Hứa Tư, mỗi lập nhìn sâu vào đó luôn đem lại cho Trương Khác trong đó chan chứa tình cảm. Tôi nói chuyện cậu lái xe kia, cậu đang lo lắng điều gì? Chương 159, sắp rồi. Trương Khác vắt tay sau đầu, y rất thích tư thế này. Cơ thể giãn ra, rất thoải mái. Vạn Dũng lên làm phó thị trưởng rồi, còn phân quản giao thông, đám hoàn khố thích nhất là làm việc không phải kiêng dè gì, lái xe hay không chẳng sao cả, giống như chúng ta đứng ở đây có đi tới đường đối diện hay không cũng thế, nhưng nếu có một hàng rào ngăn giữa đường, cấm chỉ đi sang phía đối diện, cảm giác đó vô cùng khó chịu. Hứa Tư nghĩ một lúc rồi nói. Chẳng hiểu cậu nói gì, không có chúng ta tới thì chúng ta đi đường khác. Trong mắt cô, Trương Khác mặc dù không thể tính là điển hình tuân thủ pháp luật, nhưng cũng không phải hạng hoàn khố ngạo ngược, thường ngày y ít khi chạm vào vô lăng. Mong muốn của chị thật đơn giản. Trương Khác nhún vai, tiếp tục nói. Đâu có đơn giản là không thể lái xe. Vạn Dung phân quản xây dựng thành phố, giao thông, nhà ở rõ ràng là hắn và đám Triệu Cẩm Vinh,
Chu Phú Minh xoắn chặt vào nhau, đây là cục diện tệ nhất mà em nghĩ tới, chị nói xem không đau đầu mà được sao? Tôi làm sao biết cậu lôi chuyện đi xa như vậy? Hứa Tư lườm Trương Khác một cái, cô chẳng quan tâm mấy chuyện chính trị. Thành phố sẽ lấy một mảnh đất ở Sa Điền để thí điểm, tiếp đó sẽ tổ chức giải tỏa quy mô lớn. Trương Khác giải thích, đó chính là mảnh đất mà Triệu Cẩm Vinh nhìn chúng, hôm nay thường ủy họp, Chu Phú Minh xen vào công việc nội bộ chính phủ, giao cho Vạn Dũng phân quan công tác xây dựng thành phố, quản lý phòng ốc, tài nguyên quốc thổ, ý đồ của bọn chúng còn chưa rõ sao. Vậy các thường ủy khác cũng đồng ý sao? Chị nói tới Đường Học Khiêm hả? Ông ta đương nhiên không phản đối, Vạn Dũng leo lên, ghế để chống lại rõ ràng là để lại cho ông ta. Các phó thị trưởng chửi mắng om sòm là cái chắc, Phương Hoành Thanh thế nào cũng nhảy ra chửi, xây dựng thành phố vốn là canh trong bát của ông ta, hiện giờ sắp cải tạo Sa Điền, nhìn Vạn Dũng cướp mất một miếng thịt ngon lành, ông ta không nổi trận lôi đình hay sao? Thả địch một bước, nhưng khiến chính phủ càng đoàn kết kháng địch, Đường Học Khiêm tất nhiên đã có suy tính cả đấy. Hứa Tư khẽ buông một tiếng thở dài, cô chẳng muốn nói chuyện đấu tranh gian trá ở thành phố, nghi hoặc hỏi. Thành phố đã phái người tới phố Tị đo đạc rồi, mọi người nghe nói giải tỏa đều rất hưng phấn, sao cậu lo lắng như thế? Làm chủ ai cũng lương thiện như em thì thiên hạ đã thái bình rồi. Trương Khác nói không biết ngượng mồm. Giờ thì hưng phấn, nhưng đợi phương án giải tỏa đi ra bọn họ chỉ có khóc. Hứa Tư nhìn Trương Khác lúc nói lời này không có nụ cười bất cần đời thường trực trên môi, mà thay vào đó là ưu tư tang thương thi thoảng mới xuất hiện, những lúc như thế Trương Khác làm càng nội tâm cô sao động. Trương Khác và Hứa Tư sóng vai đi trên con đường rợp bóng cây, hôm nay không phải cuối tuần, thỉnh thoảng mới có xe chạy qua, Trương Khác thong thả đem tệ nạn việc giải tỏa ở nơi khác cho Hứa Tư nghe. Hứa Tư càng nghe càng sợ, kéo tay Trương Khác hỏi. Những người như ba cậu không định ra được chính sách giải tỏa cho tốt sao? Trương Khác đưa tay ôm eo Hứa Tư, cười chua chát. Chính sách tốt cần tài chính hùng hậu chống đỡ, khi giải tỏa, khó lo chu toàn được. Huống hồ Đương Học Khiêm đấu nổi tam giác sắt Chu Phú Minh, Vạn Dũng, Triệu Cẩm Vinh không? Bọn họ dương cao ngọn cờ mời gọi đầu tư đấy. Vậy phải làm sao đây? Hứa Tư lo lắng. Nhà tôi và nhà Phi Dung đều ở bên đó. Nói nhà chị là nhà chị kéo cả Trần Phi Dung vào làm gì? Nhà chị thuộc đợt quy hoạch thứ hai, giờ nói còn sớm, và lại chị lo lắng cái gì? Vào công viên Tượng Sơn, tìm bãi cỏ hướng về ánh mặt trời ngồi xuống, hưởng thụ ánh mặt trời buổi chiều, từ triền dốc có thể nhìn thấy tiểu giang sóng nước lăn óng ánh, còn cả điện tử Ái Đạt cách đó không xa. Trấn Ích Long chẳng có quần thể kiến trúc liền mạch, Ái Đạt dù quy mô nhỏ, nhưng nhìn một cái vẫn thấy được. Trương Khắc nghiêng đầu qua, thấy Hứa Tư đang trầm ngâm, ghé tới hôn lên cánh môi mỏng ướt của cô, nói. Đừng lo, chuyện rất phức tạp, bọn chúng không dễ thành công đâu. Tôi không lo cho nhà mình, nhưng Sa Điền có rất nhiều công nhân mất việc nếu giải tỏa xong không an bài thỏa đáng thì sao? Điều em không muốn chị lo là cái đó. Trương Khắc nâng khuôn mặt ưu sầu của Hứa Tư, cười tự tin. Không phải còn có em sao, em sẽ không cho bọn chúng đắc ý đâu. Mặc dù bãi có không có ai, nhưng không chừng có du khách đi qua, hơn nữa Hứa Tư không quen giữa ban ngày ban mặt cùng Trương Khắc thân mật như thế, nhưng Trương Khắc cố chấp ôm mặt cô. Hứa Tư ngây ngất trong sự báo đạo vô lý của y, đành nhắm mắt lại, mặc ho Trương Khác muốn làm gì thì làm. Tới lúc phải về rồi, Trương Khác và Hứa Tư ra cửa công viên bắt taxi về thành phố, tới Tân Hải Thông, thấy chiếc Audi đỗ dưới sân, Hứa Tư thắc mắc. Không phải Chu Văn Bân chở giám đốc Tô đi Huệ Sơn làm việc sao? Trương Khác cười khì. Không đuổi anh ta đi, chẳng lẽ dẫn anh ta đi leo núi cùng chúng ta? Hứa Tư vung nắm đấm nhỏ thụi cho y một cái. Đi vào thang máy, thấy xung quanh không có ai, Trương Khác không kìm được, kéo Hứa Tư vào lòng khinh bạc, ai biết được tới tầng kế cánh cửa có đột nhiên hay không, tim Hứa Tư cứ đập thình thịch, tới tầng 18 mới thở phào, hậm hực đá cho y một cái. Vào văn phòng, thấy Chu Văn Bân ngạc nhiên nhìn, Trương Khác ra tay trước. Anh không đưa giám đốc Tô tới Huệ Sơn à? Chu Văn Bân liếc nhìn Hứa Tư đằng sau, giả hồ hồ nói thuận theo ý Trương Khác. Giám đốc Tô đột nhiên không cần đi nữa. Máy mẫu của Ái Đạt ra rồi, ông ấy hỏi Khác thiếu gia lúc này rảnh tới xem qua. Tô Tân Đông thật đúng là, trong điện thoại không nói, chẳng lẽ muốn cho tôi một niềm vui bất ngờ. Nghe tin này bao nhiêu bực dọc trước đó vì Vạn Dung lập tức quét sạch, Trương Khác mừng rỡ nói. Giám đốc Tạ đâu, anh đi gọi giám đốc Tạ đi, chúng ta cùng tới Trấn Ích Long. Hơn 3 tháng trời chỉ đợi ngày hôm nay,
điện tử ái đạt cuối cùng đã tới lúc dương danh thiên hạ rồi. Tạ Vãn Tình trước giờ chẳng có thời gian quan tâm tới chuyện ái đạt, nhìn Trương Khắc hỏi. Em và Hứa Từ buổi chiều chẳng tới Trấn Ích Long rồi còn gì, sao giờ lại tới nữa? Trương Khắc vỗ gáy, con người ta hưng phấn lên dễ quên, ngớ ra một chút rồi bịa bừa. Em có chuyện đột xuất nên chuyến đi không thành, hiện giờ chạy tới còn kịp ăn tối. Hứa Từ không trấn tĩnh được như Trương Khắc, quay đầu nhìn ra ngoài. Chị Hứa Từ, chị gọi cả chị Tương theo nhé. Trương Khắc nói xong nhấc điện thoại lên bấm số. Chú Tống, cháu Trương Khắc đây, ái đạt hôm nay ra máy mẫu, chú có rảnh tới chỉ đạo một chút được không? Từ lúc Diệp Kiến Bân rời khỏi Hải Châu, Tống Bồi Minh bấm ngón tay tính đã hơn một tháng rồi, Trương Khắc không chịu tiết tình hình cụ thể của ái đạt, rồi sau đó Diệp Kiến Bân có tiếp xúc với ái đạt hay không cũng không rõ, nhưng ông ta vẫn sai thư ký đi thu thập tin tức. Tống Bồi Minh nói, ở quảng trường quốc tế đã có 3-4 loại đầu đĩa rồi, động tác của ái đạt hình như không nhanh lắm. Đúng đấy ạ, hiện giờ mới có 3-4 loại, mấy tháng nữa chú sẽ thấy 30-40 loại, xưởng sơn trại. Xưởng làng bản ở Quảng Đông 2 tháng đã có thể đưa ra sản phẩm rồi, cháu mất 3 tháng mới có cái máy mẫu, đúng là quá chậm, làm chú Tống mất mặt rồi, hay chú tới giáo huấn cháu một trận. Cái đạo lý mài đao không lỡ việc trẻ củi, cậu tưởng tôi không hiểu sao? Tống Bồi Minh cười ha hả. Mấy cái xưởng ở Quảng Đông chỉ vội tiến vào kiếm tiền, cho nên tốc độ ra hàng nhanh, chất lượng làm sao ra hồn được. Thị trường đầu đĩa đem lại lãi lớn, một bộ máy bán được hơn 4.000. Hiện giờ chỉ cần 2.000 là miễn cưỡng có thể lắp được một cái, ai mà chẳng thèm chứ ạ. À? Trương Khắc không dườm lời với Tống Bồi Minh, thấy Hứa Từ và Tương Vi đi vào, liền đặt máy xuống, phóng xe tới thẳng Trấn Ích Long. Chương 160, đi vay. Buổi chiều, Tô Tân Đông và Đinh Hoè vốn định làm Trương Khắc bất ngờ, rẻ đâu y dừng xe giữa đường, chỉ bảo Chu Văn Bân tới. Không biết Trương Khắc có việc gì, đành kiềm chế hưng phấn, còn định ăn mừng trong nội bộ trước. Không ngờ sắp hết giờ thì nhận được điện thoại Trương Khắc sắp tới. Trương Khắc và Tống Bồi Minh chân trước chân sau tới nhà máy, lên thẳng phòng kỹ thuật. Máy mẫu trông vẫn rất xấu. Đinh Hoè đích thân biểu diễn công năng của máy cho nhóm Trương Khắc xem, tiếp đó đem so với máy đã có trên thị trường, kiểm tra công năng và chất lượng. Máy mẫu so với hai sản phẩm của Tam Tinh và Vạn Yến còn tốt hơn. Tam Tinh của Hàn Quốc cũng đã đi trước đưa ra đầu đĩa, để kịp thời cơ. Tam Tinh mô phỏng kỹ thuật cả Vạn Yến, chất lượng vẫn không ổn định. Mặc dù Tam Tinh không đưa máy ra thị trường sớm nhất, nhưng bọn họ lợi dụng ưu thế thương hiệu, lập tức chiếm lĩnh thị trường, lượng tiêu thụ hơn Vạn Yến mấy lần. Tam Tinh, Samsung. Tống Bồi Minh không hiểu mấy thứ kỹ thuật lắm, nhưng ông ta biết Trương Khắc kéo mình tới đây không phải để giảng giải kỹ thuật. Trên đường đi ăn tối, ông ta kéo Trương Khắc vào xe của mình, hỏi. Thấy các cậu có vẻ tự tin lắm, nói đi. Khu có thể giúp được gì? Thiếu tiền ạ. Trương Khắc giang tay ra. Máy mẫu đưa ra, dây chuyển sản xuất ban đầu phải thay đổi một ít, quan trọng là mua sắm thiết bị, ít nhất cần 500 vạn nữa mới nhìn thấy sản phẩm thực sự. Không phải Thịnh Hâm đưa ra 500 vạn sao, vì sao cậu không hợp tác với họ? Về sau Thịnh Hâm nâng lên 1.000 vạn rồi. Trương Khắc khẽ lắc đầu. Bằng vào 1.000 vạn mà muốn lũng đoạn thị trường Hoa Đông. Không có cửa đâu, cháu đương nhiên không đồng ý. Tống Bồi Minh giật mình. Cậu lộ bài cho tôi đi, ái đạt rốt cuộc có thể làm lớn tới đâu mà 1.000 vạn không làm cậu thỏa mãn. Cháu nói rồi hiện giờ thị trường chỉ có 3-4 loại máy, vài tháng nữa là 30-40 loại, tới năm sau còn khó tưởng tượng hơn, ái đạt chỉ riêng kỹ thuật đã đầu tư 400 vạn rồi, chú Tống cho rằng cháu muốn làm lớn chừng nào. Tống Bồi Minh cẩn thận hỏi. Khu sai người chuyên môn phân tích thị trường. Cho rằng 2-3 năm nữa đầu đĩa sẽ vượt qua đầu video, cậu cho rằng khả năng này lớn chừng nào? Trương Khắc nói chắc nịch. Không cần 2-3 năm, tới năm sau không vượt qua, cháu bưng trà nhận sai với chú Tống. Quy mô thị trường đầu video hiện giờ có chừng 4 tỷ. Chú Tống tìm hiểu thật kỹ, cháu biết mấy con số này, không cần chú nhắc đâu. Vậy 500 vạn với ái đạt tựa hồ còn xa mới đủ. Ái đạt muốn năm sau có thị trường đạt tới 4 tỷ. Thì 5.000 vạn cũng chỉ thử chút ít đừng nói là 500 vạn, Tống Bồi Minh tuy không nói là tinh thông kinh tế, nhưng kiến thức thông thường vẫn rõ. 500 vạn chỉ là ứng phó nhu cầu bức thiết, có số tiền này mới có thể thực sự làm ra sản phẩm rồi có thể xoay sở tiền từ thị trường. Thịnh Hâm lần trước không phải là vở kịch cậu diễn cho tôi xem chứ hả? Trương Khắc muốn ngửa mặt lên trời cười thật lớn,
đại khái Tống Bồi Minh cũng cảm thấy nghi ngờ như vậy là quá cẩn thận. Điều kiện vay ngân hàng rất nghiêm ngặt, thủ tục phức tạp, 500 vạn tôi có thể bảo cục tài chính giúp cậu, nhưng có một điều kiện. Trương Khác biết hiện giờ xí nghiệp tư doanh vay ngân hàng khó mức nào, muốn có tiền ngay phải đi đường tắt mới được. Tống Bồi Minh trực tiếp lấy danh nghĩa khu cấp tiền là con đường ngắn nhất, nhưng ông ta phải gánh nguy hiểm kha khá, Ái Đạt thành công, ông ta có sản nghiệp có thể nâng đỡ cả khu, nếu thất bại, Tống Bồi Minh phải gánh vác một phần trách nhiệm. Cháu có thể làm gì? Trương Khác bình tĩnh nhìn Tống Bồi Minh. Tôi hy vọng Ái Đạt nâng đỡ xí nghiệp linh kiện trong khu thành Nam. Tống Bồi Minh đưa ra quyết định lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Nếu miếng bánh đã lớn như thế, khu thành Nam đương nhiên hy vọng được cắn miếng to hơn. Nếu các xí nghiệp đó làm đĩa lậu khu thành Nam còn có miếng bánh to hơn nữa, nhưng thứ này không thể đem ra ngoài nói được, Trương Khác hàm hồ đáp. Những phụ tùng không quan trọng, mua ở phụ cận cũng có thể giảm giá thành. Ăn tối ở Trần Ích Long xong, Tống Bồi Minh rời đi, lúc này đám Tạ Vãn Tình mới biết trên đường tới nhà hàng, Trương Khác đã giải quyết xong chuyện vay tiền với Tống Bồi Minh. Tạ Vãn Tình nói, nếu điện tử Ái Đạt thiếu tiền, Cẩm Hồ có thể điều lâm thời cho em mấy trăm vạn. Cẩm Hồ phải đồng thời bao thầu 4 nhà máy, tài chính đã giật gấu vá vai rồi, chưa tới lúc vạn bất đắc dĩ, em nghĩ mình vẫn có vài biện pháp. Trương Khác từ chối. Khi Cẩm Hồ sáng lập dùng quỹ gia tộc họ Tạ, Cẩm Hồ có nghĩa vụ công khai tài chính với chính thái, em tạm thời chưa muốn chính thái chú ý tới Ái Đạt. Tạ Vãn Tình cười áy náy, có thể thấy Trương Khác mang thỉnh kiến rất sâu với nhà họ Tạ. Vậy vì sao em lại từ chối tài chính bên phía Thịnh Hâm? Lợi nhuận tiền kỳ của đầu đĩa rất lớn, do trở ngại tiến vào không cao, sẽ có rất nhiều xí nghiệp chen tới, từ đó khiến lợi nhuận sụt giảm mau chóng, không có nhiều lợi nhuận tiêu hao cho hệ thống truyền tiêu đa cấp. Hơn nữa Ái Đạt muốn mở rộng sản xuất, làm thị trường lớn, không phải 1.000 vạn có thể giải quyết được, Thịnh Hâm muốn hợp tác với chúng ta cũng được, nhưng không thể lũng đoạn thị trường Hoa Đông, chuyện cụ thể em sẽ còn gặp Diệp Kiến Bân trao đổi. Tạ Vãn Tình mỉm cười. Em luôn làm những chuyện nằm ngoài dự liệu của người ta, Cẩm Hồ có thể làm được gì không? Thứ nhất mong chị Tương giúp theo dõi chuyện vay tiền, tài chính của Ái Đạt cạn sạch rồi, đang đợi gạo vào nồi đây. Tương Vi mắt tròn xoe. 400 vạn mà chỉ làm ra được cái máy mẫu. Tương Vi nói như thế, Đinh Hòe và Tô Tân Đông xấu hổ hết sức. Trương Khác cười xòa, an ủi. Nhưng công năng tốt nhất, chất lượng ổn định nhất, tôi rất hài lòng. Tạ Vãn Tình biết Trương Khác luôn chừng mực, hỏi. Còn gì nữa? Cho em mượn Hứa Tư, đợi khi khởi động thị trường cho em mượn Chu Du, Lưu Minh Huy luôn. Lời Trương Khác làm mặt Hứa Tư nóng ran. Trương Khác muốn Hứa Tư giúp y, Tạ Vãn Tình không bất ngờ. Cô mặc dù không biết ở Huệ Sơn giữa Hứa Tư và Trương Khác đã xảy ra chuyện gì, quan hệ giữa hai người đã vượt qua bình thường. Tạ Vãn Tình nhìn khuôn mặt Hứa Tư ửng hồng diễm lệ, thầm thở dài, chuyện không thể tránh được. Trước đó cô chỉ tự lừa mình thôi. Tạ Vãn Tình và Tương Vi lở lại nhà máy thêm một lúc rồi đi, để lại một chiếc xe, Trương Khác và Hứa Tư còn thảo luận chuyện sản xuất cụ thể với Tô Tân Đông. Tô Tân Đông giới thiệu. Bên phía Ti nghiên cứu phát triển chip giải mã rất thuận lợi, nhưng nhanh nhất cũng phải tới cuối năm mới cung cấp được, hiện giờ đành dùng chip giải mã của CQ. Chúng ta còn phải viết lại phần mềm cho đồng bộ với bên phía Ti. Còn linh liện quan trọng phải mua trực tiếp từ Philip thì giá rất cao, còn phải nộp thêm 5.000 đô la Mỹ ngoại ngạch, còn dùng của Hằng Viễn, giá thành chẳng hạ bao nhiêu, chất lượng lại giảm xuống. Đây là điều chắc chắn rồi, chúng ta nếu đã đầu tư nhiều vào kỹ thuật như thế, phải kéo giãn khoảng cách với công ty khác. Đinh Hòe hỏi, đây là chiếc máy đầu tiên của chúng ta, số hiệu nên xác định thế nào? Trương Khác không cần suy nghĩ đáp ngay. SD920. Thấy hai người bọn họ nhìn mình nghi hoặc, y cười bổ sung. Sinh nhật của tôi. Hứa Tư mặt đỏ hồng, sinh nhật Trương Khác vào tháng riêng, đó là sinh nhật của cô, nhưng cô không có dũng khí vạch trần. Lại thảo luận một chút chuyện chuẩn bị sản xuất, Trương Khác và Hứa Tư lái xe về thành phố. Xe dọc theo sông Sơ Cảng, Hứa Tư bất giác kìm tốc độ lại, trong lòng cô cũng muốn thêm thời gian ở lại bên Trương Khác. Hay là dừng lại nghỉ một chút. Trương Khác quay sang nhìn Hứa Tư. Chị căng thẳng à? Làm gì có? Hứa Tư dừng xe lại bên đường, thấy ánh mắt nóng bỏng Trương Khác, đưa tay nhéo tai y, có chút thẹn thùng. Chương 161, nhu tình và nóng bỏng. Trương Khác ôm lấy Hứa Tư, cảm thụ sự mềm mại làm người ta điên cuồng đó, bỏ kẹp tóc của cô xuống,
mái tóc dày bóng mượt xõa tung xuống như thác đổ, khuôn mặt đỏ như say rượu càng thêm phần dịu dàng. Hứa Tư nũng nịu nói. Lát nữa lại phải chải tóc. Trương Khắc dụi đầu vào cổ Hứa Tư, hít một hơi. Mùi trên người chị thật thơm. Đối diện với đôi mắt đen hấp dẫn của Trương Khắc, Hứa Tư người mềm ra như muốn hòa tan vào lòng y, từ từ khép mắt lại, hàng mi dài run run, lộ ra nội tâm vừa khao khát lại khẩn trương của cô. Cậu thật là trẻ con. Nhìn cánh môi hồng nhuận như cánh hoa hồng trong sương sớm, với đường cong dụ hoặc cực độ, Trương Khắc cầm lấy bàn tay thon thon của Hứa Tư, lấy ngón tay nhẹ nhẹ mơn trớn tách môi cô ra, Hứa Tư ngạc nhiên mở mắt. Trương Khắc bế xốc người cô lên, Hứa Tư khẽ kêu một tiếng, chủ động nghênh đón nụ hôn của Trương Khắc, Trương Khắc nhấm nháp chiếc lưỡi thơm tho, Hứa Tư hưởng ứng vụng về mà nhiệt liệt. Thi thoảng tăng ca một đêm ở văn phòng, lý do này chắc chấp nhận được chứ. Trương Khắc thì thầm bên tai cô. Hứa Tư ngồi trên đùi Trương Khắc, cảm nhận rõ ràng phản ứng mạnh mẽ trong cơ thể của nhau, má nóng như phát sốt, đôi mắt đẹp mơ màng đang tranh đấu giữa lý trí và dụ hoặc, đúng là làm người ta do dự không thôi. Em không muốn đường đột giai nhân đâu đấy. Trương Khắc ngậm lấy vành tai cô, đưa lưỡi ra liếm một cái. Hứa Tư rợn người, hiểu ra y ám thị muốn làm việc đó trong xe, má càng nóng hơn, người run lên như trong đêm mê hồn ở Tượng Sơn. Đi đâu đây? Trương Khắc biết Hứa Tư sợ gặp phải Đường Thanh, tuyệt đối không đồng ý tới nhà trọ của mình, dù có can đảm tới đâu cũng không dám theo mình vào khách sạn, lấy trong túi ra một sâu chìa khóa, nói. Em có cả chìa khóa của hai trạch viện ở ngõ Đan Tỉnh. Hứa Tư cầm lấy di động, ngồi lại chỗ lái xe, trước khi bấm số hít sâu một hơi, thấy Trương Khắc nhìn mình, lòng lại luống cuống, gắt khẽ. Quay đầu đi. Có cần thế không? Trương Khắc nhe răng cười, Hứa Tư trừng mắt, véo tai y ép quay đầu đi. Hứa Tư nói dối với cha mẹ, sau đó lái xe tới ngõ Đan Tinh, dọc đường tim cứ đập loạn xạ. Cẩm Hồ mua hai đại trạch viện, mặc dù chưa có ý định đại tu, nhưng chuẩn bị làm chỗ ở tạm thời, nên đã thuê người dọn dẹp qua. Trương Khắc dừng xe cách trạch viện rất xa, rón rén đi tới, Hứa Tư không cho Trương Khắc bật đèn, hai người dựa vào ánh sáng yếu ớt mở cửa tiến vào nhà. Không đợi mắt quen với bóng tối, chờ chốt cửa lại xong, Trương Khắc quay lại ôm lấy Hứa Tư, hai cánh môi hấp tấp tìm đến với nhau, truy đuổi, mút chặt, tất cả diễn ra trong bóng tối tội lỗi, chỉ có tiếng thở gấp gáp phát ra từ mũi. Tay Trương Khắc như con rắn tiến luồn vào y phục của Hứa Tư, tìm lên đồi ngực mềm mại, chỉ có điều không thô lỗ vội vàng nữa, mà xoa nắn một cách nhẹ nhàng, vân vê hai núm vú nhỏ nhắn dần tấy lên theo khát vọng của cơ thể, người Hứa Tư cong lên kèm theo tiếng rên khẽ trong miệng. Một tay Trương Khắc vuốt dọc theo tấm lưng hạ xuống, cởi thắt lưng của cô, thắt lưng quá chặt, mãi không cởi được, Hứa Tư cười khúc khích trêu ghẹo, Trương Khắc đành phải hạ cả tay kia xuống mới cởi được, tay nôn nóng vượt qua cặp mông đầy đặn của cô, tiến vào giữa hai chân Hứa Tư, chỗ đó đã ướt đẫm. Chiếc giường phát ra tiếng kéo kẹt theo cùng động tác kích liệt, Hứa Tư không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ kéo dài liên miên, thân thể đầy đặn của nàng nhấp nhô liên tục như đợt sóng cuộn, tới lúc hai cơ thể kết hợp hoàn mỹ với nhau. Trương Khắc ôm lấy Hứa Tư ngủ thiếp đi, nửa đêm bị tiếng ồn ào huyên náo đánh thức, mở mắt ra, thấy đôi mắt đen láy tới phát sáng của Hứa Tư, cô cũng bị tiếng động bên ngoài đánh thức. Chuyện gì thế nhỉ? Tiếng động đó cách nơi này một khoảng khá xa, có tiếng người hò hét, nhưng không nghe rõ lắm, Trương Khắc mở cửa sổ ra, thấy ánh lửa đỏ rực đằng tây, nói với Hứa Tư. Bên phía phố thị bị hỏa hoạn. Nói xong cảm thấy không ổn, nơi đó hình như là chỗ thành phố chuẩn bị quy hoạch thí điểm. Trương Khắc dùng mình, vội vàng cùng Hứa Tư mặc y phục chạy ra, ngõ Đan Tỉnh cũng có rất nhiều người bị đánh thức, một số đang chạy về phía phố thị, ai mà biết liệu có gặp phải người quen của Hứa Tư hay không. Trương Khắc kéo Hứa Tư lên xe, đi vòng qua đường cái, tới hiện trường vụ cháy. Ngõ đầu tiên của phố thị là khu vực thành phố định lấy ra thí điểm, ngọn lửa dữ dội đã thiêu rụi 4-5 tòa trạch viện, hai chiếc xe cứu hỏa tới kịp thời khống chế được thế lửa, hỏa hoạn được phát hiện khá sớm, không có ai bị thương. Trương Khắc đứng trong đám đông vây quanh nghe mọi người nghị luận, có vẻ không giống có người cố ý phóng hỏa, hiện trường hỗn loạn, không có dấu vết gì để lại, song Trương Khắc cứ cảm thấy có vấn đề. Cẩm Thành từng có hành vi như thế, chỉ là hiện giờ còn chưa xảy ra mà thôi, đó là năm 97, khi thành phố bắt đầu giải tỏa quy mô lớn, khu vực Cẩm Thành phụ trách khai phát có mấy hộ dân đàm phán mãi không xong, đột nhiên bị hỏa hoạn biến thành đống đổ nát. Khi ấy tra được ra một giám đốc của Cẩm Thành cố ý sai cấp dưới phóng hỏa, nhưng cuối cùng Cẩm Thành thoát liên quan,
còn tên giám đốc kia chỉ bị phán 3 năm án treo, làm người ta phẫn hận tột độ. Mảnh đất này thuộc về ai còn chưa xác định, không thể đem chuyện đẩy hết lên đầu Cẩm Thanh, nhưng nếu Cẩm Thanh nhận định mảnh đất này đã là đồ trong túi của chúng, loại chuyện bọn chúng rất dám làm. Xe cứu hỏa phun nước dập tắt lửa, trong không khí tràn ngập mùi cháy khét lẹt, nước tràn ra đường, người xung quanh xì xầm bàn tán, có người phụ nữ ngồi sụp bên vệ đường khóc lóc vật vã, hẳn là một trong số chủ nhà. Không muốn ảnh hưởng tới tâm tình của Hứa Tư, Trương Khắc không đem suy đoán trong lòng nói ra, chỉ coi như một sự kiện hỏa hoạn bình thường. Trở về tới trạch viện, trời đã tờ mờ sáng, Trương Khắc nằm vật xuống giường ngủ bù, Hứa Tư không có tâm tư nào để ngủ, nhớ lại đêm mê loạn hôm qua, từ cầu thang lên tầng 2, khắp giường, ghế, bàn đều có dấu tích cuộc chiến, những thứ này phải thu dọn cẩn thận, tránh để người khác nhìn ra điều gì. Trương Khắc mở đôi mắt ngáy ngủ, thấy Hứa Tư đang chăm chú nhìn mình. Sao thế? Nhìn cậu không được à? Hứa Tư nũng nịu quay mặt đi, bị Trương Khắc kéo lên giường, cuống cuồng kêu. Không được, vất vả lắm mới dọn dẹp xong. Vùng mình thoát khỏi lòng Trương Khắc kéo y khỏi giường. Một lát nữa là giờ đi làm đông người rồi, cậu đi rửa mặt đi. Trương Khắc gỡ kẹp tóc của Hứa Tư, để mái tóc dài của cô chảy xuống vai, như dòng thác đen nhánh, Trương Khắc ôm lấy mặt cô. Như vậy mới đẹp, em thích nhìn dáng vẻ dịu dàng của chị. Hứa Tư trừng mắt lên, nhưng sóng mắt đong đưa, chẳng có chút khí thế tức giận nào. Hứa Tư đi trước, bảo Trương Khắc rửa ráy xong thì ra xe đợi mình, cô ra ngõ Đan Tỉnh mua bữa sáng. Trương Khắc biết Hứa Tư tuyệt không có dũng khí cùng mình bước ra khỏi trạch viện, mỉm cười để cô đi trước. Lúc này Trương Khắc mới xem xét thật kỹ ngôi nhà này, đây là trạch viện phản ánh rõ trạng thái sinh tồn kiểu cũ, tường vây rất cao, cửa sổ nhỏ, thể hiện hết trạng thái tâm lý bất an thời đại động loạn. Tiểu lâu hai tầng bố trí không gian kém, thiếu công trình vệ sinh, không gian thiếu ánh mặt trời, không thoáng khí. Không phù hợp với cuộc sống rộng rãi thoáng đãng hiện đại, muốn cải tạo thành ổ ái tình, phải tốn một phen tâm tư. Trương Khắc tắm rửa xong, ra xe nghe nhạc trữ tình du dương từ radio, đợi Hứa Tư mua bữa sáng về. Thình lình nghe thấy tiếng phanh xe nhức tai truyền tới, Trương Khắc ngạc nhiên quay đầu lại, thấy một chiếc xe hơi gần như phóng tới với tốc độ cực hạn. Tiếng phanh xe rít lên phá tan không khí yên bình buổi sáng, mũi xe đánh vòng sượt qua thân thể của Hứa Tư, đuôi xe dừng lại trước mặt cô. Nhìn thấy tấm thân yếu đuối của Hứa Tư ngã về phía sau, tim Trương Khắc như vỡ nát, đạp tung cửa xe chạy như phát điên về phía Hứa Tư, thấy đuôi xe cách người Hứa Tư chỉ vài centimet, nước mắt rơi ra, ôm chặt lấy cô, rối rít hỏi. Có sao không, có sao không? Chương 162, phải ngược. Hứa Tư sợ tới cứng người. Mặt nhợt nhạt như tờ giấy, nhưng nhìn nước mắt tuôn chảy trên mặt Trương Khắc, trong vô thức đưa tay ra lau. Tay lái của tôi thế nào? Mặc dù hơi đường đột giai nhân, đây cũng là sự trừng phạt cho việc em không để ý tới sự ân cần của tôi. Trong chiếc BMW biển vùng ngoài, một khuôn mặt đẹp trai với cái vẻ khinh đời bỡn cợt thò ra, tựa hồ vẻ kinh hoàng của Hứa Tư làm cho hắn cực kỳ thỏa mãn. Hắn cố ý, hắn lẽo đeo theo sau bắt chuyện, tôi không để ý tới hắn. Còn tưởng hắn lái xe bỏ đi. Hứa Tư không ngừng run rẩy trong lòng Trương Khắc. Trương Khắc chưa phát hiện ra mình đã lên cơn cuồng nộ, Hứa Tư là báu vật của y, dù xước ra một chút cũng khiến y đau lòng, vậy mà thành vật thí nghiệm biểu diễn kỹ thuật lái xe của người khác, nếu cô có chút tổn hại nào, Trương Khắc không ngại gì giết hắn tại chỗ. Thấy tên thanh niên kia thò mặt ra ngoài cửa kính, còn mang nụ cười hắn tưởng rằng rất phong độ, Trương Khắc đi ngay tới, thình lình tóm lấy tóc hắn, giọng tàn bạo. Loại chào hỏi này không chỉ làm giai nhân ấn tượng sâu sắc mà mày cũng suốt đời không quên. Tên thanh niên vạn lần không ngờ cảnh xuất hiện hoành tráng của hắn, không ngờ được đáp lại bằng cơn điên của Trương Khắc, may là kịp rụt đầu lại, định mở cửa xuống xe lý luận với Trương Khắc thì thấy y nhặt một viên gạch bên đường lên, khuôn mặt bảnh trai kinh hoàng. Cậu muốn làm cái gì, có biết tôi là ai không hả? Chơi mẹ mày đấy. Trương Khắc nghiến răng hung tợn đập viên gạch xuống cửa kính của chiếc BMW. Chớp mắt cửa kính dạn ra thành hình mạng nhện. Người đi làm buổi sáng đều bị động tĩnh bên này thu hút quay tới, tên thanh niên thấy Trương Khắc chỉ cầm gạch đập xe thì bình tĩnh lại, khoanh tay cười nhạt. Có biết chiếc xe này bao nhiêu tiền không, đập đi, đập rồi có bán nhà đi cũng không bồi thường được đâu. Trương Khắc quay ngoắt lại, tung chân đá hắn, không làm tên này tàn phế, cơn giận trong lòng y không nguôi được. Tên thanh niên lách người tránh được cú đá của Trương Khắc, nhưng mặt chúng ngay một cú đấm trời giáng, máu mũi hộc ra. Tên thanh niên cũng nổi khùng, hắn không hề thấp hơn Trương Khắc,
thậm chí còn vạm vỡ hơn, vừa thủ thế định đánh trả thì bị người ta tóm chặt từ đằng sau, vùng vẫy không thoát, trợn mắt nhìn nắm đấm của Trương Khắc bay tới, say sầm mặt mày. Trương Khắc không nhận ra người giúp đỡ, lúc này lại có một thanh niên tới giúp giữ chặt tên thanh niên, Trương Khắc nghĩ người ở xa điền nhận ra mình không ít, không suy nghĩ nhiều, liên tiếp mấy cú đấm giáng xuống, mỗi cú đấm làm tên thanh niên kia rú lên thảm thiết, mới thấy lòng đỡ hơn một chút. Trương Khắc còn định đánh tiếp thì hán tử khống chế tên thanh niên ở đằng sau ngăn lại. Khắc thiếu gia, một số chuyện cứ giao cho chúng tôi là được. Trương Khắc thu nắm đấm lại, nhìn hán tử kia, hắn chừng 30 tuổi, trông rất quen mắt nhưng không nhớ nổi đã gặp ở đâu. Anh là người của ai? Người của Thanh Ca Cầu Tứ Phượng, lần trước ở quán Ba Thịnh Thế từng bị Khắc thiếu gia cầm chai bia ném. Thịnh Thanh quyết ý tẩy trắng, chỉ chọn người vừa ý theo hắn tới sàn nhảy cầu Tứ Phượng. Bên ngoài cắt đứt quan hệ với đám người không chịu an phận dễ gây họa như Ô Nha, để vỗ về những người đó, còn đem quán ba cũ tặng miễn phí cho chúng. Những người này nếu theo Thịnh Thanh tới cầu Tứ Phượng, thì tất nhiên là trong sạch. Lúc này Trương Khắc hơi bình tĩnh lại, hỏi. Lần trước không ném chúng anh chứ? Chúng cũng không sao. Hán tử đó nhìn tên thanh niên trong tay, hắn cũng rất cứng cỏi, không chịu cầu xin. Một số chuyện không cần làm bẩn tay Khắc thiếu gia. Trương Khắc thấy Hứa Từ đứng dậy nhìn mình đầy lo lắng, biết cô sợ mình gây chuyện, không muốn cô phải lo, nói với hán tử kia. Hắn phải hối hận vì tới Hải Châu, anh tìm hai người, đập nát cái xe này cho tôi. Hán tử kia chắp tay với người vây quanh. Tên thanh niên vùng ngoài này ỷ vào có tiền, coi thường mạng sống người khác, hôm nay tôi thay trời hành đạo, đập cái xe đắt tiền của hắn, có điều tôi cũng không quá đáng, sẽ để hắn còn lái được xe rời Hải Châu. Rồi đưa hắn vào đồng cho công an nhân dân giáo dục. Người vây quanh reo hò hưởng ứng, dân phong xa điền xưa nay mạnh mẽ, sao chịu được người bản địa bị người ngoài bắt nạt, huống chí khuôn mặt kiều diễm chưa tan hết kinh hoàng, càng làm mọi người có chung lòng phẫn nộ. Có biết tôi là ai không? Tên thanh niên vừa mới buông một câu hăm dọa liền nhận ngay một cái tát nổ đom đóm, biết giờ không phải lúc háo thắng, im thin thít nhìn hán tử đó sai hai người đạp tan bành chiếc BMW xa hoa. Hứa Từ kéo tay Trương Khắc nói nhỏ. Chiếc BMW này hình như là cái chúng ta thấy ở nhà Giang Đại Nhi. Đúng là biển số Huệ Châu, nhưng Trương Khắc không muốn nhớ biển số xe. Nếu là tên Diệp Hồng kia cho tên thanh niên này mượn xe, Trương Khắc càng muốn xông vào đập xe, thấy y phục của Hứa Từ dính đầy đậu hoa, nói. Em đưa chị về nhà thay y phục. Rồi quay sang gần giọng nói với tên thanh niên. Đừng để tao thấy mày ở Hải Châu nữa, nếu không mày sẽ biết thế nào là hối hận. Hùng hổ ném lại vài câu dọa dẫm rồi bỏ đi. Gót giày của Hứa Từ đã gãy, lúc ngã xuống tay bị cọ xước ra, Trương Khắc nhìn thấy lại nổi giận sôi gan muốn quay lại đánh nước, đỡ Hứa Từ đi vào xe. Tiểu Tư, cậu, sao cậu lại ở đây? Trương Khắc quay đầu lại, thấy thi vệ Trung, cậu của Hứa Từ từ phía sau đuổi tới, y thân quen với nhà họ Hứa, nên học Hứa Từ, Hứa Duy gọi thi vệ Trung là cậu. Thi vệ Trung chỉ chiếc xe buýt vừa chạy qua trước mặt. Cậu nhìn thấy ở trên xe, Tiểu Tư, cháu không sao chứ? Chị Hứa Từ chỉ hoảng sợ té ngã thôi, không sao cả. Trương Khắc nói qua loa. Cháu đưa chị ấy về thay y phục. Y sợ thi vệ Trung hỏi vì sao sáng sớm hai người đã ở cùng nhau, Hứa Từ cũng luống cuống không nói được gì. Thi vệ Trung nhìn bên kia vẫn đang đập xe, không hỏi thêm, chỉ nói. Không sao là tốt, vậy cậu đi làm đây. Hứa Từ theo Trương Khắc lên xe mới ôm lấy ngực thở dốc. Thiếu chút nữa tim nhảy ra ngoài. Để em sờ xem. Hứa Từ lườm y một cái. Cậu đúng là đồ bạo chúa. Nhưng không cự Trương Khắc đặt tay lên ngực mình. Chị là vảy ngược của em mà, nhìn chị ngã, em không biết hình dung cảm thụ của mình trong tích tắc đó ra sao. Trương Khắc vùi đầu vào giữa hai đồi ngực cao vút của Hứa Từ, cô cảm động siết chặt lấy đầu y. Cậu tôi nói chuyện này cho ba tôi thì sao? Hứa Từ đột nhiên nhớ ra chuyện này, người nhảy dựng lên như lò xo, làm Trương Khắc đang vùi đầu giữa bầu ngực mềm xốp của cô bị đập vào vô lăng. Á! Trương Khắc ôm lấy đầu nói. Nếu cậu đem chuyện hôm nay nói cho ba chị thì cứ nói là tăng ca xong tới ăn sáng, có gì phải sợ, chỉ sợ cậu không nói cho ba chị mới đau đầu. Làm sao cậu tôi nhìn ra được? Hứa Từ mặt đầy lo lắng, cô không tưởng tượng được nếu chuyện hai người bại lộ sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng gì. Trong nhà chị thì cậu là người tinh nhất, vừa rồi nếu cậu quan tâm hỏi thêm vài câu còn đỡ, rõ ràng là rất lo lắng chen xuống xe, lại vờ như không có chuyện gì tiếp tục đi làm,
ôi đau đầu. Cậu còn cười được. Thấy y miệng kêu đau đầu, lại cười gian tà, Hứa Tư đưa cả hai tay béo má y kéo sang hai bên. Trương Khắc vội vàng xin tha mạng, bọn họ lái xe một vòng mới quay về Sa Điền, đảm bảo cha mẹ Hứa Tư đều đã đi làm. Hứa Tư bảo Trương Khắc ngồi đợi trong xe, Trương Khắc đâu có ngốc như thế, nói. Em khát, phải vào uống nước. Hứa Tư không chịu nổi y kỳ kèo, đành để y vào nhà uống nước, Trương Khắc bám dính lấy theo vào phòng, Hứa Tư cầm y phục chạy loạn khắp ba gian phòng, Trương Khắc cầm cốc nước lẽo đẽo theo đằng sau. Chương 163, cuộc gặp gỡ bất ngờ. Hứa Tư hết cách, chỉ là giữa ban ngày ban mặt khỏa thân trước mặt Trương Khắc, nghĩ thôi đã thẹn không chịu nổi, cô đứng quay lưng lại với y, quay đầu lại thấy Trương Khắc tay cầm cốc nước tay cầm ghế, đứng lên còn nhón cả hai chân, hậm hực cầm chăn trùm lên đầu y. Trương Khắc cuống cuồng kéo cái chăn ra, Hứa Tư đang xoay lưng lại cởi quần, dưới mép quần lót là bờ mông tròn trịa trắng như bông hơi vểnh lên, cặp đùi thon dài săn chắc, khép chặt không để lộ khe hở nào. Hứa Tư tiếp tục cởi áo trên, chỉ để lại mỗi áo lót, cô khom người, hai bầu vũ chiếu xuống, dây áo lót không chịu sức nặng hẳn lên hai vệt mở trên vai. Lý trí của Trương Khắc bị thử thách cao độ. Hứa Tư quay đầu nhìn thấy Trương Khắc đang nhìn mình không chớp mắt, lấy áo ngoài che mông, mặt nhuộm một sắc hồng quyến rũ, Trương Khắc dưới người đến vén áo lên, Hứa Tư kéo áo xuống che lại, y nhe răng ra cười. Chị không muốn tới công ty nữa à? Tiểu sắc lang. Hứa Tư lườm y. Cậu bớt nhìn một cái không được à? Cơ thể chị mỗi chỗ đều mê người như vậy, nhìn thiếu một cái thôi cũng hết sức đáng tiếc. Trương Khắc mặt dày đáp. Hứa Tư không theo dây dưa với y nữa, chỉ muốn thay y phục thật nhanh, tránh khỏi cảnh xấu hổ này. Trương Khắc thấy Hứa Tư chuẩn bị thay quần, hỏi. Hôm qua chị chảy bao nhiêu như thế mà không thay quần lót à? Ai chảy bao nhiêu nước chứ? Hứa Tư bị lời của Trương Khắc làm thua hoàn toàn rồi, bất lực ngồi xuồng giường thở phì phì. Mắt liếc qua thấy phản ứng hạ thân của Trương Khắc, cảm giác dưới thân có một dòng nước ấm chảy ra, lại ướt rồi. Thấy ánh mắt Trương Khắc ánh lên vẻ mê loạn nóng bỏng, cô cắn môi nói. Không được ở đây. Nhưng giọng chẳng có chút kiên quyết nào, chưa đợi Trương Khắc đi tới hơi thở đã loạn trước, yếu ớt chiếu theo ý y, mông hơi nâng lên, để Trương Khắc kéo quần lót của mình ra, nhìn Trương Khắc vội vàng cởi y phục, xấu hổ khép bờ mi lại, cảm thụ sự xâm nhập mạnh mẽ vào cơ thể. Ép dòng suối tràn ra, chảy theo khe mông chảy xuống, kéo vội áo ngoài lót dưới mông. Trương Khắc cũng cảm nhận được sự khao khát của Hứa Tư, có lẽ do sự hoảng sợ và cảm động hối sáng, nói không chừng kích thích đặc thù khi ở nhà. Trương Khắc đứng trước giường, Hứa Tư chân kẹp hông y, mặt phủ dáng hồng đỏ rực báo trước cô sắp đạt cao trào. Trương Khắc chỉ hận hai tay không đủ, cơ thể Hứa Tư mỗi tấc da thịt đều sung mãn dụ hoặc chí mạng, từ đôi vú nảy nở, chiếc eo thon thả, cặp mông tròn lẳn. Chiếc miệng hé hé phả ra hơi thở âm ấp, tiếng rên nhỏ kéo dài áp ức khoái cảm, đôi mắt lim dim mê ly, tay tham lam không biết buông chỗ nào âu yếm chỗ nào, động tĩnh mỗi chỗ đều làm Trương Khắc hưởng thụ tiêu hồn cực đỉnh của nhân gian. Hứa Tư tới cuối cùng cũng không kiềm chế được bản thân, hai tay ôm lấy cổ Trương Khắc, từng đợt sóng cao trào đưa cô tới thẳng chín tầng mây, cảm giác trống rỗng khi Trương Khắc rút khỏi cơ thể làm cô không kìm được nảy mông lên, rên rỉ bên tai Trương Khắc. Chết mất thôi, tôi muốn cậu. Nằm trên giường một lúc lâu Hứa Tư mới có sức ngồi dậy, nhìn chiếc áo khoác lót dưới mông bị dịch thể chảy ra thấm ướt một mảng lớn, cắn tai Trương Khắc. Tiểu sắc lang, cậu chỉ giỏi hành hạ người ta. Trương Khắc nhìn vào mắt Hứa Tư. Chị Hứa Tư sẽ luôn cho em hành hạ chứ. Hứa Tư cười không đáp, đứng dậy thu dọn trường bừa bộn, mặc y phục vào, đem y phục thay ra ngâm vào bồn nước, dọn dẹp xong. Trước khi đi còn xem xét lại cẩn thận một lượt mới theo Trương Khắc lái xe tới công ty. Tới công ty thì đã là 10 giờ rồi, Hứa Tư ngồi trong lẩm bẩm oán trách, không cho Trương Khắc theo mình vào công ty, Trương Khắc cười đắc ý nói. Em không tới cùng chị giải thích hôm nay đi muộn thế nào. Trong cầu thang máy có người, Hứa Tư làm ra vẻ lãnh đạm, không để ý tới Trương Khắc. Mấy người trong thang máy đang thảo luận về chiếc BMW bị đập nát ở bãi đỗ xe, một cô gái cười rinh rích nói. Cái xe bị người ta đập thành như thế mà còn dám lái đi, chê chưa đủ mất mặt hay sao? Cô gái khác chắp hai tay mơ mộng nói. Dẫu sao cũng là BMW, làm người ta khao khát. Nhìn theo Trương Khắc và Hứa Tư ra khỏi thang máy ở tầng 18, cô gái đó tiếp tục cái giọng mê mẩn. Anh chàng đó thật đẹp trai, sao trước kia mình không thấy nhỉ? Đứng cùng Hứa đại mỹ nhân của Cẩm Hồ thật xứng đôi, vậy mà Hứa mỹ nhân chẳng để ý tới anh ấy,
Ôi, giá mà là mình. Trương Khác tất nhiên không nghe thấy được lời nghị luận của mấy cô gái trong thang máy, giờ y đã rất ít tới đây rồi, người cùng tầng còn có cơ hội thấy mặt y, các cô gái này chưa gặp cũng là bình thường. Trương Khác bảo người đưa tên thanh niên kia tới cục cảnh sát, không ngờ hắn ra nhanh như vậy, không biết hắn có quan hệ với công ty nào trong tòa nhà này, hỏi Hứa Tư. Chị nhớ chắc đó là chiếc xe đỗ trước nhà Giang Đại Nhi chứ? Ừ, sao hắn lại tới đây nhỉ? Trương Khác nhớ lại hồi Tết Giang Đại Nhi tới Hải Châu, trên đường còn nhận lời đưa cô đi chơi Hải Châu thật thỏa, về sau vì Đinh Hòe, Tô Tân Đông tới mà lỡ hẹn, không biết trong lòng mỹ nhân có oán giận không? Giang Đại Nhi bất chấp dịp Tết bỏ nhà mà đi chỉ vì tên công tử nhà giàu kia, chắc là bị hắn đeo bám đau đầu lắm rồi. Trương Khác cười cười. Nói không chừng sẽ còn gặp lại đấy. Thấy Trương Khác có vẻ thản nhiên, Hứa Tư lo lắng nói. Nếu gặp phải hắn đừng gây chuyện nữa, tôi không muốn cậu phiền toái vì tôi. Vì chị, phiền toái cỡ nào em cũng không sợ. Hứa Tư lòng ngọt lịm như uống mật, sóng mắt miên man tình ý liếc Trương Khác. Vừa cùng y đi vào văn phòng thì nghe thấy giọng nói quen quen từ phòng Tạ Vãn Tình truyền ra. Chị nhìn mặt em đi, rồi xuống nhìn cỗ xe kia, em tới Hải Châu bị lưu manh đầu đường xó chợ ức hiếp như thế, chẳng lẽ nói một câu đừng gây chuyện thị phi là bỏ qua được sao? Chị hai, hôm qua em xuống máy bay, sáng sớm đã từ Huệ Sơn lái xe tới thăm chị không thể để người ta ức hiếp em như thế. Chuyện này nói chung là tại cậu sai trước, cậu lại xe quá mức coi thường tính mạng người khác. Giọng Tạ Vãn Tình có chút bất lực. Cục công an đã bắt những người đập xe rồi, còn chuyện chiếc xe sẽ có câu trả lời thỏa đáng. Em chỉ muốn biết thằng kia là ai, nếu không em không nuốt trôi cục tức này, đám lâu la kia chẳng qua chỉ ma thế mạng, cục công an Hải Châu vì sao tránh nặng tìm nhẹ, chẳng lẽ có nội tình. Dù là có em cũng chẳng sợ, chị hai, nếu chị không giúp em sẽ gọi điện hẹn em không tin chính phủ Hải Châu cho phép côn đồ ngang nhiên hành hung người khác. Cục công an thành phố không nói cho anh biết tôi là ai vì chiếu cố tới thể diện công tử nhà họ Tạ, anh cho rằng công an Hải Châu không dám bắt anh lại cho ăn cơm tù vài bữa hay sao? Trương Khác đẩy cửa ra, khinh bỉ nhìn Tạ Kiếm Nam, nhân vật truyền kỳ nhà họ Tạ mới từ nước ngoài trở về. Hứa Tư đứng ngoài ban công, miệng há ra với vẻ không sao tin nổi, cái mồm quả đen của Trương Khác ai ngờ nói đúng thật. Tạ Kiếm Nam mặt sưng vù tím tái, nhìn không ra chút vẻ tiêu sái nào hồi sáng. Nhìn cái mặt của hắn Trương Khác mới cảm thấy tay hơi đau, lúc đó dùng sức hơi quá mức. Tạ Kiếm Nam kinh ngạc nhìn tên côn đồ buổi sáng lấy mình ra làm bao cát mỉm cười khinh miệt xuất hiện trong công ty chị hai, lửa giận trong lòng tức thì thổi bùng lên, không nghe ra lời cảnh cáo vừa rồi của Trương Khác. Chị hai, sao thằng đó lại ở đây, nó là nhân viên của Cẩm Hồ sao? Hắn định nói nữa, nhưng nhìn thấy Hứa Tư đứng sau Trương Khác, ánh mắt thoáng hiện vẻ thống khổ. Hắn không muốn cô gái sáng nay làm tim hắn chao đảo nhìn thấy hình dạng tả tơi của mình, hận thù với Trương Khác càng sâu đậm. Kẻ thù truyền kiếp của chú Trương đã xuất hiện. Chương 164, cường địch. Nếu Tạ Kiếm Nam nổi khùng phát tác, Trương Khác không ngại tiếp tục sỉ nhục hắn, chẳng cần sợ hắn, song thấy hắn chớp mắt khống chế bản thân, y cũng phải nể mặt Tạ Vãn Tình, nhưng biết rõ kẻ thù này chắn chắn đã kết thành rồi, phải dè chừng hắn. Tạ Vãn Tình do dự muốn nói lại thôi. Hẳn cô đã hiểu ra ai dạy cho vị công tử khinh đời của nhà họ Tạ một bài học rồi. Trương Khác mỉm cười lùi khỏi văn phòng Tạ Vãn Tình đóng cửa lại, nhân viên trong văn phòng đều tò mò nhìn qua, y bình thản bảo Hứa Tư tới văn phòng của mình. Cách lớp thủy tinh mờ, có thể nhìn thấy Tạ Kiếm Nam ngồi xuống trước bàn Tạ Vãn Tình, Trương Khác khẽ thở dài. Hứa Tư lo lắng Trương Khác vì bảo vệ mình mà sinh ra khoảng cách với Tạ Vãn Tình. Chị Vãn Tình sẽ không trách chúng ta chứ? Đừng lo. Trương Khác thoải mái ngồi dựa lưng vào ghế sofa, gác chân lên bàn. Chị Vãn Tình mà biết chuyện, có khi cho hắn một cái tát ngay tại chỗ. Những người truyền thống không quen nhìn tác phong hippie của đám du học từ nước ngoài về. Chuyện này nếu với người khác, có lẽ không đáng chuyện bé xé ra to, nhưng trong lòng con người luôn có chỗ dễ bị kích động, kiểu lái xe gây nguy hiểm của Tạ Kiếm Nam, nhất định sẽ làm Tạ Vãn Tình căm ghét. Trương Khác nghe Tạ Vãn Tình và Tạ Kiếm Nam nói mấy huynh đệ giúp đập xe bị giam trong cục, liền ôm điện thoại vào lòng gọi cho Kim Quốc Hải, hỏi hắn có cần mình tới cục công an thành phố khai báo hay không. Kim Quốc Hải còn chưa tham gia vào công việc cụ thể của cục công an Hải Châu, nhưng Tạ Kiếm Nam bị lưu manh đường phố Hải Châu đánh đập, Chu Cẩn Du thị trường Huệ Châu gọi điện thẳng tới văn phòng đường học khiêm ý kiến, còn Trương Chi Hành biểu thị chính phủ quan tâm tới chuyện này, nên nhận được điện thoại của Trương Khác, hắn muốn ôm bụng cười thật lớn.
mấy kẻ kia chưa khai cậu ra, chính phủ yêu cầu cục công an xử lý nghiêm túc, cậu mau gọi điện cho ba mình đi. Trương Khắc không ngờ Tạ Kiếm Nam lôi bà mẹ thị trưởng của mình ra rồi, vậy tại sao vừa rồi hắn lại nói với Tạ Vãn Tình nếu không giúp sẽ nhờ tới mẹ? Sáng hôm nay hắn vội vàng tới Hải Châu là muốn gặp Tạ Vãn Tình. Tên này nói dối. Trương Khắc nhất thời nghĩ không ra, có lẽ là Tạ Kiếm Nam tức giận nói không suy nghĩ cũng chưa biết chừng, nhưng hiện giờ không thể để Đường Học Khiêm biết mới sáng sớm mình đã lêu lổng bên Hứa Tư, rụt chân lại, ngồi ngay ngắn, nhỏ giọng thương lượng. Chú Kim, nếu ba cháu mà biết cháu sinh sự bên ngoài, chẳng may nóng lên đánh gãy chân cháu thì chú có chịu trách nhiệm không? Kim Quốc Hải cười rộ lên. Tôi tạm thời chưa nhắc tới cậu, tạm thời đem sự việc kể với thị trưởng Đường đi, xem bọn họ nói sao, nếu bên Huệ Sơn không chịu buông tha thì cậu chỉ có thể mời tỉnh trưởng Từ ra mặt thôi. Trong cuộc điều chỉnh cán bộ đảng chính phủ vào tháng 4, Từ Học Bình trúng tuyển làm ủy viên TW, tỉnh trưởng Đông Hải. Trương Khắc mặc dù ra tay hơi nặng, nhưng một khi Từ Học Bình nghe được loại chuyện này, nếu không bao che Trương Khắc mới là lạ. Kim Quốc Hải hiện giờ chưa có ý định cắm rễ ở Hải Châu, so với việc quan hệ tốt với Chu Phu Minh và Đường Học Khiêm, chẳng bằng thân thiết với Trương Khắc. Hắn thấy ở chuyện này Trương Khắc xử lý như thế đã là có chừng mực rồi, chẳng lẽ Chu Cẩn Du còn dám kiện lên Từ Học Bình? Hiện giờ có thả người được không? Chuyện này không vội, dù sao phải để bên kia xuống nước trước, còn cả chiếc BMW bị đập kia, cậu muốn cục ra mặt hòa giải hay thế nào? Hòa giải? Trương Khắc kinh bỉ nói. Cục cứ chọn bừa một cái xưởng đại tu rách nát nào đó, cho cái xe ấy bảo sửa chữa nửa năm một năm, rồi hãy nói tới bồi thường. Được, vậy tôi sẽ xử lý công chính. Trương Khắc cúp điện thoại, vừa định gọi điện cho Thịnh Thanh thì nhìn thấy cách vách Tạ Kiếm Nam cũng đang gọi điện thoại, vừa rồi hắn đột nhiên chuyển sang bình tĩnh, làm Trương Khắc hơi bội phục, nghĩ không ra hắn đang gọi điện cho ai. Một lát sau, Tạ Vãn Tình đi vào văn phòng Trương Khắc nói. Chuyện sáng sớm hôm nay Kiếm Nam đã nhận sai rồi, cậu ấy nhờ chị xin lỗi Hứa Tư, cậu ấy không có ác ý. Trương Khắc bĩu môi chỉ Hứa Tư. Chị Hứa Tư đúng lúc ấy sợ lắm đấy. Hứa Tư không dám nhìn Tạ Vãn Tình, cúi đầu nói. Bây giờ không sao rồi. Lúc này tiếng điện thoại di động vang lên, Hứa Tư như bị điện giật, Trương Khắc lúc ra cửa để điện thoại trong túi sách của Hứa Tư, hành động có tật giật mình này làm bại lộ đêm qua cô ở cùng với Trương Khắc. Tạ Vãn Tình nhìn khuôn mặt kiều diễm đẹp như hoa đào của Hứa Tư, lòng đột nhiên thấy một nỗi chua xót không tên, nhưng bảo với bản thân không được như thế. Mặc dù sớm đoán ra được quan hệ không tầm thường của cả hai, nhưng khi thực sự xác nhận, trong lòng vẫn không tiếp nhận được, chẳng lẽ chỉ vì Hứa Tư hơn Trương Khắc tới 6 tuổi sao? Lòng Tạ Vãn Tình hơi bấn loạn, cố trấn tĩnh nói. Nếu không có chuyện gì thì chị về văn phòng nhé. Trương Khắc không rõ ý đồ của Tạ Kiếm Nam, nói thêm một câu. Buổi sáng em cũng hơi quá tay, ít ra không nên đập xe như thế, buổi trưa nếu anh ta còn ở Hải Châu, xem sẽ mời cơm xin lỗi. Như vậy là tốt rồi. Tạ Vãn Tình mang theo tâm sự kỳ lạ rời khỏi văn phòng của Trương Khắc. Trương Khắc lấy di động trong túi xách tay của Hứa Tư ra, là Kim Quốc Hải gọi tới, hắn không biết điện thoại bàn của văn phòng. Kim Quốc Hải kể Tạ Kiếm Nam vừa gọi điện thoại tới cục công an, hy vọng hòa giải, Trương Khắc nhìn Tạ Vãn Tình tiễn Tạ Kiếm Nam ra khỏi văn phòng. Hiển nhiên hắn không hề có ý xin lỗi thực chẳng qua nhận thức được tiếp tục gây chuyện ở Hải Châu chỉ có chuốc nhục vào thân. Trương Khắc chẳng bận tâm tâm tư Tạ Kiếm Nam ra sao, lúc này hắn chưa làm Trương Khắc nhìn thấy uy hiếp. Hứa Tư còn tưởng chuyện đêm qua đã bị Tạ Vãn Tình nhìn ra, nhưng Tạ Vãn Tình lại bình tĩnh đi ra ngoài như không có chuyện gì, bồn chồn hỏi Trương Khắc. Có phải chị Vãn Tình biết rồi không? Tối hôm qua hai người ở cùng nhau, sáng sớm lại xuất hiện bên nhau. Đổi lại là bất kỳ ai cũng sẽ có liên tưởng, quan trọng là thần sắc của Hứa Tư làm hai người bọn họ muốn phủ nhận cũng khó. Lo lắng cũng vô ích. Trương Khắc an ủi Hứa Tư, chuyện tạm thời giải quyết như thế, phải thông báo cho Thịnh Thanh tới cục công an thành phố nhận người. Trước đó Trương Khắc chỉ tán thưởng Thịnh Thanh gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, cuối cùng thành nhân vật số một của Hải Châu, không muốn quá thân thiết với hắn, có Thiệu Chí Cương làm trung gian liên hệ là được. Nhưng vụ hỏa hoạn có mùi ở Sa Điền sáng nay làm Trương Khắc thấy cần phải giữ quan hệ mật thiết với Thịnh Thanh, sự tồn tại tầng lớp màu xám xưa nay đều không thể bỏ qua, không chỉ thế mà còn phải coi trọng. Gọi điện thoại báo cho Thịnh Thanh biết chuyện đã xử lý xong, mau đi nhận người ra, Trương Khắc còn hẹn tối ăn cơm ở nhà hàng của Ngô Thiên Bảo. Tạ Vãn Tình xuống lầu một lúc rồi quay lại văn phòng, Trương Khắc hỏi.
thiếu gia nhà họ Tạ lái chiếc BMW đi rồi sao? Tạ Vãn Tình lúc này đã biết chi tiết sự việc, Tạ Kiếm Nam muốn khoe tài lái gây chú ý với Hứa Tư, không ngờ làm Hứa Tư sợ hãi, nên chọc giận Trương Khác, may Trương Khác còn có chừng mực. Tạ Vãn Tình đẩy cửa văn phòng Trương Khác đi vào, thấy Hứa Tư vẫn cúi gằm mặt không dám nhìn mình, cô khẽ thở dài, ngồi xuống trước mặt Trương Khác nói. Kiếm Nam đứng thứ 6 trong bối phận của chị, cuộc sống từ nhỏ đã luôn thuận lợi, tính cách khá cô độc, nhưng nó cực kỳ thông minh, tư tưởng cởi mở. Ôi, chị vốn tưởng hai đứa sẽ hợp nhau, có thể thành bạn. Thôi vậy, sau này còn có cơ hội. Trương Khác thăm dò. Trước khi em tới công ty, điện thoại ở bên Huệ Sơn đã gọi tới chỗ thị trưởng Đường. Chương 165, lung lạc nhân tâm. Lời của Trương Khác làm Tạ Vãn Tình cau mày mất một lúc. Kiếm Nam từ nhỏ đã là đứa trong lòng rất nhiều toan tính, chị rất ít khi hiểu được cậu ta nghĩ gì, em chẳng phải cũng thế sao? Lời này ít nhiều có chút vị hờn mát, Tạ Vãn Tình quay sang nhìn Hứa Tư. Hôm qua em đã mượn Hứa Tư rồi, sau này cứ để Hứa Tư ở lại văn phòng của em là được. Hứa Tư không có dũng khí nhìn thẳng vào Tạ Vãn Tình, vừa lật xem tài liệu. Tạ Vãn Tình lại nói. Xe vẫn còn để trong bãi đỗ, chị bảo Chu Văn Bân xử lý rồi. Đừng, bất kể Tạ Kiếm Nam tới Tân Hải Thông với mục đích gì, em cũng không muốn gặp lại người này nữa. Cái xe đó cứ để trong bãi đỗ, chắc hắn không còn mặt mũi nào tới mang đi đâu. Em đó, thật là. Tạ Vãn Tình đột nhiên thấy Trương Khác ương lên thật giống trẻ con, rồi bật cười vì suy nghĩ kỳ lạ của mình, Trương Khác chẳng phải là trẻ con hay sao? Hứa Tư tạm thời chưa dám đối diện với Tạ Vãn Tình, nhưng dẫu sao cửa ải này xem như đã vượt qua được rồi, cô càng lo lắng lời nói dối hôm qua bị trong nhà nhìn ra. Trương Khác buổi chiều tới trường học. Hứa Tư ăn chưa xong, bên một đống tài liệu vào văn phòng Trương Khác, sau này cô làm trợ lý cho Trương Khác, xử lý chuyện của điện tử Ái Đạt, thấy Tạ Vãn Tình đi ăn chưa về. Hốt hoảng ôm tài liệu trốn sau bàn làm việc của Trương Khác, không ngờ Tạ Vãn Tình lại đi vào. Tiểu Khác không hiểu chuyện, sau này em phải khoan dung với cậu ấy nhiều hơn đấy. Buổi trưa nhân viên thích chạy sang phòng kế hoạch xem phim, lúc này ngoài phòng làm việc lớn không còn ai. Em. Mặt Hứa Tư đỏ như máu, ấp a ấp úng không nói lên lời. Tạ Vãn Tình đi tới, nâng khuôn mặt thẹn thùng của Hứa Tư lên, nói. Em xinh đẹp như thế chị đã biết Tiểu Khác không thể kháng cự nổi, em lại chiều ý cậu ta, không sợ sau này bản thân thiệt thòi sao? Em không muốn gì cả, cũng không định gây bất kỳ phiền phức gì cho Trương Khác, nhưng lúc này em không thể rời khỏi cậu ấy. Hứa Tư cố lấy dũng khí đem tâm sự nói ra. Tiểu Khác rất dễ làm các cô gái mê mẩn. Tạ Vãn Tình cảm thấy mình nói thế không thích hợp, may mà Hứa Tư không nghĩ tới điều khác, cô biết Hứa Tư đã trải qua nhiều việc. Biết rõ bất công của cuộc đời, sẽ không có ý chiếm hữu gì, đó là lời tận đáy lòng của Hứa Tư, mỉm cười nói. Lợi cho thằng nhóc đó rồi, chị một mình ở Tiểu Cẩm Hồ rất buồn, chỉ đồng một tháng chẳng tới được mấy ngày, sau này em rảnh tới chơi với chị, hai chị em mình ban đêm có thể tâm sự với nhau. Dạ, Hứa Tư lý nhí đáp, cảm thấy Tạ Vãn Tình đang sáng tạo cơ hội hình Trương Khác hẹn hò với nhau, nhưng không dám chắc. Hứa Tư tối về tới nhà. Thấy cha vẫn chưa hay biết gì chuyện ban sáng, cho thấy cậu cô đúng là đã nhận ra quan hệ giữa cô và Trương Khác rồi, liền trốn vào phòng gọi điện cho Trương Khác xem phải làm sao. Trương Khác đang uống rượu với Thịnh Thanh trong phòng bao, chẳng ngạc nhiên cậu Hứa Tư nhìn ra điều gì, hỏi. Chị Vãn Tình buổi chiều có nói gì với chị không? Chị ấy nói sau này buổi tối tới Tiểu Cẩm Hồ tâm sự với chị ấy. Trương Khác mừng thầm, Vãn Tình đã thừa nhận quan hệ giữa mình và Hứa Tư rồi, hi hửng hỏi. Vậy tối nay có tới chỗ chị Vãn Tình tâm sự không? Chết đi, người ta lo thối ruột, cậu còn ở đó là đùa được. Đám Thịnh Thanh ở bên cạnh, không tiện tán tỉnh Hứa Tư, Trương Khác hỏi vài chuyện công việc rồi tắt máy. Mấy người giúp Trương Khác vừa ở cục công an ra, phải đi tắm rửa bỏ xui xẻo trước, trong phòng chỉ có Thịnh Thanh, Thiệu Chí Cương, Trương Khác, Ngô Thiên Bảo. Trương Khác hỏi Thịnh Thanh, tôi còn chưa biết tên của mấy người huynh đệ. Phó Tuấn. Sau này Khác thiếu gia có chuyện cứ gọi hắn, gọi là Tuấn Ngốc cũng được, hắn ăn cơm tù 6 năm. Trương Khác nghĩ Thịnh Thanh không thể dẫn người quá xấu qua bên cầu Từ Phượng, hỏi. Vì sao? Vợ hắn bị người ta ức hiếp, khi đó còn là bạn gái của hắn đâm kẻ đó, bị phán 10 năm, vợ hắn một lòng chờ đợi, nhà hắn không có tiền lo lót, hắn phải lao động khổ cực được giảm xuống 6 năm, năm nay mới 29, trông có vẻ trên 30.
Thời buổi này người đàng hoàng còn mất việc, hắn tìm đâu ra việc làm. Mấy ngón nghề của tiểu hạ là học từ đó đấy. Nhớ cảnh Đỗ Phi bị Thịnh Hạ bẻ chéo tay ra sau, Trương Khắc cười. Vậy sao lại gọi là Tuấn ngốc? Cũng chẳng phải ngốc mà là dại. Thịnh Thanh chỉ Thiệu Chí Cương. Thiệu ca biết đấy. Nếu nói dại phải là vợ hắn dại, lúc đó có ai chịu để con gái mình đợi một thằng tù 10 năm? Vợ hắn cương quyết rạch mặt chứ không chịu trong nhà gả cho người khác, Phó Tuấn ra tù, chỗ Thịnh Thanh có không ít cô em tươi trẻ, nhưng hắn chỉ yêu bạn gái. Vợ hắn tuy mặt hủy rồi, nhưng sinh được hai đứa con gái xong sinh ai thấy cũng phải yêu. Trương Khắc gật gù. Lão Thịnh, nhờ anh một việc. Khắc thiếu gia cứ sai bảo. Tôi muốn Phó Tuấn tới công ty tôi, khuyên anh ta giúp tôi. Thịnh Thanh sảng khoái đồng ý. Phó Tuấn không hợp với cuộc sống nguy hiểm của chúng tôi, được theo Khắc thiếu gia là phúc của cậu ấy. Có qua phải có lại, Trương Khắc nói. Chuyện đĩa lậu của anh tôi có thể tiến cử một người. Phó giám đốc cũ của nhà máy Ái Đạt rất am hiểu chuyện làm hàng giả, tôi sẽ nghĩ cách làm cho hắn thất nghiệp, anh đứng nói tôi dở trò xấu sau lưng đấy. Thịnh Thanh gật đầu. Trong tay Khắc thiếu gia cất giấu thật nhiều người. Nói thật nhé, muốn dựa vào đó kiếm cơm lại không tìm được người thích hợp, anh đi đâu mua máy? Trương Khắc lấy ra một tờ danh thiếp, viết số điện thoại liên lạc trên đó. Nhà máy này năm nay đào thải một dây chuyền in đĩa CD, anh tới Hồng Kông xử lý đi. Hiện giờ đầu đĩa công năng chưa tốt lắm, anh làm cái ngành này chỉ có thể dựa vào cái tiếng kiếm lối. Thịnh Thanh cầm lấy tờ danh thiếp như châu báu, hắn không ngờ Phó Tuấn thuận đường đi qua giúp Trương Khắc một việc nhỏ làm thái độ của y thay đổi hoàn toàn. Thịnh Thanh không biết chuyện phát sinh đằng sau, nghe nói đám Phó Tuấn bị bắt vào cục công an, còn định nhờ quan hệ đưa người ra, không ngờ bạn trong cục nói vấn đề rất nghiêm trọng, bọn họ đụng phải người không thể chọc vào. Khi ấy Phó Tuấn cũng không nói là giúp Trương Khắc. Chỉ đến khi Trương Khắc gọi điện báo mới biết Phó Tuấn lần này gánh việc thay cho Trương Khắc. Người này thật không đơn giản, chẳng giống như con trai Đỗ Tiểu Sơn, suốt ngày bám đuổi em gái mình, tâm tư nhìn một cái là thấu ngay. Trương Khắc lại nói, tôi muốn nói một câu, anh đừng cho là khó nghe. Sao có thể chứ ạ, tôi luôn mong được Khắc thiếu gia chỉ bảo mà. Anh cần tìm một cố vấn pháp luật, công ty anh cần nó hơn công ty bình thường đấy. Trương Khắc thấy Thịnh Thanh nghe vào. Quay sang. Lão Thiệu, công ty anh cũng thế, tâm tư của anh tôi rất hiểu, trận hỏa hoạn ở Sa Điền sáng nay, mọi người có cảm giác gì? Trương Khắc vừa nhắc tới chuyện Sa Điền thì Trương Chi Phi đẩy cửa đi vào, bực tức nói. Sa Điền vừa gặp hỏa hoạn, Chu Phú Minh liền yêu cầu ban ngành có liên quan xử lý thỏa đáng, phải thể hiện sự quan tâm của chính phủ với người dân, chúng đúng là theo sát từng bước, không chịu buông lỏng chút nào. Trương Khắc nhích người. Để chú ngồi xuống bên cạnh xong mới nói. Điều này cũng chẳng nói lên điều gì. Chú chỉ ngứa mắt cái thói thừa lúc cháy nhà hôi của bọn chúng thôi. Trương Chi Phi bất kể cốc trước mặt là bia hay rượu, tu một hơi hết sạch. Vốn không mấy hy vọng, giờ thì hay rồi, Chu Phú Minh có thể quang minh chính đại xử lý mảnh đất đó, e 2-3 ngày là quyết định được chủ của nó. Mảnh đất đó nếu lấy ra khai phát đương nhiên không thể làm chủ cũ của nó xây lại nhà. Phương án xử lý ổn thỏa nhất Chu Phú Minh ra lệnh tất nhiên là mau chóng giải tỏa. Chương 167, hiếm khi về nhà. Trương Khắc cười tít mắt. Hai cô bé đúng là. Cảm giác sau lưng có động tĩnh, quay đầu lại thấy hai tiểu nha đầu đang đổi chỗ cho nhau, đại khái đây là trò chơi ưa thích của các cặp song sinh. Trương Khắc bẹo má cô em Tích Dung tính cách hoạt bạt hơn, nói. Em là Tích Dung chứ gì, khi em cười khóe mắt sẽ cong lên trên, chị em thì không. Tiểu nha đầu Tích Dung nhìn Trương Khắc chăm chăm, hỏi rối rít. Thật sao, thật sao? Rồi không đợi trả lời vội vàng bò lên bàn soi gương. Trương Khắc nói với Phó Tuấn. Giám đốc Cẩm Hồ có cô con gái, tuổi chừng hai cô bé này, lần sau tới Hải Châu, không lo không tìm được bạn để chơi rồi. Mới nói được một nửa thì bị tiểu nha đầu Tích Dung giật tóc hỏi. Bây giờ em cười mắt còn cong lên không? Trương Khắc bị giật tóc phát đau. Không hiểu để chỉ đồng ở cùng hai tiểu yêu tinh lừa người làm vui này có phải là chủ ý hay không? Lý Minh Du mỉm cười. Bình thường tôi dựa vào khác biệt của hai đứa nó khi cười mà nhận ra được, bị cậu nói ra, lại hỗn loạn một thời gian nữa rồi. Phó Tuấn nhà nghèo, nhưng Tích Dung Tích Phú ăn mặc gọn gàng chỉnh tề, quá nửa là công lao của Lý Minh Du. Trương Khắc vốn định tới nhà Phó Tuấn chơi một lúc thôi rồi đi, y còn có việc phải nói với chú. Không ngờ hai tiểu nha đầu lại đáng yêu như thế, ở lại nhà Phó Tuấn chơi rất lâu,
cũng nói chuyện rất nhiều. Phó Tuấn và Lý Minh Du yêu nhau từ thời cao trung, Phó Tuấn vì nhà nghèo, tốt nghiệp xong tham gia quân ngũ, cha của Lý Minh Du, chú ruột Lý Minh học là Phó Viện trưởng Học viện Hải Châu. Lý Minh Du bị người ta làm nhục, cha cô vì thanh danh của con gái và tiền đồ không làm to chuyện lên, lúc đó Phó Tuấn vào bộ đội làm lính đặc chủng được 3 năm, hắn xin phép về nhà, ột dao phế luôn tên khốn nạn kia. Phó Tuấn vì thế ngồi tù 6 năm, Lý Minh Du cũng vì lời đồn thổi bóng gió không tiếp tục học được nữa, cha cô cho rằng nhịn nhục chịu đựng có lẽ làm việc kia trôi đi, nên nhận định Phó Tuấn đã hủy cả đời con gái mình, không ngờ con gái lại cam tâm chờ đợi Phó Tuấn, khi bị ép uổng còn không ngại hủy dung mạo của mình, thế là khoảng cách giữa hai thế hệ dường như không thể khép lại được nữa. Phó Tuấn, Lý Minh Du đặt tên con là Tích Dung, Tích Vũ là có ý ám chỉ. Lý Minh Du làm việc ở nhà máy dược phẩm. Thu nhập của hai vợ chồng tạm được, chỉ là cha Phó Tuấn quanh năm ho suyễn, cha mẹ đều không có việc, còn cả bà nội già yếu, cuộc sống rất vất vả. Tích là tiếc, Dung là dung mạo, Vũ là chim anh Vũ, thường dùng ví von với nam nhân trẻ tài ba. Hiềm khích giữa hai vợ chồng với cha Lý Minh Du rất sâu, lại sống dưới đáy xã hội, thân thích trong nhà đều ở giới giáo dục nên không có qua lại. Trương Khắc trước khi đi có nói với Phó Tuấn, Lý Minh học là người không tệ. Có cơ hội anh nên làm quen. Trương Khắc định về nhà ngủ, không ngờ tốn thời gian tới tận đêm khuya, nói với chú. Hay tới chỗ cháu làm cốc cà phê cho tỉnh táo. Trương Chi Phi luôn cho rằng Trương Khắc không nói thật với mình chuyện cải tạo Sa Điền là do có đám Thiệu Chí Cương, nên dù Trương Khắc không mời tới nhà trọ thì ông ta cũng bám theo. Cẩm Hồ vì sao không hứng thú với Sa Điền? Cháu giao Cẩm Hồ cho Tả Vãn Tình rồi, ba cháu lại không quản mảng này, cháu còn lo gì nữa? Trương Chi Phi nói thẳng suy nghĩ của mình. Ngân hàng khống chế tiền vay rất nghiêm, Cẩm Hồ vay mấy ngàn vạn là nhờ thượng tầng, phân ngạch chia tới nhà máy giấy ở dưới rồi, dựa vào vốn tự có, chẳng mua nổi một mảnh đất ra hồn, nói gì tới phá đi xây lại. Trương Chi Phi chưa chịu tin. Cẩm Thành có thể kiếm tài chính từ tập đoàn Tân Thành ở Tân Gia Pha, Hải Dụ chẳng lẽ không có năng lực này. Thu hút đầu bên ngoài vào địa ốc là con đường không tệ, trước năm 97, rất nhiều nơi học cách này. Không ngờ cơn bão tài chính Đông Nam Á ập tới, những quỹ tài chính kia chạy hết, vì địa ốc trong nước trọng thương. Trương Khắc thấy thái độ của chú rất kiên trì, hỏi. Là do chú muốn tiến quân vào ngành địa ốc, hay đây là quyết định nhất trí của cổ đông Hoành Viễn? Chú mặc dù là tổng giám đốc của Hoành Viễn, nhưng cổ phần chưa tới 30%, khuynh hướng cá nhân của chú theo sát bước tiến của Cẩm Hồ, ít nhất cũng phải đợi khơi thông đoạn sông từ cầu Thanh Long tới cầu Tứ Phượng xong mới là thời cơ quyết định ổn thỏa. Trương Khắc thở dài, không ngờ toàn thể cổ đông Hoành Viễn quyết định. Cháu có thể khẳng định chắc chắn với chú, trong vòng 2 năm Cẩm Hồ không tiến vào ngành địa ốc, Hoành Viễn có gấp cũng vô ích, chính phủ lúc này chỉ là thí điểm, có giải tỏa toàn bộ khu phía Tây hay không hiện giờ chưa ai có thể xác định. Cháu tưởng mọi người đợi nổi sao, bên phía cầu Từ Phượng cháu cải tạo một chút, giờ một mẫu không có 100 vạn đừng mơ tới, hiện giờ ba cháu thi điểm chợ bán buôn gì đó, đợi cải tạo xong, đợi nó làm xong. Lúc đó giá đất trong tứ thành sẽ tăng vọt, hiện giờ mọi người đều đang tranh thủ thời gian trước khi chợ bán buôn xong. Tất cả đều do giá đất gây họa, ai cũng thèm đất của Sa Điền, không chỉ Hoành Viễn, chỉ e Thiệu Chí Cương cũng chỉ đồng ý mặt ngoài, không nghe lời khuyến cáo của y. Đơn thuần từ góc độ giá đất mà nói, chỉ cần nội bộ xí nghiệp có đủ tài chính thì gom đất không có lúc nào là quá sớm cả, một số chuyện đã không phát theo tiến trình dự tưởng của Trương Khắc. Trương Khắc đứng ở trước cửa sổ. Nhìn xe của chú rời khỏi tiểu khu, đêm đã khuya, xa xa đèn đường tỏ sáng dịu dịu, Trương Khắc không buồn ngủ, kéo ghế ra cửa sổ, ngồi ngắm bóng đêm quyến rũ. Hoành Viễn dù sao không phải do một mình chú có thể định đoạt, trước kia vì để công ty có cơ sở tốt, nên kéo một số ban ngành và cá nhân có liên hệ chặt chẽ với thành phố vào tham dự cổ phần, nghiệp vụ mau chóng được triển khai, còn được nhận khai thông sông Sơ Cảng ở đoạn trọng yếu, song cái giá phải trả không phải là không có. Tạm thời chỉ đành như thế, hy vọng thành phố có thể khống chế được tiết tấu, cho dù Hoành Viễn có lún vào, một thời gian nữa Cẩm Hồ sẽ cứu bọn họ ra, lúc đó cảm giác cũng không phải tệ. Nghĩ nhiều cũng vô ích, mặc dù không buồn ngủ, nhưng ngày mai còn cả đống chuyện đau đầu, Trương Khắc ép mình tắt đèn lên giường ngủ. Hành động của thành phố làm người ta không theo kịp, ngày Tống Bồi Minh kiếm được 500 vạn cho Ái Đạt vay, phương án cải tạo thành cổ Sa Điền của thành phố cũng được tỉnh phê duyệt. Thành phố quyết định phân vùng cải tạo đầu tiên cho công ty địa ốc Cẩm Thành. Vì muốn biết thêm chi tiết, Trương Khắc hiếm có được một buổi về nhà ăn tối, làm mẹ y ngạc nhiên không thôi.
Ồ, cậu chắc là mình không nhầm nhà chứ ạ? Trương Khắc xấu hổ lắm, bị mẹ châm chọc, chỉ còn nước yếu đuối cầu xin, chạy xuống bếp giúp mẹ rửa rau làm cơm lấy lòng. Trương Chi Hành về nhà trước giờ cơm càng làm Lương Cách Chân ngạc nhiên không thôi. Hôm nay là ngày đặc biệt gì mà cả hai ba con về nhà ăn cơm thế? Lương Cách Chân chống cằm suy nghĩ một lúc mới vỗ đùi reo lên. Hai cha con mà không về thì em quên mất hôm nay là sinh nhật của mình. Trương Khắc ngớ người, giấu tay sau lưng tính lịch âm, đúng là sinh nhật của mẹ rồi. Ngẩng đầu lên thấy cha mặt tỏ ra hổ thẹn, hiển nhiên là không ý thức được, thật nguy hiểm, quên mất sinh nhật một phụ nữ là chuyện cực kỳ đáng sợ. Vẻ mặt giật mình chỉ thoáng qua trên mặt Trương Khắc, chớp mắt cái đã làm bộ ủ rũ vì bị lật tẩy. Định ăn tối xong ẹ một bất ngờ, quà con và ba chuẩn bị còn ở trong phòng. Còn có quà cơ à? Lương Cách Chân thực sự bất ngờ. Hai ba con còn nghĩ tới mua quà ẹ sao? Trương Chi Hành theo Trương Khắc vào phòng y, chột dạ hỏi. Con chuẩn bị quà thật à? Chương 168, chưa chịu từ bỏ. Làm gì có ạ, may mà hai ngày nữa là sinh nhật của Thanh Thanh, con chuẩn bị trước vài thứ giấu trong nhà, sợ để ở nhà trọ bị bạn ấy phát hiện, ba chọn một món phù hợp với phụ nữ tuổi mãn kinh đi. Cút, có đứa con nào nói mẹ như thế không? Trương Chi Hành cười đưa tay gõ đầu con, bảo y mau chọn quà. Bất kể là món quà gì đều quá trẻ trung, Trương Khắc và cha đành chọn một bộ váy dạ hội màu xanh ngọc ra làm quà. Lương Cách Chân vui mừng ướm váy lên người, ngượng ngùng nói. Mẹ mà mặc được bộ này sao? Mặc thế này còn dám ra đường nữa à, quá trẻ. Trương Khắc nghĩ bụng, có thách mẹ cũng không dám mặc váy trễ cổ thế này ra ngoài. Cười nịnh nịnh bợ. Mẹ không già chút nào, khi chọn quà con còn nói phải chọn thêm một bộ trang điểm, ba còn nói với làn da của mẹ tuyệt đối không cần, nên mới chọn bộ váy này. Nhìn dáng vẻ sướng ngất ngây của mẹ, Trương Khắc thầm nghĩ. Nữ nhân bất kể là mười mấy tuổi hay bốn mấy tuổi, được người khác khen xinh đẹp, đầu óc liền trở nên chậm chạp. Miễn cưỡng qua ải, Trương Khắc thấy cha nháy mắt, đem chuyện rửa thức ăn đẩy ẹ đang lâng lâng đi làm, y tới phòng khách, ngồi xuống ghế sofa hỏi cha chi tiết chuyện địa ốc Cẩm Thành. Cuộc họp thường ủy về nguyên tắc thông qua phương án tập đoàn Cẩm Thành đề xuất, mảnh đất 40 mẫu đó giá chuyển nhượng là 560 vạn, thành phố sẽ an bài phí giải tỏa theo nguyên tắc. Nghe nói Cẩm Thành sẽ giao cho công ty giải tỏa cấp dưới ủy ban mậu dịch với giá 800 vạn. Mỗi mẫu đất chưa tới 30 vạn mà thành phố không có ý kiến bất đồng sao? Triệu Cẩm Vinh chuyến này hẳn đã đưa ra phương án khai phát rồi. Ừ, là một kiến trúc hơn 30 tầng, thiết kế chi tiết không đưa ra, 7-8 năm rồi không có công trình nào cao hơn khách sạn Tây Thành, cho nên phương án của Cẩm Thành làm thành phố rất thỏa thuê, vì thế không ai phản đối. 30 tầng. Trương Khắc thốt lên. Ít ra cũng phải đầu tư hơn 200 triệu, Cẩm Thành kiếm đâu ra tiền. Một phần do Cẩm Thành bỏ, tập đoàn Tân Thành bỏ một phần, còn thành phố ra mặt giải quyết vốn vay ngân hàng. Chủ yếu là thành phố ra mặt vay giúp đúng không ạ? Trương Khắc nghĩ tiền trong tay Cẩm Thành không thể qua nhiều, Tân Thành cũng không thể mạo hiểm đem quá nhiều tiền đầu tư ở Hải Châu, cho nên Triệu Cẩm Vinh dám mạnh tay là vì dựa vào cây đại thụ Chu Phú Minh. Phương án cụ thể chưa đưa ra, nhưng chắc là thế. Thấy cha không có ý kiến gì, Trương Khắc nghĩ, chắc là cha cũng hy vọng thấy Hải Châu có kiến trúc cao hơn 100 mét rồi. Từ việc Vạn Dũng phân quản cục cải tạo, xây dựng thành phố có thể thấy Đường Học Khiêm đã lựa chọn thỏa hiệp với Chu Phu Minh ở mức độ nào đó rồi. Đường Học Khiêm không can thiệp vào chuyện cải tạo Sa Điền, Chu Phú Minh im lặng về chuyện City cổ phần Hải Châu, chính trị là thế cần bình hành, Đường Học Khiêm phải tính toán cho lợi ích chính trị của ông ta, nhưng quyền chủ động cải tạo Sa Điền nằm trong tay đám người Chu, Vạn. Triệu làm Trương Khắc đau đầu. Quan viên trung niên thì nghĩ tới tiến bộ trên sĩ đồ, còn quan viên sắp nghỉ hưu thì tình cho cuộc sống về sau. Chu Phú Minh đã 55, chắc là có loại tâm thái này. Lương Cách Chân đã cơm nước sẵn sàng, gọi hai cha con vào ăn, thấy Trương Khắc ngồi trên ghế chau mày, nạt. Mấy cái tuổi đầu đã cau mày nhăn chán, rõ ràng là thằng nhóc học cao trung mà đi đâu cũng làm người ta tưởng hai mươi mấy. Trương Khắc sờ tay lên chán, cười khí. Đâu già đến thế ạ? Con lấy kính ra mà soi xem, chẳng hiểu gần đây con bận cái gì, điện thoại nhà trọ gọi không được, tay suốt ngày cầm di động, không sợ quá phô trương à? Lương Cách Chân mắng con trai. Con ở trường không chịu yên phận, cô giáo Lý cũng lạ, sao không gọi điện về nhà? Trương Chi Hành mơ hồ biết chiếc Audi biển quân đội là chuyên dụng của Trương Khắc, từ tháng 3 con trai lại dùng di động,
nghĩ Tạ Vãn Tình có dung túng Trương Khác đến đâu cũng phải có giới hạn, trong lòng ít nhiều cũng hoài nghi, lúc này vợ nhắc tới, liền hỏi. Phía bên Cẩm Hồ rốt cuộc con tham gia bao nhiêu? Trương Khác thấy nên cho cha mẹ biết phần nào, tránh cha khỏi bị động, nhưng không trả lại trực tiếp mà hỏi mẹ. Mẹ ơi, nếu con có nhiều tiền, mẹ có ngạc nhiên lắm không? Lương Cách Chân cười. Nếu con kiếm được nhiều tiền, mẹ nghỉ hưu sớm về nhà chăm sóc hai ba con. Lúc này Trương Khác mới trả lời cha. Thực ra trước ra con luôn tham gia chuyện kinh doanh ở Cẩm Hồ, ba đừng lo nếu hai năm tới cha lên phó sở sẽ nhậm chức ở nơi khác. Trương Chi Hành không ngạc nhiên mấy. Con chiếm bao nhiêu phần trăm? Trương Khác nói xong, bị mẹ sờ tay lên trán, nghi hoặc nói. Có sốt đâu nhỉ, con chừng này tuổi thì làm được cái gì, không phải con nói làm công cho Cẩm Hồ sao? Trương Khác thành công khiến người khác nhận định y có tư cách tham dự cuộc chơi của người lớn, nhưng trong mắt mẹ y, vĩnh viễn là thằng nhóc, né đi không ẹ sợ chán, cười có chút cuồng ngạo. Người vị thành niên trong nước mở công ty nhiều lắm, quản lý công ty cũng không khác chuyện quan trường là bao, mẹ nói xem ba suốt ngày làm gì, chẳng phải chỉ tay sai phái chuyên gia bán mạng cho ba sao. Trương Chi Hành cười xấu hổ, chuyện thường nhật của City cổ phần Hải Châu ông giao cho Lý Minh Học phụ trách, ông chỉ phụ trách gây dựng bộ khung công ty, còn là kết quả sau khi thảo luận với con. Nhưng con còn nhỏ quá. Lương Cách Chân vẫn không tin. Chị Vãn Tình có người em họ năm 18 tuổi sáng lập một công ty lớn nổi tiếng toàn quốc, trước khi đi du học năm 20 tuổi, tài sản công ty đã lên tới 6.000 vạn, con trai mẹ sao không thể bằng người ta. Vì lời nói có sức thuyết phục hơn, Trương Khác đành đem tên tiểu tử mà y căm ghét ra làm ví dụ. Trương Chi Hành và Lương Cách Chân không moi được con số cụ thể từ miệng Trương Khác, nhưng thấy con lấy Tạ Kiếm Nam ra so, Trương Chi Hành cười không tán đồng lắm. Kiêu ngạo cũng phải có lý để kiêu ngạo, Tạ Kiếm Nam trước khi du học, bán công ty cho Chính Thái, đổi lấy 8% cổ phần của Chính Thái, thành người sở hữu cổ phần Chính Thái nhiều thứ hai trong nội bộ nhà họ Tạ, đám người cùng bối phận không thể so được. Nhà họ Tạ gây dựng ở Tân Thái, phất lên ở Huệ Sơn, mặc dù bối cảnh chính thương rất sâu, nhưng trong chính giới, trợ lực trực tiếp là mẹ của Tạ Kiếm Nam, Chu Cẩn Du được điếu tới Huệ Sơn từ chủ nhiệm ủy ban mậu dịch tới thị trưởng mất 8 năm, 8 năm đó cũng là 8 năm căn cơ Chính Thái đứng chân ở Huệ Sơn. Sau khi Chu Cẩn Dụ tới Huệ Sơn, chồng bà ta Tạ Hán Minh rút đầu tư khỏi Chính Thái, nhưng thực tế vẫn là một trong số những người có sức ảnh hưởng nhất ở Chính Thái. Nhà họ Tạ tuy không có ai trực tiếp lăn lộn trong quan trường, nhưng thông qua quan hệ thông gia, cũng lập nên mạng lưới dày đặc ở quan trường, ví dụ kiểu Tạ Hán Minh lấy Chu Cẩn Du, Tạ Vãn Tình gả cho Từ Chí Minh kể mãi không hết. Nói ra Tạ Vãn Tình và Từ Chí Minh kết duyên còn là do Chu Thúc Huệ mai mối, bà ta là chị họ xa của Chu Cẩn Du. Từ Học Bình là chỗ dựa lớn nhất của Trương Chi Hành và Đường Học Khiêm, cho nên họ sớm nghiên cứu thấu đáo quan hệ trong đó, song lần này Tạ Kiếm Nam gặp họa ở Hải Châu, Chu Cẩn Du gọi điện làm hai người như gặp đại địch, không ngờ Tạ Kiếm Nam cuối cùng tự rút lui, bọn họ không hề hay biết Trương Khác giở trò bên trong. Chuyện Trương Khác tham dự kinh doanh Cẩm Hồ đã là sự thực, Trương Chi Hành đành an ủi bản thân, thăng quan còn là chuyện xa vời, tới lúc đó giải quyết chuyện này cũng không muộn. Lúc ấy chỉ có hai khả năng. Hoặc Trương Khác rút đầu tư ở Cẩm Hồ, hoặc Trương Chi Hành tới nơi khác nhậm chức. Dù sao ông ta có cơ sở ở Hải Châu chưa tới lúc vạn bất đắc thì không muốn ra ngoài nhậm chức. Chương 169, mẹ con xung đột. Lưu Phân và mẹ Hứa Tư lên xe, thì Vệ Trung nhìn chiếc xe đi vào nhà bực bội dậm chân, phải đợi mãi mới có được một người thân tới, liền kéo cùng vào nhà. Lưu Phân nhìn vẻ mặt thì Vệ Trung là biết ngay ông ta đợi Trương Khác, có ý trêu tức. Lên xe rồi cũng không nói đỡ cho ông ta. Mượn danh Trương Khác vay tiền đảm bảo nên Lưu Phân quay về nhà máy làm việc rất thuận lợi, đúng lúc nhà máy điều chỉnh cương vị và lương bổng, đề bạt nhiều vị trí kỹ thuật quản lý, Lưu Phân điều tới cấp trợ lý quản lý, lương từ 300 đồng một tháng trước tai nạn, tăng vọt lên 1.200, vào thời đó lương 2.000 một tháng là đủ khoe khắp nơi rồi. Lưu Phân và Trần Kỳ kết hôn sống với nhau bao năm, đây là lần đầu tiên thở phào về vấn đề tiền bạc. Càng cảm thấy quý trọng đồng tiền, quyết không thể để con gái giống mình khi còn trẻ, ương bương cho rằng chỉ cần tình yêu là đủ. Bữa cơm hôm mùng 2 Tết, Chu Phục nói chiếc kẹp tóc Trần Phi Dung dùng gắn kim cương thật làm cô hờn giận làm hỏng chiếc kẹp tóc, từ đó Lưu Phân liền chú tâm tới Trương Khác. Quay về nhà máy làm việc, Lưu Phân hỏi Chu Phục chiếc kẹp tóc kia rốt cuộc là thật hay là giả, Chu Phục tuy sửa lời, nhưng miệng lại gán ghép Trương Khác với Trần Phi Dung. Lưu Phân khỏe lại rồi. Hay đi dạo phố, để ý xem xét,
nhận ra khác biệt giữa kim cương giả và thật, càng nghĩ càng khẳng định kim cương đính trên chiếc là thật. Tuy chiếc kẹp tóc đó đính toàn kim cương nhỏ, có lẽ không quá đắt, nhưng vẫn khiến người ta khao khát. Trương Khắc sau Tết bận chuyện của Ái Đạt không có cơ hội tới viện cờ chơi, nhà Hứa Tư cũng không đến, càng không xuất hiện trước cửa nhà Trần Phi Dung. Trong mắt Lưu Phần do lần đó xảy ra chuyện không vui, Trương Khắc đã bỏ ý định với con gái mình, lòng tiếc nuối vô cùng, giận luôn cả con gái. Nhưng Lưu Phần chưa từ bỏ hy vọng, dù sao Trương Khắc và con gái bà ta cùng trường, nên thi thoảng hỏi con gái chuyện Trương Khắc ở trường. Trần Phi Dung tất nhiên không muốn nhắc tới Trương Khắc, huống hồ sau Tết thời gian Trương Khắc trốn học nhiều hơn thời gian y ở trên lớp, cô cũng chẳng biết chuyện gì về y. Lưu Phân thường dục con gái hẹn Trương Khắc tới nhà ăn cơm, nói thế nào số tiền kia cũng vay dưới danh nghĩa Trương Khắc, song Trần Phi Dung cao ngạo nhạy cảm, sao chịu làm chuyện lấy lòng Trương Khắc. Vì thế hai mẹ con rất hay cãi nhau. Bỏ đi ra cảnh, Lưu Phân thấy cậu chàng Trương Khắc này rất đẹp trai, dáng cao lưng thẳng, mắt sáng mày kiếm. Khí chất lại hết sức văn nhã, thái độ với mọi người lại luôn lịch thiệp ôn hòa. Lưu Phân nghĩ mãi không ra có điểm nào khiến con gái không vừa lòng, có lần mẹ con cãi nhau gay gắt, Trần Kỳ khuyên. Có người mẹ nào lại khuyến khích con gái yêu sớm không? Lưu Phân lườm chồng. Anh lừa được em lúc mấy tuổi hả? Trần Kỳ tắc tị. Lần này gặp lại Trương Khắc, Lưu Phân hoàn toàn lấy con mắt mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thấy thích. Trương Khắc sao gần đây không thấy cậu tới tìm Dung Dung nhà tôi chơi? Trương Khắc thầm nghĩ, cháu lâu đâu ra lá gan đó. Chả hiểu sao quan hệ giữa Phi Dung và Đường Thanh lại tốt như thế. Thi thoảng y cũng gặp Trần Phi Dung ở trường đấy, nhưng ngay cả trêu cô một câu cũng chẳng dám, nói gì tới nhà chơi. Trương Khắc đáp qua loa. Gần đây cháu hơi bận ạ. Ừ, bài tập cao trung rất căng. Lưu Phân tự tưởng tượng theo ý mình, nói. Thành tích Dung Dung rất tốt. Lại hơn cậu một lớn, để nó phụ đạo cho cậu nhé. Lưu Phân nói như thế làm mẹ Hứa Tư hơi xấu hổ, cười ngượng nói. Con bé Tiểu Tư này, gần đây bận công việc, chẳng biết có dạy Tiểu Khác tử tế không? Trương Khác rất thích nghe câu này, hận không thể kéo Hứa Tư tới để mẹ cô giáo huấn một hội, sau đó bài ba ngày lại bắt tới phụ đạo buổi tối in. Chuyện Dư Y và Hứa Tư bị Tạ Vãn Tính biết rồi, Tạ Vãn Tình cũng sẵn lòng yểm hộ cho họ. Ai dè hai người đã vợ chồng ân ái mấy lần rồi, Hứa Tư vẫn xấu hổ không chịu kiếm cớ tới chỗ Tạ Vãn Tình ở qua đêm, làm Trương Khắc chỉ nhìn không ăn được, tức phát điên. Lưu Phân tỏ ra rất thân thiết với Trương Khắc, vì thân thích thi vệ chung chưa tới đủ, nên mời Trương Khắc vào nhà trong chơi, Hứa Tư đang tiếp chuyện thân thích, thấy Trương Khắc tới, hỏi. Cậu tôi ra ngõ đợi cậu mà, cậu không thấy à? Lưu Phân cười khúc khích. Vệ chung thích sĩ diện hảo, cho chạy gãy chân. Trương Khắc giờ mới hiểu chi vệ chung ở trước mặt Lưu Phân ngại không dám nói là đón mình. Lưu Phân không vội vào trong, để mẹ Hứa Tư vào giúp chuẩn bị. Hứa Tư đưa cho Trương Khắc hai phong bao đỏ. Cậu tôi rất chú ý tới thể diện. Vì có mặt Lưu Phân ở đó, cô nói thêm. Cậu tôi sẽ không nhận đâu, ăn xong nhớ trả lại thôi. Hai phong bao đỏ, một tất nhiên là chuẩn bị cho Phó Tuấn, Phó Tuấn cười nói. Tôi tới ăn trực, sao để chị trả tiền được? Tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Lưu Phân ban đầu chỉ nghĩ Phó Tuấn lái xe đưa Trương Khắc tới, lúc này mới hỏi thân phận của hắn. Vị này là ai vậy? Hứa Tư giới thiệu. Phó Tuấn, lái xe mới tới công ty, dì Phân chưa được gặp. Hiện giờ giữ quan hệ mật thiết với nhà máy giấy Tân Quang, đặt cơ sở bồi dưỡng nhân viên ở đó, Lưu Phân cũng rất quen thuộc nhân sự của Cẩm Hồ, nếu chẳng phải thời gian qua Trương Khắc bận việc ở Ái Đạt. Nói không chừng Lưu Phân thi thoảng tới Cẩm Hồ làm việc còn gặp y. Lưu Phân nghe giới thiệu xong đưa tay ra. Vậy sau này là người quen rồi, tôi là Lưu Phân kế toán của nhà máy Tân Quang. Trương Khắc lần trước gặp hai chị em Tích Vũ Tích Dung, trong lòng hết sức yêu thích, nên bảo Phó Tuấn đánh xe về đón người nhà tới. Chưa tới giờ mở tiệc người cũng chưa đủ, trong quán toàn là người thân của cậu Hứa Tư, Trương Khắc ngồi đó không tự nhiên, Lưu Phân nhiệt tình mời y vào nhà mình trước, Trương Khắc theo vào. Trần Phi Dung lúc này đang làm bài ở nhà chính, ngẩng đầu lên thấy Trương Khắc, mặt chẳng có biểu cảm già, thấy mẹ mình mới Trương Khắc ngồi xuống chơi, liền dọn dẹp sách vở nói. Con ra ngoài giúp ba. Lưu Phân theo con gái ra ngoài, một lúc sau Trần Phi Dung cầm bình nước đi vào, Lưu Phân không thấy đâu, Trương Khắc chủ động nói. Bên ngoài toàn người tôi không quen, cô cứ kệ tôi ngồi đây là được. Trần Phi Dung lãnh đạm nói. Tôi ngồi đây làm bài.
cậu đừng nói với mẹ tôi là tôi không để ý tới cậu đấy. Té ra Trần Phi Dung cãi không lại mẹ nên đành quay lại tiếp Trương Khác. Trần Phi Dung chỉ thấy được mặt ngoài hoàn khố ngang ngược của Trương Khác, nên tất nhiên có thành kiến rất sâu với y, chỉ là sau khi làm bạn với Đường Thanh, thêm vào cả học kỳ này Trương Khác không trêu ghẹo mình, nên cũng không ghét y như lúc ban đầu nữa. Cô chỉ hết sức phản cảm vì mẹ thực dụng hám lợi, cho nên mới không có thái độ vui vẻ gì với Trương Khác, đặt bình nước lên bàn sao cho che đi tìm nhìn của y rồi lấy sách vở ra học. Hứa Tư bị thân thích quấn lấy nói chuyện, Phó Tuấn đi đón vợ và con, Trương Khác hết sức buồn tẻ ngồi rót nước uống một mình, cố y đặt bình nước che tầm nhìn của mình ra chỗ khác, Trần Phi Dung thấy vậy chỉ liếc mắt nhìn y một cái, không nói gì. Trương Khác cầm cốc nước lên, lợi dụng thổi nước cho nguội, ngắm nhìn Trần Phi Dung qua làn hơi nước, thấy Trần Phi Dung đang cắn bút nghĩ bài nghĩ, hàng mi cong thi thoảng rung lên một cái, khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn hết sức sinh động, làn da trắng phơn phớt sắc hồng khỏe khoắn, ngắm nhìn mỹ nhân đúng là một sự hưởng thụ tuyệt vời. Lúc này ánh tà dương bên ngoài đã chiếu tới chân tường viện tử, trong nhà chính chưa bật đèn, nên trông u ám hơn rất nhiều. Trong bóng tối Trần Phi Dung mang tới cho người ta một vẻ đạp trầm lặng sâu sắc. Cho dù không được mỹ nhân ưa thích, nhưng ngồi đây ngắm cô cũng đủ rồi, Trương Khác đủng đỉnh hớp từng ngụm nước nhỏ, dù bữa tiệc này có ăn muộn một vài tiếng thì Trương Khác cũng chẳng có ý kiến. Trần Phi Dung luôn dung khóe mắt nhìn Trương Khác, thấy y chăm chú nhìn mình, cô làm sao mà tập trung làm bài được. Cảm giác như có gai sau lưng, khiến cô thấy rất bức bối khó chịu, chỉ mong bữa tiệc ăn cho sớm. Nhưng lãnh đạo nhà máy của thi vệ trung làm cao, tới 18 giờ 45 còn chưa thấy đâu, tiệc chưa thể bắt đầu. Trần Phi Dung không chịu nổi trước, gập sách lại bực tức hỏi. Nhìn đủ chưa? Chương 170, tiệc lưu thủy. Trương Khác giang tay ra. Hay bạn ình quyển sách nào xem vậy? Trần Phi Dung mím chặt môi, đôi mắt sáng nhìn Trương Khác một lúc, đem cuốn độc giả dưới chồng sách cho Trương Khác. Trương Khác cầm lấy lật vài trang nói. Quyển này lần trước làm bài với Đường Thanh xem rồi. Trần Phi Dung không thể nói tôi đâu cần bạn làm bài cùng. Sao cậu không ra đằng sau tìm thầy Hứa chơi cờ, đành hỏi. Xem sách số học không? Trương Khác lúc lòng phiền loạn thích đem số học ra giải, đó là phương pháp để y tập trung tinh thần, thoát khỏi tâm lý không tốt. Dù tiếc lắm nhưng nếu cứ nhìn Trần Phi Dung chằm chằm, chẳng may cô ta mách với Đường Thanh thì chẳng phải trò đùa. Trương Khác cầm lấy sách bài tập số học cao trung năm thứ hai, uể oải đọc bài, mới phát hiện ra rất nhiều bài phức tạp, y không giải nổi. Trần Phi Dung chỉ cần Trương Khác không làm phiền mình, thấy y cầm bút chì vẽ vẽ gạch gạch trên sách miễn cưỡng chịu đựng, không ngờ Trương Khác đang giải toán thật. Một lúc sau Hứa Tư dẫn hai cô nhóc tinh danh nhà Phó Tuấn tới, vợ Phó Tuấn làm K2, không tới được, thì vệ trung nhờ Phó Tuấn lái xe đi đón người, Tích Dung Tích Vũ chạy vào nhà chính, vừa thấy Trương Khác đã hỏi ngay. Đoán xem em là Tích Dung hay Tích Vũ? Trương Khác bẹo má Tích Vũ. Em mà không líu lo suốt ngày thì anh không biết em là Tích Vũ. Tích Vũ phụng phịu nói với Tích Dung. Đã bảo chị nói trước mà, lại không lừa được anh ấy. Trần Phi Dung vừa thấy hai cô bé trắng trẻo đáng yêu chạy vào thì rất thích, song thấy hai cô bé thân thiết với Trương Khác, đành tiếp tục vùi đầu làm bài. Trương Khác bế cả hai cô bé lên, hai chị em ôm lấy cổ y, Tích Vũ không chịu ngồi yên, nhoài người ra nhìn Trần Phi Dung làm bài, ngắm nghía chán chê, đột nhiên nói với Tích Dung. Chị nhìn xem, bạn gái Trương Khác xinh chưa kìa. Giọng trẻ con nhưng dùng lời người lớn, làm người ta dở khóc dở cười, Tích Dung cũng thỏ đầu nhìn Trần Phi Dung. Trần Phi Dung nghe hai cô bé gọi mình là bạn gái của Trương Khác thì không chịu nổi, lại chẳng thể nổi giận được với hai cô bé khả ái như thế, ngay cả làm mặt lạnh cũng không xong, khuôn mặt xinh đẹp hồng rực, làm Trương Khác nhìn tới ngơ ngẩn. Ánh mắt tham lam của Trương Khác làm Trần Phi Dung bực mình. Nhưng bản tính e thẹn của thiếu nữ khiến cô chỉ có thể quay mặt đi không thèm lý tới y. Trương Khác được thấy dáng vẻ thẹn thùng của cô, cười đắc thắng, bế hai cô bé ra sân, y đói bụng rồi, thấy Trần Kỳ và một đầu bếp mời tới giúp đỡ đang ngồi nhàn rỗi, biết tiệc đã chuẩn bị xong chỉ đợi thi vệ trung báo mở tiệc. Trần Kỳ nói hai lãnh đạo nhà máy cơ khí nông nghiệp chưa tới, thi vệ trung và Hứa Hải Sơn ra ngõ đợi, gọi điện hai lần đều nói sắp tới rồi, đành nhà Phó Tuấn mang xe đi đón. Thế là lại phải đợi, điểm yếu bị cậu Hứa Tư nắm trong tay, Trương Khác đành nín nhịn. Lưu Phân nhìn thấy hai cô bé ngồi trên tay Trương Khác như hai con búp bê xinh xắn, hỏi. Con cái nhà ai mà xinh đẹp thế? Hai tiểu nha đầu nhà Phó Tuấn. Sức Trương Khác không so được với Phó Tuấn,
Phó Tuấn bế hai cô con gái cả tiếng đồng hồ chẳng cảm thấy mệt, Trương Khắc chỉ bế được 5 phút đã muốn bỏ hai tiểu nha đầu xuống. Mỗi cô bé 15kg, bê 30kg trên tay chẳng dễ chịu gì, nhất là tiểu nha đầu Tích Vũ lại ưa hoạt động, Trương Khắc cố được một lúc đành phải thả hai cô bé xuống đất, Tích Dung Tích Vũ chạy ù vào nhà chính tìm Trần Phi Dung. Hứa Tư vẫn phải tiếp thân thích, Trương Khắc đành đứng ở sân nói chuyện với vợ chồng Trần Kỳ, y từng ăn cơm cho Trần Kỳ nấu, ấn tượng rất sâu, đành rảnh rỗi, liền hỏi. Chú Trần, chú nấu ăn ngon như thế sao không thấy nhà hàng nào mời chú đi làm đầu bếp? Lưu Phân cười đáp. Chú Trần cậu không chịu nổi người khác sai phái, thích mở tự quán, chỗ này nhỏ nên cũng chẳng làm được gì ra hồn. Rồi gật ngón tay kể ra cả đống khuyết điểm của quán nhỏ. Trong quán 7 năm bàn cũng đã chật rồi, thì vệ trung đặt 6 bàn, một bàn phải đặt dưới rều rạp trong sân. Quán nhỏ không nhiều khách, nên rượu thịt cũng chẳng thể đầy đủ, thức ăn giới hạn vài món, thêm vào nơi này không gần đường cái, song nhờ Lưu Phân bình phục lại đi làm, Trần Kỳ dồn tinh lực kinh doanh, nên tuy không thể gọi là đắt khách cũng tốt hơn trước kia nhiều. Cuối cùng Lưu Phân nói, chẳng bằng đón cái quán này, hiện giờ người ta làm cơm mời đầu bếp, mỗi ngày trả những 30 đồng. Trương Khắc lắc đầu mỉm cười. Quán nhỏ cũng không phải không có cách, chú Trần làm tiệc lưu thủy không tệ, vì sao không chuyên môn làm tiệc lưu thủy? Trần Kỳ chỉ cười không nói gì. Lưu Phân mặc dù không coi trọng lời của Trương Khắc, nhưng không xem thường y, giải thích. Thường dưới 10 mâm người người ta tổ chức tiệc ở nhà hoặc là tới nhà hàng, nếu chẳng phải có cha Hứa Tư thổi. Trương Khắc nói, cũng không nhất định phải tổ chức tiệc mới làm tiệc cơ động ạ. Mỗi ngày chú Trần chuẩn bị mấy món ăn chính, tập trung đủ 10 người là đem thức ăn lên, dựa vào đầu người thu tiền. Lúc này Trần Phi Dung dắt Thích Dung Tích Vũ ra, cô tưởng hai cô bé chán chơi với Trương Khắc rồi, chuẩn bị giao cho Hứa Tư, đúng lúc nghe được Trương Khắc tự tin nói. Hiện giờ một hai người vào quán tiêu 20, 30 đồng thì sao ăn được món ngon. 10 người mặc dù không quen nhau, nhưng mỗi người chỉ cần bỏ 10, 20 đồng là có được một bữa tiệc thịnh soạn. Chú làm tiệc lưu thủy, mỗi ngày chỉ cần chuẩn bị 8, 10 món ăn chính, cách ngày lại đổi, mỗi ngày dán thực đơn trước cửa, người tới ăn sẽ tự động tập trung thành một bàn, chẳng cần dùng người chào khách, chú Trần chỉ cần tìm phục vụ bưng bê là đủ rồi. Nguồn gốc có từ chùa Thái Ninh, sư trong chùa Từ Bi, hay làm cơm chay cho dân bất kể già trẻ, nhưng người tới đông nên hỗn loạn mất vệ sinh, liền nghĩ một cách là xây một cái mương nước sau đó dẫn nước suối vào, ở trên làm cơm đặt lên mâm cho chạy xuống. Từ đó gọi là tiệc lưu thủy, tức là tiệc cơ động, tiệc dây chuyền. Trần Kỳ nghe tới đó thì mắt sáng lên, hiện giờ quán ông ta nhỏ, bên trong chẳng trang trí gì, ngay cả thực đơn chẳng buồn chuẩn bị, cách làm của Trương Khắc có thành công hay không thì ông không chắc, quan trọng làm thế vô cùng đơn giản, chẳng phải đầu tư thêm cái gì, cũng làm được, mà mời thêm người cũng không sao, Trần Phi Dung sắp lên năm thứ 3 rồi, không thể bảo con gái mỗi ngày về nhà giúp việc được. Trương Khắc thấy Trần Kỳ hơi động lòng rồi, nói thêm. Nếu chú Trần nghe cháu sẽ bỏ 5.000 đồng để chú tới Nhật báo Hải Châu đăng tin quảng cáo, nếu tiệc lưu thủy không thành công, 5.000 này coi như thôi, nếu thành công, chú trả cháu gấp đôi. Đầu óc cậu sao toàn nghĩ tới tiền thế? Hứa Tư từ trong quán đẩy cửa đi vào, nghe thấy Trương Khắc mở miệng đóng miệng là nói tới tiền, bảo y. Người tới rồi, chuẩn bị ăn cơm thôi, cậu tới phía trước ngồi nhé. Trần Kỳ vội đi chuẩn bị, Trần Phi Dung còn trẻ, chẳng cảm giác gì với đề xuất của Trương Khắc, chỉ coi đây là bạch khoác lác của bọn con trai. Tích Dung Tích Vũ thấy cha tới, giãy khỏi tay Trần Phi Dung chạy đi. Trương Khắc đợi tới đói meo bụng, tức tối nói. Đại nhân vật gì mà khiến mọi người đợi tới lúc này thế? Em không đi, ngồi đây thôi. Ý của thi vệ Trung là để Trương Khắc ngồi cùng bàn với lãnh đạo nhà máy, Hứa Tư không muốn Trương Khắc tới đó ngồi chịu bực tức. Cô chỉ thuận miệng hỏi thế thôi, cô không muốn ngồi ở phía trước. Phó Tuấn bế hai tiểu nha đầu tới nói. Là giám đốc và phó giám đốc nhà máy, khi tôi tới đón thì họ đang đánh bạc trong khách sạn Long Hoa. Nhà máy sắp cạo thủng nồi mới có cơm ăn rồi, bọn họ còn tới khách sạn bài bạc. Trương Khắc mỉa mai, tới bàn dưới lán trong sân ngồi xuống. Trần Phi Dung đành theo mẹ ngồi cùng bàn với Trương Khắc, Hứa Tư và Phó Tuấn cũng ngồi xuống. Chương 171 lại làm kẻ ác. Thi vệ Trung đi vào muốn mời Trương Khắc lên bàn chính ở phía trước. Trương Khắc cũng biết thi vệ Trung tôn trọng mình, nếu không ai để thằng loai choai 17-18 ngồi ở bàn chính. Nhưng y không chịu nổi hai đại nhân vật kia, nên ngồi yên không nhúc nhích.
còn nhớ trước kia Thiệu Chí Cương là giám đốc nhà máy cơ khí, liền thì thầm hỏi Hứa Tư, có phải Thiệu Chí Cương bị tên giám đốc này kéo xuống không? Cha Hứa Tư cũng làm việc trong nhà máy cơ khí, nên biết một chút chuyện. Thấy Hứa Tư gật đầu, Trương Khắc hỏi Phó Tuấn ngồi bên trái Hứa Tư, đang bị hai tiểu nha đầu bám lấy hai bên. Anh có thấy họ chơi bạc với ai không? Cục trưởng Cục Cơ khí Nông nghiệp và Bí thư Đảng ủy nhà máy, tôi không vào nhưng hai người bọn họ khoe ở trên xe. Trương Khắc ồ một tiếng, biết rằng hai kẻ này quá nửa nhân cơ hội hối lộ lãnh đạo chủ quản, lại còn khoe khoang trắng trợn. Hiện giờ nhà máy cơ khí do City cổ phần Hải Châu tiếp quản, an bài nhân sự nghe ý kiến đơn vị chủ quản. Lần này nhà máy cơ khí muốn phá bỏ thói quen cũ, tổ chức cạnh tranh, hai người họ hiển nhiên không muốn nhả miếng thịt mỡ ngậm trong miệng bao lâu. Trương Khắc chẳng muốn để ý hai con sâu mọt này, lúc này hai người làm thuê tạm thời được Trần Kỳ mời tới đang mang thức ăn lên, thì Vệ Trung đi một lúc, dẫn hai người tới, Hứa Hải Sơn cũng theo sau. Trương Khắc ngẩng đầu lên nhìn, người trung niên đi trước dáng không cao, mặt đầy sẹo, Hứa Tư cúi đầu nói nhỏ với Trương Khắc. Người đi trước là giám đốc. Hứa Tư chưa gặp ông ta, nhưng đã nghe cha và cậu kể về khuôn mặt xấu xí này. Cậu là chủ của phó huynh đệ à? Mặt sẹo mắt lách qua bàn một vòng, ở trên xe ông ta được nghe Phó Tuấn nói tới Trương Khắc, liền đi tới phía y. Nào nào, chúng ta ngồi cùng bàn uống cho thích. Ông ta còn chưa tới gần, Trương Khắc đã ngửi thấy hơi rượu nồng nặc, thằng chó, trước khi tới đã uống rượu rồi, nếu không phải Phó Tuấn lái xe tới đón, chắc bên này vẫn còn phải ngồi đợi. Trương Khắc chẳng buồn đáp lời, mặt sẹo đưa tay ra đặt lên vai Trương Khắc, muốn kéo y dậy. Cả bàn đổ dồn ánh mắt vào Trương Khắc, Trần Phi Dung hai mắt tròn xoe, còn chưa hiểu sao lại có người cố ép Trương Khắc ngồi bàn chính. Uống xong, tối lão ca mời cậu đi gội đầu, mấy cô em ở đó sẵn sàng chiều từ A tới Z, thích gái trinh cũng có luôn. Mặt sẹo bất chấp có phụ nữ ở đó, tuôn ra toàn lời thô tục, Trương Khắc cay mày, nhà máy lương tháng chưa phát đủ. Ông ta còn ngang nhiên rủ người ta đi chơi gái, đủ thấy thường ngày hoành hành ở nhà máy ra sao. Trương Khắc không muốn làm cha và cậu Hứa Tư khó xử, lạnh nhạt nói. Tôi ngồi đây rất tốt. Mặt sẹo không ngờ Trương Khắc không nể mặt, cười gằn. Thì Vệ Trung không đủ thể diện mời cậu, nhưng cậu thế nào cũng phải nể mặt lão ca này chứ. Hứa Tư không muốn hai bên quá căng thẳng, nói xen vào. Trương Khắc không uống được rượu, để cậu ấy ngồi đây là được. Đờ mờ, ông mày đang nói làm gì có chỗ cho bọn đàn bà chõ mồm vào. Mặt sẹo nổi giận chửi, Hứa Tư vô cớ bị chửi rất tức, Trương Khắc mặt càng xa sầm xuống, tên phó giám đốc cũng định tới kéo tay Trương Khắc, nói. Giám đốc Chu của chúng tôi cấp chính khoa đấy, chú em nhất định phải nể mặt. Lúc này Phó Tuấn đứng sau lưng lưng mặt sẹo, đặt tay lên vai ông ta ấn một phát, mặt sẹo khuỵu xuống, đồng thời Phó Tuấn trừng mắt lên không cho tên phó giám đốc tới gần. Trương Khắc hỏi Thi Vệ Trung. Cậu, bọn họ là lãnh đạo của cậu hay là bạn? Thi Vệ Trung không hiểu ý Trương Khắc, thấy cục diện căng thẳng, vội cười bồi. Tiểu Khắc, bọn họ chỉ muốn mời cháu. Trương Khắc nhướng mày lên, quay sang mặt sẹp, nói tỉnh queo. Các ngươi đừng mơ được tôi nể mặt. Rồi nói với Phó Tuấn. Ném thứ cặn bã này xuống sông cho tỉnh rượu. Dì y có thể nhịn, chứ chửi Hứa Tư thì không thèm nể nang ai nữa. Phó Tuấn tóm lấy cổ mặt sẹo, ông ta ngay cả sức chống cự cũng chẳng có, bị Phó Tuấn lôi đi sình sịch, tên phó giám đốc bị ánh mắt hung hãn của Phó Tuấn dọa cho sợ tái mào, đứng đần ra không nói nổi một câu. Thì Vệ Trung không ngờ thoáng cái cục diện thành ra thế này, vội giữ lấy tay Phó Tuấn. Ông ấy là giám đốc của chúng tôi. Phó Tuấn không buông tay, nhìn sang Trương Khắc hỏi ý kiến, y nhếch mép khinh bỉ nói. Loại cặn bã này so với con chó còn không đáng, cậu sợ gì chứ? Bảo với mặt sẹo. Nghe rõ đây, người làm bẽ mặt ông hôm nay là Trương Khắc. Thì Vệ Trung không sợ sao được, ông ta và Hứa Hải Sơn sống nhờ cả vào nhà máy, hôm sau bị mặt sẹo đuổi việc thì sao? Phó Tuấn gạt tay Thì Vệ Trung ra, xách mặt sẹo ra ngoài, Thì Vệ Trung mời không kít đồng nghiệp, bọn họ thấy bộ mặt đáng ghét bị Phó Tuấn xách như xách thỏ đi ra ngoài cửa, đều đứng dậy đợi kịch hay, chẳng một ai khuyên can. Hứa Hải Sơn sợ Trương Khắc không hiểu chuyện gây họa. Biết lái xe là của y, vội gọi. Tiểu Khắc. Trương Khắc ngồi yên như không, trước mặt Vạn Dung thì y phải nín nhịn phần nào, chứ hai tên giám đốc rác rưởi cần gì phải ủy khuất bản thân. Hứa Hải Sơn thấy Trương Khắc không nghe mình, vội nháy mắt với con gái. Tiểu Tư, con khuyên cậu ấy. Hứa Tư tự dung bị chửi, trong lòng đang tức giận,
nhưng lời cha nói vẫn phải nghe, đang định khuyên Trương Khác thì nghe thấy bên ngoài có người hô. Ném rồi, ném rồi. Tiếp đó là bõm một tiếng, Hứa Tư la hoảng. Rơi xuống sông thật rồi à? Hóa ra chị nghĩ em nói đùa à? Trương Khác nhếch mép cười. Thì Vệ Trung và Hứa Hải Sơn dậm chân, vừa giận vừa sợ, vội chạy ra ngoài, người cùng bàn nhìn ánh mắt của Trương Khác đều tái mặt đi. Trần Phi Dung tận mắt thấy Trương Khác đánh người giữa đường nên chẳng kinh ngạc mấy, chỉ giận y không biết chừng mực, chuyện này tất nhiên y không sao cả, nhưng cái đại họa này cha và cậu Hứa Tư phải gánh thế nào. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Trần Phi Dung không thể không thừa nhận, ném hai kẻ làm người ta bực mình đó xuống sông, đúng là hả lòng hả dạ. Đột nhiên nhớ ra sau khi Trương Khác xuất hiện, cuộc sống của mình dần trở nên hết sức yên bình, không ai dám quấy rầy nữa. Trong nhà nhờ vào Trương Khác quay trở lại quỹ đạo bình thường. Nghĩ vậy Trần Phi Dung cảm thấy mình ghét Trương Khác thật là vô lý, dù sao Trương Khác cũng không quấn lấy mình như Triệu Ti Minh. Lưu Phân chỉ biết nhà Trương Khác quan hệ mật thiết với City Cẩm Hồ, căn bản chẳng sợ đắc tội hai tên giám đốc vớ vẩn của nhà máy, có điều trước kia y luôn lễ phép nhã nhặn, nên Lưu Phân chỉ coi y như thiếu niên cùng tuổi với con gái, không ngờ y có lúc nổi giận lôi đình khí thế khiếp người đến vậy. Lái xe công ty chỉ vì một câu thản nhiên của Trương Khác mà ném giám đốc nhà máy xuống sông mà không cần băn khoăn gì. Sông Sơ Cảng ở đoạn này còn chưa được nạo vét, nước không sâu lắm, nhưng lòng sông ứ một lớp bùn đen dày, chẳng lo bị chết đuối, nhưng rơi xuống đống bùn đó còn thê thảm hơn vạn lần chết đuối. Lưu Phân dù sao cũng tinh tế hơn con gái, thấy Hứa Tư ngạc nhiên chứ chẳng sợ, nghĩ, Hứa Tư không sợ ba và cậu nó bị nhà máy đuổi việc sao? Trừ mấy người bọn họ những người khác đã chạy hết ra ngoài xem, Hứa Tư trừng mắt lên với Trương Khác. Chỉ biết sinh sự, nhưng giọng nói không hề có ý trách móc. Trương Khác cười thản nhiên, nói nhỏ với cô. Chỉ khuyên cậu và ba chị về đi, đừng lo, hai tên này mấy hôm nữa là mất chức thôi, đợi chúng thất thế rồi, chị nghĩ Thiệu Chí Cương sẽ tha cho chúng sao. Hứa Tư thò tay dưới bàn, nhéo y một cái. Đâu cần phải như thế, mặc xác họ là xong. Trương Khác nhịn đâu nói. Cậu muốn cạnh tranh chức phó giám đốc còn gì, chuyện cạnh tranh này, ngoại trừ trình độ quản lý ra thì cần đủ danh vọng mới được. Có lẽ hôm nay cậu lo lắng không ngủ nổi, nhưng vài hôm nữa lại cười không ngủ nổi ấy chứ. Lưu Phân thấy Hứa Tư và Trương Khác thì thầm với nhau, miệng còn cười, thấy lạ sao họ lúc này rồi còn cười nổi, hỏi. Hai đứa nói gì mà cười vui thế? Hứa Tư đỏ mặt, vội nói. Không có gì, chỉ là cháu thấy kẻ kia bị ném xuống sông đúng là đáng đời. Lưu Phân biết Hứa Tư là trợ lý tổng giám đốc Cẩm Hồ, chức này khác thư ký, là chức vị có thực quyền, mấy lần Lưu Phân cầm phiếu xuất nhập tới để Tạ Vãn Tình ký, khi Tạ Vãn Tình không ở Hải Châu, thì Hứa Tư ký thay. Trương Khác nhún vai. Kẻ ác cần có kẻ ác trị, loại người này không trừng trị, chúng không biết thế giới này thú vị thế nào. Lưu Phân thấy Hứa Tư không lo. Mình càng chẳng có lý do để lo, cười nói. Chỉ có điều làm lỡ bữa ăn. Thì Vệ Trung và Hứa Hải Sơn quay lại, người dính đầy bùn đất, mặt lo lắng không thôi. Phó Tuấn thì ngay cả áo cũng chẳng có một vết nhăn, nói hai tên giám đốc khốn kiếp từ dưới sông bò lên, thối mù trời, không còn mặt mũi ở lại ăn cơm, tức giận bỏ đi rồi, trước khi đi còn không quên ném lại vài câu dọa dẫm, mọi người đều nghĩ với bộ dạng bọn chúng ra đường cũng không bắt nổi xe mà về. Lưu Phân cười vô tâm nói. Loại người như thế đáng bị trừng trị. Trần Kỳ đánh mắt với vợ. Em nói lung tung gì đấy? Nhìn dáng vẻ lo lắng trùng trùng của Hứa Hải Sơn và Thi Vệ Trung, nói thế chẳng phải làm người ta thêm ấm ức sao? Lưu Phân vẫn cười. Chuyện có gì to tát đâu, nhà máy trả lương không đủ, giám đốc như thế đuổi cho rồi. Hứa Hải Sơn thở dài. Đuổi hay không đám công nhân thấp cổ bé họng chúng ta đâu quyết được. Ông không trách Trương Khác mà quay sang con gái, dùng mắt trách Hứa Tư không ngăn Trương Khác gây chuyện. Thôi, chuyện đã thấy này rồi, ăn cơm trước đi, hai tên vương bát đản làm mọi người đói tới lúc này. Thì Vệ Trung buồn bã nói. Nhìn hai người họ đi ra quán, Trương Khác nói với Hứa Tư. Nghe khẩu khí của ba chị hình như cũng muốn ném hai lão kia xuống sông. Hứa Tư lườm y. Cậu tưởng rằng người dân thường chúng tôi ai cũng làm càn làm bậy như cậu à? Rồi bế lấy một cô bé ngồi trong lòng Trương Khác để y thoải mái ăn cơm, nhưng không nhận ra được là Tích Dung hay Tích Vũ. Trừ Thi Vệ Trung và Hứa Hải Sơn ra, những người khác đều thấy hả hê khoái chí. Bữa tiệc mặc dù không có nhiều món ngon, nhưng không khí tưng bừng, có điều mọi người kiềm chế, đến 9 giờ đã tan tiệc.
Hai tiểu nha đầu Tích Dung, Tích Phú sớm đã ngủ gật rồi, vợ chồng Phó Tuấn không có thời gian trông con, giao cho cha mẹ trông, hiện giờ bọn họ đã đổi chỗ ở, muộn thế này rồi không tiện đưa hai cô bé tới nhà cha mẹ, Lưu Phân liền bế hai cô bé lên giường Trần Phi Dung ngủ. Trương Khắc không vội về mà ngồi ở nhà Trần Phi Dung uống trà, lúc này Trần Kỳ và đầu bếp, giúp việc mới rảnh ăn cơm, Trần Phi Dung giúp Hứa Tư và mẹ cô dọn dẹp, gói góm thức ăn thừa để đầu bếp và giúp việc kia mang về. Thời đó nhà có tủ lạnh còn ít, trời đang nóng lên, tiệc còn thừa nhiều thức ăn không chia ra mang về sẽ hỏng hết. Chuyện đã xảy ra được thời gian rồi, lòng Thi Vệ Trung cũng ổn định lại, nghĩ lại lời Trương Khắc nói, nếu thực sự đuổi tên mặt sẹo kia khỏi ghế giám đốc thì không phải cố kỵ gì nữa. Ông ta cũng biết Trương Khắc được một năm rồi, từ cái ngày nhà Hứa Tư đang náo loạn kiếm hai mấy vạn trả cho tổ điều tra, Thi Vệ Trung cũng chạy vạy khắp nơi, cầu người nọ nhờ người kia mà còn thiếu 12 vạn. Lúc đó Trương Khắc xuất hiện, vung tay một cái bù hết số tiền còn thiếu, để lại ấn tượng khó phai mờ. Nhưng một năm rồi mà chẳng biết gì về thân phận của Trương Khắc, chỉ gián tiếp nhìn chuyện y giúp nhà Hứa Tư biết nhà y không có quyền cũng có tiền, hơn nữa còn là loại cực nhiều tiền cực nhiều quyền. Nếu tạo được quan hệ với gia đình như thế, tất nhiên không lo gì cả. Mỗi tội Trương Khắc mới 17-18, trong nhà chắc gì đã có tiếng nói. Nhưng ngay cả Tống Bồi Minh còn nghe y sai bảo giải quyết chuyện phẫu thuật cho Lưu Phân, nói không chừng y có thể giúp được thật. Hai người bọn họ tiễn khách về hết vào trong nhà Trần Kỳ thấy Trương Khắc đang cùng mọi người uống trà, Trương Khắc đang nói chi tiết hơn việc tiệc lưu thủy. Mỗi ngày chú làm 8 món thôi, treo biên ngoài cửa viết là 8 bát lớn. Trương Khắc thấy hai người kia đi vào, liền nhích sang cho Thi Vệ Trung ngồi bên cạnh, còn Hứa Hải Sơn ngồi cạnh con gái. Trương Khắc hỏi. Cậu không trách cháu sinh sự chứ? Sao trách cháu được? Thi Vệ Trung tuy lo lắng, nhưng vẫn sĩ diện mạnh mồm. Cái nhà máy đó chẳng hay ho gì mà tiếc, lương thì không đủ, bên ngoài có công ty mời tôi đi làm lương tháng 1.000 tôi chưa chịu, chẳng qua ở nhà máy yên ổn hơn, tốt xấu gì cũng là cán bộ quốc gia. Lưu Phân cười giễu cợt. Cán bộ quốc gia, tháng anh được bao tiền mà dám nói cán bộ quốc gia? Thi Vệ Trung cười ngượng ngập,